chương 436, thành lạc già dối rắm phức tạp. Cơ khinh xa bưng cốc cà phê mà nhân viên phục vụ đưa tới, cầm lên uống một ngụm, hạ giọng nói. Cái gọi là thế lực vô cùng lớn là một khái niệm tương đối. Khu vực bang lạc già vô cùng rộng lớn, là một bang lớn nhất trên đảo, số lượng nhân khẩu cũng rất nhiều. Thành lạc già là chỗ tụ họp của người Hoa, anh cũng biết đấy, đồng bào của chúng ta ở nước ngoài tinh thần đoàn kết hơi kém chút khu quần cư của người Hoa ở thành Lạc Già, đạo giáo thế lực rất lớn. Trải qua mấy chục năm liên tiếp không ngừng tranh giành, đã đuổi thế lực Phật giáo ra khỏi thành Lạc Già. Nhưng so sánh với thế lực hàng đầu của thổ dân địa phương thì cách tương đối xa. Bang Lạc Già là bang có thế lực hàng đầu hùng mạnh nhất cả nước Đan Mạn, các phái hàng đầu mọc lên như nấm, khoảng chừng 10-20 phái. Người Hoa ở đó rất nhiều, hơn nữa lại khá giàu có quan hệ giữa giai tầng trung kiên của xã hội với kiến trúc thượng tầng cũng vô cùng tốt không ít phái hàng đầu và đại hàng đầu sư đều mong muốn tạo quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo người hoa ở địa phương đại quốc sư ma cư xuất thân từ phái hàng đầu sư xưng hô theo ngôn ngữ thổ dân địa phương gọi là bất cổ phái bất cổ không được tính là phái lớn nhiều nhất chỉ được coi là phái hàng đầu sư bậc trung không cần so sánh với các phái hàng đầu của thời kỳ thịnh vượng cho dù là so sánh với toàn chân đạo của thành lạc già có vẻ cũng không bằng. Sau này vì xuất hiện ma cư, một đại hàng đầu sư thiên tài như vậy, trong đấu pháp, hầu như đánh bại được tất cả các hàng đầu sư của các phái ở bang lạc già. Vì thế, phái bất cổ, bỗng nhiên phát triển rất mạnh, cho đến ngày nay trở thành phái hàng đầu lớn thứ nhất của bang lạc già, thu nhận rất nhiều đệ tử. Tuy vậy, phái bất cổ, vẫn khó có thể thống trị toàn bộ bang lạc già. Từ xưa đến nay, nước đan mạn xuất hiện không ít, đệ nhất hàng đầu sư, nhưng gần như không có người nào có thể thực sự nhất thống giang hồ. Đại hàng đầu sư của các phái khác cũng không chịu ngồi không. Chiến đấu đơn độc, nhất định không phải đối thủ của đệ nhất hàng đầu sư. Nếu bị ép, mọi người liên kết lại với nhau, cho dù đệ nhất hàng đầu sư có mạnh đến mấy, cùng khó chống đỡ. Cho nên chỉ cần không phải mâu thuẫn quá gay gắt, giữa các phái hàng đầu thông thường là dựa vào thương lượng để giải quyết. Cơ khinh xa nói không vội vàng, từ từ đem tình hình các trường phái hàng đầu và trường phái đạo giáo ở bang lạc giả nói một cách rõ ràng đơn giản. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm nói. Nghe giống như là hỗn chiến tam quốc nhỉ. Quả thật giống như vậy, số của cải khổng lồ nắm giữ trong tay người Hoa, ở trong thế lực các phái địa phương cũng là một lợi thế rất lớn. Dù sao ở xã hội hiện đại, kiến trúc thượng tầng luôn cần của cải làm điểm tựa. Hàng đầu sư ở nước Đan Mạn được tôn sùng rộng rãi, cũng không có nghĩa là bọn họ có thể coi thường các thế lực khác. Nói một cách toàn diện, đó là một loại quan hệ sống nhờ vào nhau, lại cũng là tranh đấu lẫn nhau. Tam quốc cuối cùng thống nhất, phái hàng đầu của nước Đan Mạn và các phái tôn giáo khác muốn thống nhất, gần như là không thể nào. Tiêu Phàm nói, truyền thừa đạo gia của bang Lạc Già là nhánh nhỏ của phái Long Môn phải không? Audio điện tử võ tấn bền Phái Long Môn Đạo Giáo là nhánh của toàn chân giáo thời kỳ minh thanh cực độ cường thịnh, một độ cũng được trở thành đại diện của toàn chân. Trường phái đạo giáo, long môn nửa thiên hạ, môn phái này tôn chân nhân trường xuân toàn chân giáo là khâu sử cơ làm tổ sư. Địa vị của khâu tổ ở trong trường phái đạo giáo, cực kỳ cao thượng, từng được nguyên thái tổ thành các tư hãn tôn xưng là thần tiên, chiếu mệnh khâu tổ trưởng quản đạo giáo cả thiên hạ. Cơ khinh xa khẽ gật đầu nói, là nhánh của phái long môn, hơn nữa kế thừa vô cùng chính thống. Đúng rồi, nhất thiếu sao bỗng nhiên lại có hứng thú với đại quốc sư ma cư như vậy nói tới đây trong mắt cơ khinh sa toát ra một chút ý tò mò còn kèm theo một tia loáng thoáng cảm xúc khẩn trương không phải tôi cảm thấy hứng thú với đại quốc sư ma cư mà là cảm thấy hứng thú với một loại thảo dược trong trang viên của ông ta thảo dược không phải là xích viêm thảo chứ không đợi tiêu phàm nói xong cơ khinh sa thiếu chút nữa kinh ngạc hét lên vội vươn tay che miệng lại hai mắt quyến rũ trợn thật lớn, nhìn thẳng vào tiêu phàm, không một chút che giấu sự kinh ngạc của mình. Hai hàng lông mày của tiêu phàm hơi nhướng lên, hỏi ngược lại. Cô cũng biết, xích viêm thảo. Thật sự chính là, xích viêm thảo. Cơ khinh xa càng thêm trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt giật mình, ngay cả tiêu phàm cũng âm thầm nhíu mày. Trong lòng tiêu phàm thật sự hiểu rõ, thoạt nhìn bề ngoài cơ khinh xa là cô gái yếu ớt kiểu diếm quyến rũ như vậy, nhưng thủ đoạn cao minh lợi hại, bình thường cái gọi là đàn ông tinh anh căn bản cũng khó có thể mơ làm bóng của cô. Nhưng mà hiện tại chẳng qua chỉ là nhắc tới, xích viêm thảo, người vẫn ở thành phố Nam Phương, cách nước đan mạn xa vạn dặm, không ngờ cơ khinh xa lại căng thẳng như thế, giống như sợ đại quốc sư Ma Cư ở nơi xa xôi kia sẽ nghe được, mưu đồ của bọn họ. Sau khi chố mắt thật lâu, cơ khinh xa mới thở vào một hơi, rồi cười khổ nói, giọng nhỏ hơn. Nhất thiếu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tôi khuyên anh vẫn là nghĩ cách khác đi xích viêm thảo thật sự không phải mục tiêu thích hợp xích viêm thảo thật sự quan trọng như vậy tiêu phàm càng nhíu mày chặt hơn đôi mắt đẹp long lanh như nước của cơ khinh xa nhìn chăm chú tiêu phàm sắc mặt vô cùng nghiêm túc chậm rãi nói nhất thiếu tôi cũng chỉ có thể nói đối với bất kỳ một hàng đầu sư nào mà nói xích viêm thảo không phải là quan trọng mà là vô cùng quan trọng thật giống như lạc giáp của tôi nếu thời điểm tính mạng bị đe dọa, tôi cũng sẽ vứt bỏ. Nhưng, xích viêm thảo thì cho dù hàng đầu sư chết cũng sẽ không buông tay. Vì sao? Lần này ngay cả tiêu phàm một chút cũng không hiểu. Một cây thảo dược cho dù quý giá, nhưng sẽ lại mọc lên, chẳng lẽ còn có thể đáng giá hơn so với mạng người sao? Nhưng tính cách của cơ khinh xa sẽ không bao giờ là loại, nói chuyện giật gân, nói nghiêm túc như vậy, có thể thấy được lời nói không ngoa. Bởi vì, ở trong hàng đầu thuật, xích viêm thảo vốn có khả năng cải tử hồi sinh. Bất kể phái hàng đầu nào nếu mà có được, xích viêm thảo, luyện chế đan dược phụ trợ, thì hàng đầu thuật cao đến mức nào đều có thể luyện thành. Nhất thiếu, không biết hiểu biết của anh đối với hàng đầu thuật, sâu sắc đến mức độ nào rồi. Mời nói tiếp, tiêu phàm nghe vô cùng chăm chú, tuy rằng hắn đối với hàng đầu thuật cũng có chút hiểu biết, nhưng rõ ràng không thể so sánh với cơ khinh xa. Tờ Khinh xa tuy sống một thời gian ngắn ở thành Lạc Già, nhưng so với tiêu phàm chỉ tìm hiểu từ sách vở, sẽ có ấn tượng trực quan hơn. Hàng đầu thuật rất lợi hại, nhưng theo tôi được biết, sự cắn trả của hàng đầu thuật cũng là mãnh liệt nhất trong các trường phái thuật pháp lớn. Hàng đầu thuật càng cao minh càng lợi hại, lực cắn trả càng mạnh. Có không ít hàng đầu sư không phải chết ở N trong đấu pháo, mà là chết dưới sự cắn trả của hàng đầu thuật mà mình tu luyện ví dụ như quỷ hàng hàng đầu sư bình thường sẽ không tu luyện được chỉ có đại hàng đầu sư cao minh mới có thể giúp quỷ tuy nhiên cho dù là đại hàng đầu sư bình thường cũng chỉ có thể nuôi dưỡng một đôi quỷ nếu nuôi nhiều hàng đầu sư khống chế không được cũng sẽ bị âm quỷ cắn trả xích viêm thảo còn có loại công năng thế kiếp này nếu tại thời điểm đang tu luyện hàng đầu thuật cao minh mà xảy ra ngoài ý muốn có một viên đan dược luyện chế từ xích viêm thảo ở trong tay có thể di chuyển lực cắn trả của quỷ ra ngoài, bản thân mình tránh được một kiếp. Nếu là một cây xích viêm thảo trưởng thành, vậy lại càng là bảo vật vô giá. Cho dù là bị mất mạng tại chỗ, chỉ cần đan sống, xích viêm thảo cũng có thể lập tức cải tử hoàn sinh. Thật tốt quá. Không đợi Cơ Khinh Sa nói xong, Tiêu Phàm liền hô nhỏ một tiếng, sắc mặt tràn đầy vui mừng. Cơ Khinh Sa lập tức liền bị choáng váng đầu đầu. Nhất thiếu, cô thật sự khó có thể lý giải bởi không biết lúc này Tiêu Phàm lớn tiếng kêu, tốt là có ý gì. Cơ tổng, không nói gạt cô, công hiệu, xích viêm thảo càng mạnh, tôi lại càng cần. Đối với Tân Lâm mà nói, thì hiệu quả sẽ càng tốt. Tân cô nương, cô ấy bị làm sao vậy? Cơ khinh sa lập tức hiện ra vẻ mặt vô cùng chú ý. Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, lập tức đem tiền căn hâu quả việc Tân Lâm bị thương và tình hình trước mắt giải thích với Cơ khinh sa. Thì ra là thế. Cơ khinh xa thì Thảo nói. Thảo nào mấy ngày trước tử vi tinh và thiên lang tinh đều xuất hiện hiện tượng lạ, lực thiên địa tàn sát. Cơ khinh xa cũng có quan sát, nhưng lại không nghĩ rằng là tiêu phàm và sư huynh đệ đồng môn đang đấu pháp với người khác. Cũng chỉ có những thuật sư hàng đầu cùng nhau ra tay, mới có thể tạo thành hiện tượng kỳ lạ hiếm thấy trong trời đất như vậy. Nhưng nhất thiếu, xích viêm thảo, đối với hàng đầu sư quan trọng như thế, mặc kệ anh đưa ra điều kiện gì, đại quốc sư Ma Cưu đều sẽ không đáp ứng đâu điều này căn bản cũng không thể trong phạm trù đàm phán. Cơ khinh xa lập tức nhắc nhở. Cô cũng biết nếu là Tân Lâm gặp nạn, thì muốn ngăn cản tiêu phàm đi đến nước đan mạn thật không thực tế. Cho dù là núi đao biển lửa, cũng ngăn không được bước chân của tiêu phàm. Tiêu phàm hỏi ngược lại. Ngoại trừ trang viên đại quốc Sư Ma Cưu, các nơi khác của nước đan mạn không trồng, xích viêm thảo, sao? Đôi mi thành tú của cơ khinh xa hơi trao lại, sau khi suy nghĩ một lát, mới khẽ lắc đầu nói. Xích viêm thảo, loại linh vật trời đất này, cho dù là ở nước Đan Mạn cũng rất ít sinh trưởng. Tôi sống ở thành lạc già hơn 3 năm cũng không nghe nói nơi khác có sinh trưởng xích viêm thảo. Hơn nữa cho dù nơi khác có, xích viêm thảo cũng chỉ sợ đã sớm có đại hàng đầu sư nắm giữ rồi. Đại hàng đầu sư đó cho dù không bằng đại quốc sư Ma Cưu, nhưng kém cũng không nhiều, đều vô cùng khó đối phó. Quan trọng nhất là, xích viêm thảo, nếu như chưa trưởng thành, thì công hiệu sẽ giảm đi rất nhiều. Bất kể nói thế nào, thì Trung Quy nhất định phải tới nước Đan Mạn, tới thành lạc già mới có thể biết tình hình chính xác. Tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút, nói kiên định. Chuyện là như vậy, chuyện này, nên làm sớm không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi, chúng ta. Tiêu phàm giật mình kinh hãi. Cơ khinh xa liền cười, liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái, mỉm cười nói. Nhất thiếu, không ngờ anh cũng có lúc giả vờ giả vịt. Anh gọi tôi ngàn dặm xa xôi tới nơi này, không phải là muốn tôi cùng anh đến nước đan mạn sao? Không nói những thứ khác, ít nhất anh cần một người dẫn đường đúng không? Tiêu phàm không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Theo lời nói và vẻ mặt của cơ khinh xa, có thể nhìn ra cơ khinh xa đối với đại quốc sư ma cư vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hiện tại lại không chút do so dự cùng hắn đến đan mạn. Tôi phản đối. Một giọng nói đột ngột vang lên chương 437, cố sự của Phạm Nhạc người mở miệng phản đối lại là Phạm Nhạc. Phạm Nhạc cũng giống như Tân Lâm là, vệ sĩ TH yêu ta ép thân, của cơ khinh xa, nhưng Phạm Nhạc so với Tân Lâm còn trầm mặc hơn, càng giống một vệ sĩ chân chính. Trên cơ bản mỗi lần tiêu Phạm gặp mặt cơ khinh xa, Phạm Nhạc đều ở bên cạnh cơ khinh xa nhưng rất ít nói. Thậm chí cả một người rất chú trọng lễ nghĩa như tiêu phàm có rất nhiều lúc cũng quên mất sự tồn tại của phạm nhạc không nghĩ tới lúc này Phạm Nhạc bỗng nhiên lại mở miệng nói, hơn nữa vừa mở miệng liền cứng rắn nói ra ba chữ tôi phản đối. Phạm Nhạc cứ như vậy đứng đối diện với cơ khinh xa, không chút khách khí chặn đường đi của cơ khinh xa. Phạm Nhạc, cơ khinh xa thở dài. Tiêu nhất thiếu, anh chưa từng đi đến thành lạc già, chưa từng chứng kiến hàng đầu sư của nước Đan Mạn thì anh không thể biết được sự lợi hại của bọn họ, nhưng tôi thì biết. Muốn đi thành lạc già thì anh tự đi. Phạm Nhạc không để ý tới cơ khinh xa, hai mắt nhìn thẳng về phía tiêu phàm, lời nói thẳng thắn dứt khoát không có một chút quanh co, cũng không có một chút khách khí. Y là, vệ sĩ, của cơ khinh xa chứ không phải bạn của tiêu phàm, y chỉ có trách nhiệm với cơ khinh xa. Phạm Nhạc, đừng nói nữa. Hai, hàng lông mày của cơ khinh xa hơi nhíu lại, lời nói có vài phần không hài lòng. Tiêu Phàm Thành khẩn nói. Phạm Tiên Sinh, tôi biết anh không muốn cơ tổng phụ trách, nhưng tôi có thể bảo đảm với anh, nếu cơ tổng gặp phải nguy hiểm gì thì tôi sẽ chiếu cố đến cô ấy trước. Phạm Nhạc lập tức hỏi ngược lại. Cho dù bởi vì vậy mà không lấy được, xích viêm thảo cũng sẽ không tiếc. Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý không tin tưởng. Tiêu Phạm trầm ngâm một chút rồi kiên định nói. Đúng, nếu quả thật gặp phải tình hình như vậy, tôi nhất định sẽ lo cho an nguy của cơ tổng trước. Sự sống chết của Tân Lâm tất nhiên là vô cùng quan trọng, nhưng muốn tiêu phàm hy sinh tính mạng của cơ khinh xa để đổi lấy xích viêm thảo lại vi phạm vào bản tính của tiêu phàm càng vi phạm vào môn quy của vô cực môn nếu thật sự như vậy cho dù tân lâm bình an thì tiêu phàm cũng sẽ thấy hổ thẹn trong lòng đây là bản tính của một người cũng không thể miễn cưỡng được nếu thật sự như vậy tân lâm làm sao bây giờ phạm nhạc lại muốn truy hỏi kỹ càng sự việc ngữ khí kiên định không thể lay chuyển tiêu phàm thản nhiên nói phạm tiên sinh người tu đạo xem trọng nhất là một chữ duyên nếu tướng mệnh của tân nhi là như vậy tôi sẽ toàn lực cứu chị cô ấy là sống hay chết tôi sẽ không để ý cơ khinh xa khẽ thở dài một tiếng bỗng nhiên nói nhất thiếu tôi tình nguyện giờ này khắc này người nằm trên giường bệnh là tôi thân là phụ nữ có thể có được một người đàn ông nguyện cùng sống chết như tiêu phàm thì còn đòi hỏi gì nữa phạm nhạc cũng bắt đầu trầm ngâm một lát sau mới trầm giọng nói. Vậy được, cùng đi. Không được, anh không thể đi. Lần này người phản đối là cơ khinh xa, ngữ khí so với phạm ngạc lúc trước còn kiên quyết hơn, chắc như đinh đóng cột, không có chút khoan nhượng nào. Cô đi, tôi cũng đi. Phạm nhạc cũng không chút do dự nói. Không được. Sắc mặt của cơ khinh xa trước đây chưa bao giờ nghiêm túc như thế này. Tiêu Phạm nhíu mi hỏi. Cơ tổng, Phạm tiên sinh, có điều gì cố kỵ sao? Phạm nhạc không lên tiếng. Cơ khinh nhìn xung quanh một vòng lập tức nói. Nhất thiếu, đến phòng anh rồi nói sau. Tình hình, quỷ dị, bên này đã gây chú ý cho những người khách khác trong quán cà phê chăm chú nhìn về phía bên này, không biết đã phát sinh chuyện gì, còn tưởng ba người bọn họ xảy ra tranh chấp. Được. Tiêu phàm giữa đêm hôm qua đến được thành phố phương Nam, vào ở trong căn phòng sang trọng của khách sạn Kim Dương. Nhất thiếu, anh có thể không biết quê hương của phạm nhạc chính là ở thành lạc già trong phòng khách của căn phòng xa hoa cơ khinh xa ngồi ở phía đối diện với tiêu phàm nói ra những lời kinh người lại là một điều không tưởng được khó trách sau khi bói toán quẻ tượng lại trực tiếp chỉ vào cơ khinh xa trong chuyện này quả nhiên là có nguyên nhân tiêu phàm nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm nói xem ra trong câu chuyện xưa này có rất nhiều khúc chiết nói đến thì rất dài trong bốn gia tộc người Hoa tại thành Lạc Già thì Phạm Gia xếp thứ hai. Ở mỗi thành thị lớn trong toàn bộ đất nước Đan Mạch đều có siêu thị gia cụ của Phạm Gia. Thậm chí tại các thành phố xung quanh các nước lân cận đều có thể nhìn thấy siêu thị gia cụ của Phạm Gia. Sự giàu có của Phạm Gia cho dù trên cả nước Đan Mạn cũng xếp vị trí hàng đầu. Phạm Nhạc chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất toàn bộ tài sản của Phạm Gia. Cơ khinh xa chậm rãi nói. Phạm Nhạc như trước vẫn đứng sau lưng cô, biểu tình bình tĩnh giống như là cơ khinh xa đang kể chuyện xưa của người khác. Thế sau đó phát sinh chuyện gì? Nghe cơ khinh xa nói như vậy, tiêu phàm trong lòng cơ bản đã có chút hiểu. Tranh đoạt tài sản chính là âm mưu cổ xưa nhất, từ lúc bắt đầu có xã hội loài người thì tài sản chính là một trong những vật kích phát những thói hư tật xấu của con người nhất. Tuy nhiên chuyện xưa phát sinh tại thành lạc già có khả năng còn tăng thêm một ít tình tiết mà người ta không thể tưởng tượng được. Tranh đoạt tài sản anh họ của Phạm Nhạc là Phạm Anh cũng muốn kế thừa tài sản. Nếu Phạm Nhạc từ bỏ quyền thừa kế thì Phạm Anh đương nhiên là người thừa kế tài sản. Gia tài khổng lồ như vậy, Phạm Tiên Sinh chắc là không dễ dàng từ bỏ đúng không? Xã hội vật chất, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ một khối tài sản như vậy. Tiêu Phạm hỏi, người anh họ Phạm Anh này của Phạm Tiên Sinh cũng là người trong đồng đạo sao? Phạm Nhạc võ công cao cường, thái độ làm người cơ trí tỉnh táo tuyệt không phải là người dễ dàng bị người khác áp chế. Nhưng hiện tại y lại ở bên cạnh cơ khinh xa không trở về thành lạc gia, đã nói lên được toàn bộ vấn đề. Trong cuộc tranh đoạt tài sản này thì người thắng là Phạm Anh. Nhất thiếu, Phạm Nhạc là truyền nhân chính tông của phái Long Môn, võ thuật toàn chân đạo bác đại tinh thâm, Phạm Nhạc sớm đã được chân truyền. Cơ khinh xa nghiêm mặt nói. Tiêu Phạm nhẹ nhàng gật đầu nhưng không có lên tiếng. Cơ khinh xa nói không sai, võ thuật truyền lại của toàn chân đạo quả thật có thể nói là bác đại tinh thâm luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí còn lợi hại hơn các võ thuật được miêu tả trong tiểu thuyết ba phần có liên quan đến võ thuật của toàn chân giáo trong vô cực thuật tàng cũng có đề cập đến nên tiêu phàm đã xem qua mặc dù chỉ có tác dụng tham khảo nhưng cũng thu được lợi ích không nhỏ đặc biệt là tiên thiên huyền công của khưu tổ truyền lại càng là một trong những thần công hộ pháp cao cấp nhất đạo giáo Đáng tiếc đây là nội công tâm pháp cao nhất của phái Long Môn, không dễ dàng truyền ra ngoài. Hơn một năm trở lại đây dựa vào khả năng của vô cực môn cũng chỉ thu thập được một ít nội công tâm pháp không trọn vẹn, chưa bao giờ thu thập được đầy đủ. Nếu có thể thu thập được đầy đủ một quyền tâm pháp tu luyện, tiên thiên huyền công, của toàn chân giáo, cung, hạo nhiên chính khí kiểm chứng lẫn nhau, thì tiêu phàm tin tưởng nhất định sẽ thu được lợi ích lớn. Tiên thiên huyền công là thần công đạo giáo chính thống mà, Hảo nhiên chính khí lại nghiêng về công pháp của nhau ra. Giữa hai bên tất có thể bổ sung cho nhau. Luận sự mà nói thì Phạm Anh cũng là một kỳ tài luyện võ, tu vi võ thuật mặc dù không cao bằng Phạm Nhạc nhưng cũng không tồi. Tư chất của gã so với tôi còn cao hơn. Phạm Nhạc bỗng ngắt lời nói, giọng điệu vẫn hết sức bình tĩnh. Cơ khinh xa khẽ gật đầu, tựa hồ rất tán thành đánh giá của Phạm Nhạc, lập tức nói. Mấu chốt là người này tâm địa bất chính. Qua coi trọng những vật ngoài thân như tiền bạc Kém quá xa cảnh giới thanh tĩnh vô vi của đạo gia Nên cho dù tư chất có cao hơn nữa Cũng khó đạt được cảnh giới của cao thủ tuyệt đỉnh chân chính Cho nên gã đã đi sang một con đường khác Đường khác là hàng đầu sư Đúng, chính là hàng đầu sư Phạm Anh đã bí mật gia nhập Phái bất cổ, bái làm môn hạ của hàng đầu đại sư Zino Zino là đệ tử chân truyền của đại quốc Sư Ma Cưu Một trong những hàng đầu sư có tiếng của thành lạc già được nhận định là người có hy vọng nhất để kế thừa Maku Ibat. Đại quốc sư bình thường đều ở trong Hoàng cung. Zino chấn thủ tại trang viên Maku. Xử lý các công việc thường này của phái bất cổ. Tiêu phàm trầm ngâm nói. Phái bất cổ cũng thu đệ tử người hoa sao. Sự hiểu biết của tiêu phàm về môn phái của những hàng đầu sư tại đan mạn quả thật có hạn. Cũng không biết bọn họ có kiêng kỵ điều gì. Có phải giống với hoa hạ. Có khác biệt hoa gì. Thu đấy tín đồ và hàng đầu sư của phái bất cổ, mặc dù đại bộ phận đều là dân bản địa của thành lạc gia, nhưng cũng thu tín đồ và đệ tử các dân tộc khác. Có điều bình thường những đệ tử của dân tộc khác này đều rất khó được chân truyền, chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn, tiêu phàm nhìn phạm nhạc một cái nói, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Ý tứ trong lời nói của tiêu phàm trong lòng cơ khinh xa hiểu rất rõ. Nếu Phạm Anh chỉ là một ngoại môn đệ tử của phái bất cổ, mà đã có thể đánh bại được truyền nhân chính tông của phái Long Môn, thì hàng đầu sư của phái bất cổ này không khỏi dũng mãnh thái quá rồi. Phạm Anh là ngoại lệ, gã có tiền, cho dù có là hàng đầu đại sư thì cũng yêu tiền như vậy. Hàng đầu sư ở Đan Mạn cũng không bảo thủ việc hưởng thụ vật chất. Cơ khinh xa lập tức giải đáp nghi vấn trong lòng tiêu phạm Phạm Anh lúc đó tuy rằng chưa phải là người kế thừa khối tài sản cực đại của Phạm Gia. Nhưng đã là con cháu của Phạm Gia, thì đối với những người bình dân mà nói gã cũng là người đại phú quý, cung phụng một ít tiền tài cho Gino, Gino tự nhiên sẽ đối đãi khác với gã. Theo tôi được biết thì Phạm Anh bây giờ đã là hàng đầu sư người hoa nổi tiếng nhất thành Lạc Gia. Trong số người hoa nơi đó cũng có một lượng lớn tín đồ. Mọi người đều đầu nhập làm môn hạ của gã, hy vọng được gã che chở. Phạm Anh người này năng lực không phải là nhỏ, cùng lãnh đạo người hoa ở đấy quan hệ rất tốt còn xương huynh gọi đệ với trưởng giáo chân nhân phái Long Môn ở thành Lạc Gia. Phạm gia nằm trong tay hắn trong những năm này phát triển rất nhanh, gần như xếp ngang hàng với hoàng gia ở vị trí số 1. Hàng đầu sư người Hoa Cơ khinh xa nói Hàng đầu sư người Hoa cũng không hiếm thấy, không ít người Hoa nguyện ý bái làm môn hạ của hàng đầu sư. Nhưng hàng đầu sư không phải tùy tiện thu đệ tử, mấu chốt vẫn là phải có thiên phú đệ tử có thiên phú xuất chúng thì không ít hàng đầu sư tranh nhau muốn thu lấy. Tiêu phàm gật gật đầu, nói. Cô không cho phạm tiên sinh trở lại thành lạc già là sợ phạm anh biết sao. Cơ khinh xa liếc mắt nhìn phạm nhạc một cái, nhẹ giọng nói. Anh ấy không thể trở về thành lạc già, anh ấy chúng hàng độc, nhất định phải rời xa thành lạc già, rời đi càng xa càng tốt. Một khi tiếp cận thành lạc già lập tức sẽ phát tác. Nói như vậy, Phạm Anh ít nhiều còn có chút kiêng kỵ. Tiêu Phàm nói. Chiếu theo sự miêu tả của cơ khinh xa thì Phạm Anh lúc trước cũng không có hạ độc thủ để gợi yêu ta ết Phạm Nhạc. Tiêu Phàm không tin là Phạm Anh lương tâm đại phát, xem ra y vẫn còn có điểm cố kỵ, không dám hạ độc thủ gỡ yêu ta ết người. chương 438, Huyết Hàng. Y chẳng có kiêng kỵ gì đâu, là tôi mệnh lớn thôi. Phạm Nhạc thản nhiên nói. Cơ khinh xa nói. Đạo thuật của phái Hà Lạc chúng tôi vẫn còn một chút tác dụng với hàng đầu thuật bình thường lúc đó phạm anh tu luyện vẫn chưa thành thạo nếu như là di tự mình ra tay thì tôi cũng chẳng có cách nào tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu trên cơ bản hắn cũng đã rõ vì sao cơ khinh xa và phạm nhạc lại hình thành loại quan hệ như vậy chỉ không biết là phạm nhạc và cơ khinh xa quen biết trước rồi mới bị phạm anh hạ hàng độc hay phạm nhạc bị phạm anh hạ hàng độc trước rồi mới may mắn được cơ khinh xa cứu tuy nhiên đây cũng không phải là trọng điểm tiêu phàm cũng không nhiều chuyện mà đi tìm hiểu ngọn nguồn hổ thẹn chính là tôi học nghệ không tinh lúc ấy cũng không có biện pháp loại trừ hoàn toàn hàng độc nhiều năm như vậy hàng độc đã thâm nhập vào tận xương tủy có nghĩ ra những biện pháp khác cũng không có tác dụng lớn nữa rồi cũng may là hàng độc này cũng có phạm vi hạn chế chỉ cần tránh xa thành lạc già tránh xa hàng đầu sư thì sẽ không phát tác lớn cơ khinh xa lại nói rõ thêm vài câu cái gọi là sẽ không phát tác lớn không có nghĩa là không phát tác mà có lẽ là cần cơ khinh xa không ngừng dùng pháp lực tiêu trừ mới có thể khống chế tình hình không chuyển biến xấu thêm. Phạm nhạc trước sau theo sát cơ khinh xa, thì đây ít nhất là một trong những nguyên nhân mấu chốt. Cũng giống như huyền thiên thiên trong đoạn thời gian dài phải theo sát bên cạnh tiêu phàm. Cũng may nhờ tiêu phàm tận lực trị liệu, nên âm khí trong cơ thể huyền thiên thiên đã bị loại bỏ hơn một nửa, nội thương lúc cùng chỉ bân giao thủ cơ bản cũng đã khỏi hẳn, qua thêm mấy tháng nữa thì có thể hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Chỉ không biết phạm nhạc chúng hàng độc phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn loại bỏ được, hoặc là có thể nói cả đời cũng khó có thể loại trừ hoàn toàn. Chúng phải hàng đầu thuật nào? Một loại huyết hàng tương tự như cổ độc. Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một chút nói: "Phạm tiên sinh, để tôi bắt mạch cho anh một chút." Cơ khinh sa kinh ngạc nói: "Nhất thiếu, trung y đối với vu cổ thuật cũng có tác dụng sao?" Tiêu Phàm cười nói: "Vạn vật đều thông." Không cần biết là loại pháp thuật gì cuối cùng cũng phải dùng trên cơ thể con người mới có tác dụng. Bất luận là tốt hay xấu thì cũng đều có cùng một đạo lý như vậy. Phạm Nhạc lập tức bước lên phía trước đưa cánh tay phải cho Tiêu Phàm. Trong khách sạn Dương Tây ở tỉnh Tần Quan, Tiêu Phàm chữa thương, loại chữa âm độc cho Uyển Thiên Thiên Phạm Nhạc cũng coi như là tận mắt nhìn thấy, đối với y thuật của Tiêu Phàm cũng có vài phần tin tưởng, ít nhất Tiêu Nhất Thiếu cũng không phải cái loại thầy thuốc mông cổ thích giả thần giả quỷ tiêu phàm đặt ngón trỏ và ngón giữa tay phải của mình lên mạch cổ tay của phạm nhạc một lát sau hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại mạch tượng của phạm nhạc rất kỳ lạ theo kinh nghiệm phong phú của tiêu phàm cũng rất ít khi bắt được loại mạch này phạm tiên sinh làm ơn đổi tay trái chỉ qua thời gian uống một chén trà nhỏ tiêu phàm trầm giọng nói phạm nhạc không nói một lời đưa tay trái ra thật lâu sau tiêu phàm hỏi phạm tiên sinh cái loại hàng độc này tiên thiên huyền công của phái Long Môn không thể kháng cự được sao? Trên mạch tượng của phạm nhạc tiêu phàm cảm nhận được rất rõ ràng dấu hiệu vận hành của tiên thiên huyền công, đúng như cơ khinh sa đã nói, phạm nhạc chính là truyền nhân của phái Long Môn. Nếu như hoàn toàn không thể kháng cự được thì tôi lúc đó đã không có biện pháp để chống chọi đến nơi ở của khinh sa rồi. Tiêu phàm khẽ gật đầu, quả nhiên là giống với dự đoán của hắn. Phạm tiên sinh, tôi cần lấy một giọt máu của anh để dùng. Tiêu phàm nói xong hàn quang trong tay chợt lóe lên, một cây phi đao liễu diệp sáng bóng xuất hiện. Phạm nhạc phản xạ có điều kiện rất nhanh đem tay trái thu về, liếc nhìn cơ khinh xa một cái, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Cơ khinh xa vội vã nói. Nhất thiếu không phải là chúng tôi không tin anh mà là thuật dùng huyết hàng này quá mức quỷ dị, một giọt máu cũng đủ để gieo rắc ra bên ngoài. Vạn nhất khống chế không được sẽ rất phiền toái. Tiêu phàm khẽ mỉm cười nói. Thuật dùng huyết hàng này cho dù có quỷ dị hơn nữa thì một giọt máu cũng không thể làm nên việc gì. Giọng nói ôn hòa mang theo cả vẻ ngạo nhiên bên trong. Hàng đầu thuật Nam Dương cố nhiên thần bí khó lường, lẽ nào trưởng giáo chân nhân của vô cực môn lại không phải như vậy sao? Trong mắt của hàng đầu sư Nam Dương thì thuật pháp thần kỳ của vô cực môn còn cao hơn hàng đầu thuật. Cơ khinh sai nhìn phạm nhạc một cái mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu nhất thiếu đã nắm chắc thì chúng tôi đương nhiên cũng không có ý kiến trong lời nói có mang vài phần chờ mong. Phạm Nhạc năm đó là bạn cùng trường của cơ khinh xa, cùng học trong trường Đại học Hoa Nhân, hai người cùng nghiên cứu võ thuật thân thủ cao cường, cứ như vậy mà trở thành bạn bè. Lúc đầu khi Phạm Nhạc chúng phải huyết hàng kịp thời tìm đến cơ khinh xa, cơ khinh xa thi pháp khống chế được huyết hàng trong cơ thể Phạm Nhạc. Khi đó cơ khinh xa tu luyện thuật pháp phái Hà Lạc vẫn chưa thành công, nên chỉ có thể khống chế huyết hàng, chứ không có cách nào loại bỏ hoàn toàn sau đó Phạm Nhạc lập tức rời khỏi thành lạc gia, cơ khinh xa tiếp tục thi pháp khống chế huyết hàng của y mà vô phương loại bỏ hoàn toàn huyết hàng ra ngoài cơ thể. Cho đến giờ đã nhiều năm trôi qua, cơ khinh xa ở nơi Diệp Cô Vũ tìm được điển tích của tông sư tiền bối phái Hà Lạc để lại, nên tu vi đại tăng. Đáng tiếc là huyết hàng mà Phạm Nhạc chúng phải đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, kết hợp với kỳ kinh bát mạch của y, nên cơ khinh xa đã nghĩ hết cách cũng không có tác dụng thuật pháp vô cực môn đứng đầu mà tiêu phàm lại có tu vi tinh thâm, có lẽ có cách trị liệu tận gốc huyết hàng của phạm nhạc cũng không biết chừng. Lấy sự hiểu biết của cơ khinh xa với tiêu phàm, thì nếu không nắm chắc bảy tám phần thì tiêu phàm sẽ không nói như vậy. Tiểu đao liễu diệp nhẹ nhàng cứ rách ngón tay của phạm nhạc, rồi cực nhanh thu trở về. Phạm nhạc lập tức nắm chặt ngón giữa lại, vẻ mặt khẩn trương như lâm đại địch, tựa hồ sợ rằng huyết hàng sẽ lập tức tản ra ngoài. Tiêu phàm lấy ra một chiếc, Càn khôn đỉnh, màu đỏ mận đặt trên bàn trà bằng thủy tinh, cũng không kiêng rẻ cơ khinh xa và phạm nhạc. Nhiều thế hệ trưởng giáo vô cực môn đều rất hào sảng, không giống như một số môn phái trên giang hồ coi đồ của mình là chân quý, giấu giấu giếm giếm keo kiệt bùn xỉn như là sợ người khác học trộm tuyệt kỹ của môn phái mình. Có thể dễ dàng bị người khác học trộm còn có thể gọi là tuyệt kỹ sao? Cơ khinh xa và phạm nhạc không hẹn mà cùng đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng, nhất là cơ khinh xa lại càng không chuyển mắt nhìn chăm chú vào cái đỉnh nhỏ màu đỏ mận, vẻ mặt vừa là ngạc nhiên vừa là cảm động. Sớm đã nghe nói, càn khôn đỉnh là bảo vật đứng đầu trong tam bảo trấn giáo của vô cực môn, bất luận người nào nghĩ tới bảo vật quan trọng số một này khẳng định sẽ được bảo quản chặt chẽ, tuyệt đối không dễ dàng lấy ra cho người khác thấy, càng không tùy tiện lấy ra cho người trong đồng đạo nhìn. Tiêu phàm không chỉ là hào sảng mà thật sự xem cô là bạn nội lực thúc dục một giọt máu từ trên tiểu đao liễu diệp nổi lên vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, một cỗ mùi máu tanh tràn ra, màu máu cũng khác với người bình thường, giọt máu mặt ngoài màu đỏ sậm mơ hồ hiện lên một tia màu xanh bích không ngừng chuyển động trên bề mặt giọt máu, lập lè bất định giống như là vật sống, phảng phất như lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi giọt máu. Tiêu phàm khẽ, hư, lạnh một tiếng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, chỉ thấy tia màu xanh bích linh động dị thường kia bỗng nhiên giống như nhận phải một loại đả kích cực kỳ trầm trọng, bỗng nhiên trở nên đình trệ yên tĩnh nằm trên bề mặt giọt máu không nhúc nhích nữa cơ khinh sa và phạm nhạc không nén được nhìn nhau và đều từ trong mắt đối phương đọc được sự kinh ngạc thậm chí là sự hoảng sợ cái loại màu sắc xanh bích này bọn họ cũng không xa lạ chút nào chính là huyết hàng cực kỳ quỷ dị tà ác mà phạm anh hạ trên người phạm nhạc cơ khinh sa đã từng có ý lấy ra một tia để nghiên cứu tỉ mỉ ai ngờ huyết hàng này vừa rời khỏi cơ thể phạm nhạc lập tức Dương Nhan múa vuốt, muốn gây bất lợi cho cơ khinh sa, cơ khinh sa phải mất rất nhiều sức mới có thể áp chế được huyết hàng này, từ đó về sau cũng không dám thử nữa. Ai ngờ Tiêu Phàm chỉ, hừ, nhẹ một tiếng, cũng không thấy hắn làm cái gì khác mà, huyết hàng thuật này đã bị áp chế không thể hoạt động được. Thuật pháp cao thâm thật khiến người ta vừa sợ vừa phục giọt máu nhỏ vào trong, càn khôn đỉnh, còn chưa đợi tiêu phàm thi pháp thì một cỗ mùi thuốc nhẹ đã tràn ra đem cỗ mùi tanh trên giọt máu hoàn toàn áp chế xuống, không còn người thấy nữa. Tiêu phàm tay trái bắt quyết, miệng lầm bẩm hai ngón tay phải khép lại như kích điểm về phía trước, một đạo pháp lực tinh thuần rót vào trong, càn khôn đỉnh, mùi thuốc vốn nhàn nhạt bóng trở nên nồng đậm vô cùng, cơ khinh xa và phạm nhạc vừa ngửi đã thấy dễ chịu vô cùng. Tiêu phàm cong tay gầy nhẹ, năm ngón luân phiên, từng đạo pháp lực cuồn cuộn không dứt sót vào trong đỉnh, đồ án hỗn độn trên thân đỉnh dần dần lưu truyền, một bức huyết hồng hỗn độn khoảng một xích một xích bằng 33, 333.333 333, cm ngưng tụ thành hình trên miệng, càn khôn đỉnh quấn quanh miệng đỉnh chậm rãi xoay tròn. Phạm Nhạc cũng đã đành, ánh mắt của Cơ Khinh xa biến thành vừa chuyên chú vừa khẩn trương, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, càn khôn đỉnh, những ngón tay dài mảnh nắm thành nắm tay nhỏ, những nốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch. Bỗng nhiên thân, càn khôn đỉnh, tinh xảo chấn động nhẹ, trong đỉnh phát ra một tiếng hét chói tai vừa thê lương vừa phẫn nộ, nghe đến lòng người phát lạnh, ngay sau đó một mặt quỷ màu xanh quỷ dị mạnh mẽ vọt ra ngoài. Cái mặt quỷ này chỉ lớn khoảng hai tấc tràn đầy vẻ kinh hoàng như nhận phải sự kinh hãi quá lớn vội vã chạy trốn ra bên ngoài, dây lát sau liền hung hăng đâm vào đồ án hỗn độn màu huyết hồng trên miệng đỉnh. Mặt quỷ lập tức lại bật ra tiếng hét thảm thiết, sau đó lại liều mạng vặn vẹo ràng có đem toàn lực để thoát ra khỏi sự trói buộc của đồ án hỗn độn. Chỉ tiếc là hết thảy đều phí công mà thôi. Càn khôn đỉnh là vô thượng thần khí được truyền thừa hơn một ngàn năm của vô cực môn, tuy rằng lúc này không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó cũng không phải một cái mặt quỷ nho nhỏ này có thể chống lại được. Tiêu phàm cũng không có vội vàng tiêu diệt mặt quỷ này mà chỉ không chế, càn khôn đỉnh, chặt chẽ trói buộc mặt quỷ, để nó tùy ý ở trong đồ án hỗn độn tả sung hữu đột chỉ có như thế mới có thể quan sát được kỹ càng. Cái mặt quỷ này chỉ là bám trên bề mặt giọt máu năng lực chỉ hữu hạn, chỉ được một thời gian liền không chuyển động, nằm yên một chỗ không nhúc nhích, dường như đã tận hết sức lực không thể tiếp tục giãy ruộng được nữa. Tiêu phàm khẽ gật đầu. Tật! Một tiếng quát khẽ, ngón tay ghép lại như kích, lại một đạo pháp lực đánh vào trong càn khôn đỉnh. Đồ án hỗn độn màu huyết hồng trên miệng đỉnh bỗng mạnh mẽ phát ra ánh sáng, mặt quỷ đó gào thét một tiếng nháy mắt hóa thành cho bụi trên đồ án hỗn độn biến mất không còn thấy bóng dáng. chương 439, Vô Trần Quan Tiêu phàm, như thế nào? cờ khinh xa vội vàng hỏi, dưới tình hình cấp bách như thế này thì mọi lễ phép lễ tiết đều bị vứt hết lên chín tầng mây, tiếng tiêu phàm thốt lên. Càn khôn đỉnh, hủy diệt mặt quỷ không tốn chút sức nào. Tuy rằng nói mặt quỷ này chỉ là tà khí hình thành bám trên một giọt máu, đạo hạnh thấp kém, Càn Khôn đỉnh, lại là bảo vật trấn giáo của vô cực môn, song phương căn bản là không cùng một đẳng cấp. Tuy nhiên, Càn Khôn đỉnh cuối cùng cũng là khắc chế mặt quỷ, cũng có thể nói là thuật pháp của vô cực môn có thể đối phó với hàng đầu thuật. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, Huyết Hàng thuật này tà khí rất nặng nhưng căn cơ lại mỏng. Xem ra thời gian lúc đầu tu luyện loại hàng đầu thuật này Phạm anh đã quá nóng vội đi đường tắt, không chú trọng nền móng. Âm độc đúng là đủ âm độc nhưng căn cơ không vững đúng là như vậy, tôi cũng phỏng đoán như vậy, đáng tiếc là lúc đó chúng tôi thân ở thành lạc già thật sự không có thời gian nghiên cứu cẩn thận. Nếu chẳng may Phạm Anh mời Gino đến tự tay đối phó thì chúng tôi chỉ sợ đến cơ hội bỏ chạy cũng không có. Cơ khinh xa nói, giọng điệu có chút oán hận. Phạm Anh ngay từ đầu đã đi đường tắt, xem ra muốn có thành tựu trên hàng đầu thuật là khó mà được rồi. Tiêu Phạm nói rất chắc chắn. Bất kể là thuật pháp nào đều phải nắm vững căn cơ căn cơ không vững thì dù có tiến bừa lên cũng không phải là con đường chân chính. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ thấy hiệu quả nhưng đợi đến cảnh giới tương đối cao thâm thì dùng cả đời cũng khó có tiến bộ. Cơ khinh xa liên tục gật đầu nói. Đây là chắc chắn rồi, lý tưởng nhân sinh của Phạm Anh cũng không phải là trở thành hàng đầu đại sư mà là trưởng môn nhân của một đại gia tộc đệ nhất thành lạc gia. Chỉ cần có Gino che chở thì các môn phái cổ độc sư khác trong thành lạc già cũng không dám tùy tiện ra tay với gã. Đại quốc sư Ma Cưu sớm trở thành nhân vật trong truyền thuyết, nhưng hàng đầu đại sư thật sự nổi danh ở Thành Lạc Già thường xuyên lộ mặt bên ngoài thì chỉ có mấy người Zino. Không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, lại nói thế lực của bốn đại gia tộc người Hoa tại Thành Lạc Già cũng vô cùng to lớn, thêm cả đạo giáo trong Thành Lạc Già cũng rất hưng thịnh, coi như là hàng đầu đại sư cao minh cũng phải kiêng kỵ. Tiêu Phàm, huyết hàng của Phạm nhà còn có thể giải không? Tiếng Tiêu Phàm lần thứ hai này kêu đã vô cùng thuận miệng bên trong sự tùy ý còn mang theo vài phần thân mật. Thử một chút xem sao. Tiêu phàm không chút nào do dự liền nói. Vì phạm nhạc giải trừ huyết hàng thuật tuy sẽ làm chậm chế mất một hai ngày, nhưng nếu cơ khinh xa và phạm nhạc đều có thể cùng hắn đến thành lạc già thì trợ lực này là rất lớn. Dù sao bọn họ đã từng là địa đầu xà thành lạc già, ít nhất là hoàn cảnh và ngôn ngữ đều quen thuộc hơn hắn nhiều, có thể dung nhập vào xã hội địa phương sẽ dễ dàng hoàn thành một số nhiệm vụ mà tiêu phàm tự mình rất khó hoàn thành. Thật tốt quá! Đến cả người một mực điềm tính, cực kỳ chú ý tới phong độ khí chất như cơ khinh xa nhất thời cũng quên mất cả hình tượng, không kìm nổi vui mừng kêu ra tiếng. Trên khuôn mặt cứng nhắc của phạm nhạc cũng hiện lên vẻ chấn động. Nhưng mà nơi này không được, chúng ta phải tìm một nơi thích hợp. Tiêu phàm nhìn phòng khách rực rỡ tráng lệ trong căn hộ xa hoa này một lát, lắc đầu nói. Cơ khinh xa gật đầu đồng ý. Tại khách sạn 5 sao cao cấp này thì Pháp dẫn động thiên địa dị tượng chỉ sợ sẽ rất phiền toái, làm không tốt còn kinh động đến các bộ ngành đặc thù. Trước mắt tiêu phàm cũng chẳng có thời gian để xử lý mớ lộn xộn này. Sáng sớm, giữa rừng núi sương mù dày đặc, ánh sáng mặt trời đầu thu bị che lấp ở ngoài trời, ánh sáng màu vàng kim không thể xuyên qua tầng lớp mây mù dày đặc để chiếu vào. Trên con đường lên núi đã có không ít người đi lên, những con người này nam nữ già trẻ đều có, không ít người già cổ đeo túi hương vừa nhìn đã biết là muốn lên núi Dâng Hương tạ lễ. Con đường lên núi này chỉ thông đến một nơi, Vô Trần Quan. Vô Trần Quan được xây dựng ở trên đỉnh núi Thước Sơn nằm ở vùng ngoại ô thành phố Phương Nam. Nhiều năm trước đã trở thành thánh địa đạo giáo của thành phố Phương Nam, không ít người dân thành phố Phương Nam mỗi năm đều hướng đến Vô Trần Quan Dâng Hương cầu nguyện, sau khi ước nguyện đạt thành lại đến Vô Trần Quan Dâng Hương tạ lễ theo sự phát triển kinh tế, cuộc sống của người dân thành phố phương Nam càng ngày càng tốt, công việc cũng càng ngày càng bận. tín đổ đến vô trần quan thắp hương cầu nguyện không có một chút giảm đi, ngược lại càng ngày càng đông. mỗi ngày khách đến dâng hương trên con đường đều là nối liền không dứt. nhất là một số lớp người chưa ít đọc sách, không có văn hóa gì mà chỉ ghi nhớ một nguyên tắc, cuộc sống tốt rồi thì phải kính thần kính bồ tát. trong lòng của không ít khách dâng hương này, bồ tát của Phật giáo và thần tiên của đạo giáo cũng không có gì khác biệt. Dù sao cũng đều là thần. Một số khách dâng hương thành kính, gặp miếu là vào, gặp Phật là bái. Bất kể ngồi ở vị trí trên cao kia là Bồ Tát Phật Tổ hay là Ngọc Hoàng Đại Đế Thác Tháp Thiên Vương thì cứ dập đầu bái lại khẳng định là không sai. Bất quá Vô Trần Quan sở dĩ có thể trở thành thánh địa của đạo giáo cũng không chỉ bởi vì những khách dâng hương thành kính này mà càng quan trọng hơn là bởi vì chủ trì của Vô Trần Quan Vô Trần Chân Nhân danh tiếng rất lớn được không ít khách dâng hương thành kính tôn xưng là Đại Thiên Sư, Lão Thần Tiên. Vô Trần chân Nhân đã trụ trì Vô Trần Quan hơn 30 năm, nhiễm nhiên trở thành lãnh tụ của giới đạo giáo thành phố phương Nam có vô số tín đồ. Con đường xi măng rộng lớn bằng phẳng vòng qua núi chính là do Vô Trần Quan nhiều năm trước tự bỏ tiền ra sửa, đương nhiên số tiền này đều đến từ những khoản quyên góp cúng bái của tín đồ hương khách. Trước lúc đó con đường vòng qua núi đến Vô Trần Quan nhỏ hẹp đổ nát rất khó đi. Vô Trần Chân Nhân không chỉ có danh tiếng lớn trong tín đồ hương khách mà trong giới thương nhân thành phố Phương Nam danh tiếng cũng không nhỏ. Đã từng là hội trưởng hội dịch học thành phố Phương Nam, đại sư phong thủy đẳng cấp cao nhất, không ít ông chủ các công ty lớn mỗi khi có hoạt động gì đều cung thỉnh đại thiên sư tới coi phong thủy âm dương, chỉ điểm chỗ sai lầm. Nghe nói có khá nhiều đại nhân vật đều khiêm tốn nghe, đại thiên sư chỉ điểm. Giới thương nhân thành phố Phương Nam rất nhiều người được công nhận là đại phú hào lãnh đạo thương giới đều dùng lễ tiết của vãn bối quỷ bái vô trần chân nhân. Cho nên sáng sớm đã có hương khách không dứt tiến đến vô trần quan cũng không có chút nào kỳ quái. Tiếng còi xe vang lên, trong sương mù ẩm ướt xuất hiện một đoàn xe con. Đi đầu là một chiếc xe Citroen màu đen, ở giữa là một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc Audi, phía sau cùng lại là một chiếc Citroen màu đen. Chiếc Mercedes-Benz ở phía trước, chiếc Audi ở phía sau. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra chủ nhân của chiếc Audi thân phận rõ ràng cao hơn chủ nhân của chiếc Mercedes-Benz. Bởi vì biển số xe của chiếc Audi là biển số nhỏ, cái loại biển xe này gần như có thể đi ngang tất cả các nơi trong toàn thành phố Phương Nam mà tuyệt đối không bị cảnh sát giao thông chặn lại. Người có nhiều tiền hơn nữa cũng chưa chắc lấy được biển số xe này. Người có được loại biển xe này không nhất định phải là lãnh đạo nhưng bắt buộc phải có quan hệ mật thiết với lãnh đạo, ví dụ như đảng nha nội đương nhiên cũng có thể ngồi trong chiếc xe đó chính là một vị lãnh đạo. Chuyện như vậy ai có thể nói rõ được. Chiếc Citroen đen thui rất rõ ràng có địa vị là cảnh vệ. Đoàn xe con này chạy như bay trên con đường vòng qua núi, để lại từng cỗ khói xe, lập tức làm cho những người đi đường rất bất mãn. Một số ít những người khách dân hương lớn tuổi cằn nhằn chỉ trích những người này không thành tâm, khẳng định không được thần tiên phù hộ. Cầu thần cầu Phật quan trọng nhất là phải có tâm người đến đi bộ cũng không chịu thì có tư cách gì để cầu thần người bây giờ chính là quá sốc nổi rồi có tiền liền thích sĩ diện kỳ thực trong những hương khách này cũng có những người thân phận không thấp núi cũng không cao từ chân núi đến đỉnh núi tuy có con đường vòng qua núi nhưng cũng chỉ có lộ trình vài cây số đoàn xe còn rất nhanh đi đến đỉnh núi chạy qua chỗ quảng trường giải đá xanh đi thẳng đến trước vô trần quan mới dừng lại thật là một tòa đạo quan khí thế rộng rãi chỉ nghe mỗi cái tên vô trần quan thật sự chẳng uy phong chút nào, người không tự mình đi đến đây tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nơi gọi là vô trần quan cư nhiên là tổng hợp một dãy kiến trúc miếu thờ đạo quan. Từ xa nhìn lại vẫn như trước bị xương mờ bao phủ, có thể thấy một mảnh giường cột được chạm trổ nguy nga lộng lẫy. Mà quảng trường bằng đá xanh trước cửa vô trần quan cũng vô cùng rộng lớn, Nguyên bản bốn chiếc xe con đen bóng trên con đường vòng lên núi vô cùng uy phong nhưng vừa đứng trước cánh cửa cực đại của Vô Trần Quan lập tức trở nên nhỏ bé. Chiếc xe Citroen đi đầu còn chưa dừng lại hoàn toàn thì cửa xe đã bị mở ra, một người đàn ông thân thủ mạnh mẽ hơn 30 tuổi nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến trước chiếc Mercedes-Benz mở cửa xe, vẻ mặt tươi cười cúi người mời ông chủ xuống xe. Ông chủ từ chiếc Mercedes-Benz xuống ước chừng mới 40 tuổi, có đặc điểm khuôn mặt của người lĩnh nam điển hình làn da khá đen, xương gò má cao, môi dày rộng, mặc áo phông hàng hiệu, mái tóc đen bóng được trải gọn gàng, đúng kiểu cách nghiêm chỉnh của ông chủ lớn. Nhưng giờ này phút này ông chủ lớn lại không có thời gian lên mặt, chân vừa chạm đất liền khom lưng cúi thấp người xuống chạy chậm đến trước chiếc xe Audi, cung kính mở cửa xe nói tiên tiếp. Lý Đại Tỷ, mời, mời. Sau đó chính chủ rốt cục cũng ra sân. Trên chiếc xe Audi bước xuống là một người phụ nữ trung niên mặc áo tím váy tím, Nhìn kỹ hẳn đã ngoài 50 tuổi rồi. Tuy nhiên từ cách trang điểm của bà ta có thể thấy Lý đại tỷ này dường như không chịu già. Áo tím váy tím phong cách thanh thoát vô cùng thích hợp với những cô gái trẻ dưới 30 tuổi, mặc ở trên người Lý đại tỷ có chút không thích hợp, may mà Lý đại tỷ bảo dưỡng rất tốt phần eo không hiện ra quá nhiều thịt thừa. Bằng không sẽ thật sự làm người khác đau mắt. Bản thân Lý đại tỷ hiển nhiên sẽ không cho là như vậy. Rõ ràng đã nhuộm tóc đen búi thành một búi tóc vô cùng tinh tế đội một chiếc mũ che nắng màu tím, giơ tay nhấc chân cũng phải tận lực thể hiện mình không giống người thường, chỉ có điều hơi thở con buôn thì làm cách nào cũng không che đậy được. Vợ của đại nhân vật có rất nhiều người xuất thân bình thường, tựa hồ đều có chút kết hợp của nhà quê và thành thị, chẳng ra cái vị gì. Dù sao thời điểm bắt đầu kết hôn chồng của họ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, còn cách xa mới vượt trội hơn người, tự nhiên yêu cầu đối với người vợ cũng không thể quá cao. Không có yêu cầu gì nhiều. Đến nay không dễ dàng mới trèo lên được địa vị cao, phu nhân tự nhiên cũng phải gây khó dễ một fan xem như là bồi thường. Lý đại tỷ rất hài lòng về sự ân cần của ông chủ lớn. Nhưng ngay sau đó tâm tình tốt của Lý đại tỷ liền bị phá hư hết. Đứng lại, đang làm gì? Một tiếng gào to truyền đến, ngữ khí cứng rắn thiếu lễ tiết. Ngay sau đó liền có người chặn đường của Lý đại tỷ và ông chủ lớn. Chương 440: Quan đạo ngạo khí chặn đường của Lý Đại Tỷ và ông chủ lớn là hai bảo an mặc đồng phục. Vô trần quan hương khói đại thịnh có bảo an túc trực cũng là có thể hiểu được. Khách đến thắp hương quá nhiều cũng phải cần để ý đến, phải duy trì tốt trật tự nếu không sẽ dễ phát sinh hỗn loạn và xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sắc trời còn sớm, cửa lớn của vô trần quan đóng chặt, hai người bảo an này là từ trạm gác bên cạnh đi tới. Khuôn mặt chát đầy son phấn của Lý Đại Tỷ nhất thời trầm xuống, vẻ mặt vô cùng không hài lòng cư nhiên còn có người dám quát mắng bà, hơn nữa còn là hai tên, bảo an, đối với Lý Đại Tỷ mà nói thì đây là điều bà hoàn toàn không thể chịu được. Bảo an hoàn toàn không để ý đến sự không hài lòng của Lý Đại Tỷ, xa sầm mặt không có chút sợ hãi nào đánh giá một lượt người hiện rõ phú quý này. Thực tế là vô trần quan hương hỏa quá thịnh vượng rồi nên người phú quý giống như thế này bảo an cũng đã nhìn thấy nhiều. Ở trước mặt, lão thần tiên còn không phải là một đám người cực kỳ nhu thuận, ai dám gây sự. Danh hiệu, Đại Thiên Sư cũng không phải chỉ là nói không như thế. Kỳ thật vô trần chân nhân có danh tiếng cực cao trong đám tín đồ, chính là cao nhân đắc đạo, không kiêu ngạo không nóng nảy, tuyệt đối không làm bộ làm tịch trước mặt mọi người. Chỉ là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó cầu, từ xưa đến nay đều là đạo lý như vậy. Chỉ sợ vô trần chân nhân cũng không biết nhân viên quản lý trong quan lại mời những bảo an dám kiêu căng vô lễ trước mặt khách đến dâng hương như vậy. Những việc tầm thường này đương nhiên sẽ không thể làm phiền đến, Đại thiên sư, trong quan sẽ có các chấp sự, thiên sư khác phụ trách xử lý các việc này. Đương nhiên vô Trần Quan tiếp nhận không phải là hệ thống đạo giáo chính tông, đạo nhân trong quan cũng không tự xưng là thiên sư, các danh hiệu, đại thiên sư, thiên sư đều là do khách đến dâng hương, phong cho, mọi người đều gọi như thế mà các đạo trưởng cũng không thể sửa lại, thời gian lâu dần, đại thiên sư, thiên sư đã trở thành danh xưng được ước định. Lý Đại Tỷ đột nhiên biến sắc mà ông chủ lớn lại không dám vô lễ với bảo an, đối với gã mà nói thì không dám đắc tội cả hai bên. Cho dù đối mặt chỉ có hai người bảo an nhưng chung quy họ vẫn là người của vô trần quan, vẫn cứ phải khách khí một chút, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Ông chủ lớn vội vàng tiến lên phía trước vẻ mặt ôn hòa nói với hai người bảo an. Hai người an hem, chúng tôi đến để cầu kiến Đại Thiên Sư. Tôi gọi Tôn Trí Quang là đệ tử của Đại Thiên Sư. Người hầu bên cạnh lập tức giải thích, đây là tôn tổng của chúng tôi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kỳ Trí. Trong thành phố phương Nam tỉnh Lĩnh Nam, phú hào ở khắp nơi, kẻ giàu nhiều như chó, này thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tôn Trí Quang của Tập đoàn Kỳ Trí cũng là một nhân vật nổi tiếng, là một trong những nhân sĩ tinh anh chiếm cứ vị trí trên đỉnh Kim Tự Tháp Tài phú tỉnh Lĩnh Nam. Những người đã từng giao tiếp với Tôn Trí Quang đều nói Tôn Trí Quang rất nóng này. Chăm miệng một lời có thể thấy tính cách của Tôn Trí Quang không phải loại ôn hòa. Lại có người nào có thể nghĩ đến Tôn Trí Quang sau khi đến vô trần quan lập tức như biến đổi cả con người, đối diện với hai người bảo an đều vô cùng hòa khí, giọng nói vô cùng, hòa nhã. Hai gã bảo an không khỏi hoảng sợ. Bọn họ tuy rằng sống ở trên núi nhưng cũng đã nghe qua đại danh của Tôn Trí Quang, biết người này thực sự là một ông chủ lớn. Sắc mặt lập tức biến đổi không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa, Giọng nói cũng biến đổi hòa nhã hơn rất nhiều nhưng trên mặt vẫn như trước có chút khó xử, nói: "Tôn tổng, không phải chúng tôi không nể mặt ngài, thực tại trong quan có quy định chưa đến giờ thì chưa được mở cửa." Lại nói: "Muốn cầu kiến đại thiên sư, nhất định phải hẹn trước." "Tôn tổng ngài có hẹn trước không?" "Đại nhân như vô trần chân nhân, lãnh tụ đạo giáo, hội trưởng hội dịch học, thật sự là rất bận biểu, tuyệt không phải là cố ý làm cao." trên mặt tôn trí quang thoáng hiện lên một chút xấu hổ. Gã tự xưng là đệ tử của Đại Thiên Sư, tự nhiên là biết quy củ này, chỉ là Lý Đại Tỷ đột nhiên đề xuất đến thăm vô trần quan, gặp Lão Thần Tiên, một lần gã nào dám từ chối, chỉ có thể gọi điện cho vị chấp sự tương đối quen biết trong quan nhờ ông ta đứng ra sắp xếp. Ai biết được ông ta lại nói rõ ràng cho gã biết là, Đại Thiên Sư, mấy ngày này không rảnh không thể gặp gã. Tôn Trí Quang lại ở trước mặt Lý Đại Tỷ nói khoác rằng gã và Đại Thiên Sư rất thân quen như thế nào. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lên núi trước rồi nói sau. Đọc truyện ở http 2 gạch chéo gạch chéo net gạch chéo. Trước tiên dẫn Lý Đại Tỷ đi tham quan phong cảnh vô trần quan, sau đó nghe đệ tử của Đại Thiên Sư giảng Đạo Đức Kinh có lẽ cũng có thể lừa gạt được rồi. Đến lúc đó lại cùng chấp sự đạo nhân đã quen biết bí mật tiết lộ thân phận của Lý đại tỷ, có lẽ đại thiên sư sẽ thay đổi chủ ý. Lai lịch thật sự của Lý đại tỷ không phải là nhỏ, người nhà của lãnh đạo bình thường không thể làm cho tôn trí quang cẩn thận hầu hạ như vậy, cho dù là đại thiên sư chắc cũng phải nể mặt đi. Không khéo chính là đến hơi sớm cửa quan chưa mở. Bất kể như thế nào cũng phải mời Lý đại tỷ vào trong mới được, đứng ở chỗ này chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Tôn trí quang rốt cuộc cũng là ông chủ lớn vô cùng quyết đoán, không nói hai lời liền rút ví ra trong túi quần lấy ra sắp tờ 100 tệ không hỏi nhiều mà đút ngay vào tay của người bảo an lớn tuổi hơn, thấp giọng cười nói hai người anh em, để cho tiện chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Các cậu xem bên ngoài rất lạnh a, à. chúng tôi cũng không có việc gì nhưng Lý Đại Tỷ lại không phải là người thường. Tôn Chí quang nhẹ nhàng nhắc nhở hai người bảo an, thân phận của vị Lý Đại Tỷ này còn hơn tôn Chí quang nhiều, các người tuyệt đối không thể đắc tội, chỉ tiếc là ám chỉ của tôn tổng là làm cho người mù xem rồi, hai người bảo an này nếu thông minh được như tôn tổng thì sao lại phải ở trên núi cao này làm bảo an? Cũng may hai vị bảo an này trí thông minh tuy không cao nhưng vẫn nhận ra màu đỏ hồng lóa mắt của sắp tiền 100 tệ, lúc này vẻ mặt tươi cười nói với tôn trí quang. Tôn tổng quá khách khí rồi, hiện giờ thời gian vẫn chưa tới đại môn khẳng định là không thể mở được. Chúng ta đi cửa bên thôi. Kỳ thật hai tên bảo an này cũng không có quyền mở cửa lớn bên trong cửa lớn có đạo sư chân chính của vô trần quan thủ hộ cái gọi là cửa bên chính là cửa dành cho nhân viên tạp dịch lao công ra vào cách đây một đoạn đường cũng không ngắn cần vòng một vòng lớn đi bộ mất vài phút đi cửa bên chỉ là một cái miếu mà thôi lại kiêu ngạo như vậy tôn trí quang còn chưa có mở miệng lý đại tỷ đã rất không vui rồi nổi giận đùng đùng nói hai tên bảo an này lại dám cho lý đại tỷ đi cửa bên quả thực là buồn cười cho dù đến kinh đô đại nội lý đại tỷ cũng chưa từng đi cửa bên. Cái tên trong đạo quán này thật sự là có mắt như mù rồi. Tôn Chí quang lập tức sốt ruột kéo người bảo an lớn tuổi hơn hạ giọng vội vàng nói. Người anh em, tôi nói cho câu nghe lý đại tỷ là đại nhân vật trên tỉnh về, đại nhân vật A. Các cậu châm trước một chút, chân trước một chút đi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi các cậu đâu thấy tôn trí quang trên trán ứa mồ hôi bảo an cũng ý thức được lý đại tỷ có lẽ thật sự là một đại nhân vật cũng không dám nói linh tinh nữa nể mặt sắp tiền 100 tệ của tôn trí quang bảo an lớn tuổi nghĩ một chút mới nói tôn tổng như thế này vậy mời các vị ở đây đợi một lát tôi vào trong báo cáo với thiên sư trong quan một chút được được vậy vất vả cho cậu rồi tôn trí quang liên tục nói đưa tay lau cái chán đầy mồ hôi Bảo An lớn tuổi đáp ứng một tiếng rồi chạy nhanh về hướng cửa bên. Tôn Chí Quang lại lấy ra điện thoại ôm theo tâm tình ngộ nhớ gặp may mà gọi điện cho chấp sự đạo nhân quen biết. Kết quả vẫn giống như vừa nãy không gọi được. Tôn Chí Quang biết hiện giờ chắc mọi người đang làm công khóa buổi sáng rồi. Phô Trần chân nhân dạy môn đồ rất nghiêm khắc, chấp sự đạo nhân trong quan bất kể là công vụ bận rộn bao nhiêu thì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành công khóa sáng tối mắt thấy vị bảo an trai đi như bay tôn trí quang lại lập tức trở về bên cạnh Lý Đại Tỷ, không ngừng khom lưng cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi. Lý Đại Tỷ ngoảng mặt làm ngơ trước những lời xin lỗi của tôn trí quang, ngẩng cao đầu, vẻ mặt tràn đầy giá lạnh. Tính cách của vị Lý Đại Tỷ này không giống với các đại nhân vật bình thường, những người khác nếu gặp phải tình huống như thế này có khả năng sẽ phải áo mà đi sau đó mới chậm rãi tính sổ với đạo quan, Lý Đại Tỷ lại vẫn đợi ở chỗ này xem những tên trong đạo quan này rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo. Đến lúc đó sẽ cho bọn họ biết mã vương ra có mấy con mắt. Tôn trí quang âm thầm kêu khổ, nếu sớm biết như vậy thật không nên đàm luận về, Đại Thiên Sư trước mặt Lý Đại Tỷ thì cũng sẽ không có việc xấu hổ như thế này. Chỉ là vào lúc này thì hối hận cũng đã vô dụng rồi. May mà uy lực của sập 100 tệ cực lớn, không bao lâu vị bảo an lớn tuổi đi sau một vị đạo sĩ khoảng 30 tuổi đến. Tôn Chí Quang như nắm được cây cỏ cứu mạng lập tức cúi mình bước nhanh lên trước vừa cúi mình vừa gật đầu với vị đạo sĩ trẻ hơn mình đến mười mấy tuổi nói ra pháp danh của vị chấp sự đạo nhân gã quen biết. Đạo sĩ trẻ tuổi liếc mắt nhìn gã đánh giá một chút lại liếc vẻ mặt không hài lòng của Lý Đại Tỷ một cái mới hướng Tôn Chí Quang chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Cư sĩ đã là người hữu duyên thì nên biết quy củ của vô trần quan. Chúng sinh bình đẳng, đối với mọi người đều giống như nhau. Hiện tại thời gian chưa đến cửa quan không thể mở các vị cư sĩ nếu sợ ngoài này trời lạnh thì mời theo chúng tôi đi cửa bên vào quan uống chén nước chè làm ấm thân thể ha ha tốt rất tốt lý đại tỷ lần này không giận mà lại cười cũng không thèm để ý đến ánh mắt cầu tình của tôn trí quang trực tiếp lấy ra điện thoại gọi đến một số tôn trí quang sắc mặt đại biến lão lương tôi kể cho ông nghe một câu chuyện cười a à. bên kia điện thoại rất nhanh đã nhấc máy Lý Đại Tỷ ấn nút loa ngoài cất cao giọng nói, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Tôn Chí Quang nặng nề nuốt ngụm nước miếng, từng giọt mồ hôi trên trán ứa ra chảy xuống. Việc ngày hôm nay thật sự là tự đem đá đập vào chân mình rồi. Năm hạn bất lợi, năm hạn bất lợi a. À. Nhưng ngay sau một khắc, Lý Đại Tỷ đang lớn giọng bỗng ngậm miệng lại, miệng há to không biết làm sao. Mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng ở đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên chỉ có điều giờ khác này giọng nói lại mang theo ý thức giận bên trong phô trần quan bà sao lại đến nơi đó ai bảo bà đến đó sinh sự hả lão lão lương tôi không có sinh sự a à. lý đại tỷ lúc này đã bị nã một tràng đại pháo làm ngất xỉu rồi ngập ngừng nói thanh âm lập tức giảm xuống 8 độ bà không gây sự không gây sự thì bà gọi điện thoại làm gì bên đó có quy củ gì thì bà cứ tuân thủ tốt làm cái đặc biệt gì thật đúng là buồn cười lập tức xin lỗi người ta. Lý đại tỷ trừng mắt líu lưỡi một hồi lâu cũng không nói được lời nào. Audio điện tử võ tấn bền chương 441, Tổ sư gia và trưởng giáo sư thúc đúng vào lúc này một chiếc taxi chạy đến trước cửa lớn vô trần quan. Hai nam một nữ tuổi còn trẻ bước xuống xe làm cho người khác nhìn đến sững sờ. Hai người đàn ông thì cũng thôi đi, cô gái thì quả thực là rất đẹp, nghiêm chỉnh mà nói thì tiêu trưởng môn và phạm nhạc đều có thể nói là đẹp trai nếu trách chỉ có thể trách cô gái bên cạnh quá đẹp bất luận là tân lâm uyển thiên thiên cơ khinh sa hay là trần dương phương do mỹ không có người nào không phải là đại mỹ nhân tiêu chân nhân không được để ý đến cũng là chuyện đương nhiên nhưng trong mắt của tôn trí quang và lý đại tỷ tình hình lại không phải như vậy tên mặt thư sinh đi phía trước đại mỹ nữ đi theo phía sau không thể nghi ngờ là trong tổ hợp ba người thì tên thư sinh mới là người có địa vị cao nhất lý đại tỷ và tôn trí quang đã ở lâu trong môi trường như thế đã quyết định phương thức bọn họ nhìn nhận mỗi sự vật sự việc về bản chất khác biệt hẳn với những người bình thường nhưng tiêu phàm hiển nhiên không để ý đến ánh mắt của những người khác hắn mỉm cười dùng ánh mắt nhìn qua lý đại tỷ và tôn trí quang rồi trực tiếp đi thẳng đến vị đạo sĩ trẻ tuổi đạo trưởng hữu lễ ánh mắt vị đạo sĩ trẻ tuổi cũng không tồi nhìn ra được tiêu phàm không phải là một vị khách bình thường, vội vàng hoàn lễ nói. Vô lượng thọ phúc, tiêu phàm nói. Vị đạo trưởng này, tại hạ là tiêu phàm, có việc muốn gặp mặt thiên thanh đạo trưởng, xin hãy truyền đạt hộ một tiếng. Thiên thanh đạo trưởng, đạo sĩ trẻ tuổi trước tiên là sừng sốt, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Tiêu cư sĩ muốn gặp tổ sư gia của chúng tôi. Chân nhân chủ trì hiện tại của vô trần quan đạo hiệu, thiên thanh tử chỉ là nhiều năm nay danh hiệu, vô trần chân nhân, quá mức vang dội những tín đồ bình thường đều gọi, đại thiên sư, lão thần tiên, người biết đạo hiệu, thiên thanh tử, ít càng thêm ít, thậm chí đạo sĩ trong quan còn phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, thiên thanh đạo trường, là người ra sao. Vâng, rất xin lỗi tiêu cư sĩ, tổ sư gia của chúng tôi rất bận, ít nhất phải hẹn trước 3 ngày trở lên. Đạo sĩ trẻ tuổi vừa nói vừa đánh giá lại ba người tiêu phàm, sắc mặt có chút xem thường. Tiêu Phàm nói giọng kinh đô chính tông chắc hẳn là từ bên ngoài đến, khó trách lại không biết quy củ của vô trần quan, tổ sư ra bận rộn như vậy, mỗi ngày không biết bao nhiêu người phú quý muốn gặp mặt ông. Hiện giờ không cần nói muốn nhờ ông xuống núi xem phong thủy chọn âm dương, tiền đi lại, ít nhất cũng trên 10 vạn, cho dù muốn cùng, đại thiên sư, dùng một bữa cơm chay cũng phải cung phụng tiền nhang đèn không ít hơn hai vạn. Người thanh niên đẹp trai này chạy đến há miệng đã đòi gặp thiên thanh đạo trường, đến. Lão thần tiên cũng không muốn gọi, thật sự là không thông hiểu giá thị trường rồi. Nếu không phải thấy hắn khí độ nghiêm chỉnh không giống những hương khách tầm thường thì chỉ sợ đạo sĩ trẻ tuổi sẽ không thèm nói với hắn câu nào. Tiêu Phàm cười cười lấy danh THIOTAF trong túi ra, hoặc có thể nói là một miếng giấy cứng độ lớn nhỏ như tấm danh THIOTAF, đưa cho vị đạo sĩ trẻ tuổi. Đạo sĩ trẻ tuổi tiếp nhận lấy vừa nhìn lập tức cảm thấy đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không biết Tiêu Phàm có ý gì trên miếng giấy cứng vẽ một đồ án kỳ quái đạo sĩ trẻ tuổi nhìn một lúc mới miễn cưỡng nhận ra được hình như là một bức tranh hỗn hợp mặt sau của miếng giấy cứng có viết hai chữ lớn rồng bay phượng múa thể cuồng thảo tiêu phàm ngoại trừ những thứ đó thì trên miếng giấy cứng không có viết thêm bất cứ nội dung nào khác nói nó là một tấm danh th thì thật sự cũng không thể nói vậy đại nhân vật hoành tráng hơn nữa thì trên danh th iota f ngoại trừ họ tên ra thì ít nhất phải có thêm số điện thoại nữa như thế nào lại vẽ một bức tranh hỗn độn bên trên, hơn nữa còn là vẽ tay chứ không phải là in ấn. Tiêu Cư Sĩ, đạo trưởng, xin ngài đem tấm danh THIOTAF này đưa cho Thiên Thanh tử, ông ấy sẽ hiểu. Tiêu Phàm vẫn như trước nói chuyện hết sức ôn hòa, ngữ khí cực kỳ chắc chắn không thể nghi ngờ. Lần này thậm chí còn không xưng hô là Thiên Thanh đạo trường mà trực tiếp gọi Thiên Thanh tử. Đạo sĩ trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống không hài lòng nói: tiêu cư sĩ, ngài đùa phải không? Tôi căn bản cũng không biết cái này là cái gì, làm sao có thể tùy tiện đưa cho tổ sư ra. Ngài không phải là để cho tôi bị mắng sao, thật sự là không hiểu ra làm sao cả. Cơ khinh xa tự nhiên cười nói. Tiểu đạo trưởng, ngài tốt nhất nên nhanh chóng làm theo đi, không thì thật sự sẽ bị trách mắng đó. Ngài có biết rằng quan hệ của tiêu tiên sinh và tổ sư ra các ngài rất đặc biệt không? ngài nếu như làm chậm trễ thì tổ sư gia của ngài nói không chừng sẽ rất tức giận đấy. Tuổi thật của cơ khinh xa có lẽ cũng không lớn hơn vị đạo sĩ trẻ trên dưới 30 này nhưng mở mồm là gọi người ta tiểu đạo trưởng. Nói đến cái này có lẽ là một trong những đặc quyền của đại nhân vật đi. Tâm tư của vị đạo sĩ trẻ tuổi cũng không đặt trên những việc nhỏ nhặt như thế, chỉ là bán tín bán nghi nhìn cơ khinh xa dường như đang xem xét lời nói của cơ khinh xa có bao nhiêu phần đáng tin. Chẳng lẽ tên thư sinh, tiêu cư sĩ trước mắt thật sự có quan hệ đặc biệt với tổ sư ra sao? Ừ, từ thủ đô tới, có lẽ thật sự có khả năng này. Đạo sĩ trẻ tuổi trần trừ một lúc lâu cuối cùng mới quyết định, thà tin rằng là có còn hơn tin là không, trước tiên đi thông báo đã rồi nói sau, nếu chẳng may mấy người này nói hưu nói vượt, giả nhận thân thích thì trở ra lại mắng cho bọn họ một trận cũng không muộn. Nơi này là địa bàn của vô trần quan còn sợ bọn họ trốn lên trời sao. Được rồi, các người chờ một chút để tôi đi thông báo." Đạo sĩ trẻ tuổi lại quan sát bọn họ vài lần mới chần chừ nói, xoay người đi vào trong quan. Nhìn đến đây Lý Đại tỷ bĩu môi, dường như hoàn toàn không tin Tiêu Phàm có quan hệ đặc biệt gì với tổ sư gia trong quan, Tôn trí Quan lại âm thầm cám kích, may mà có Tiêu Phàm bọn họ kịp thời đuổi tới, đem lực chú ý của Lý Đại tỷ rời đi nếu không thật sự là rất túng quẫn rồi. Cho dù Lý Đại tỷ có tuân theo chỉ thị của lão Lương xin lỗi đạo nhân trong quan thì khoản nợ này không thể không tính trên đầu tôn trí quang. Đồng chí nữ này nếu cứ luôn luôn nhớ kỹ ngươi trong đầu thì phiền phức thật sự là không nhỏ. Một trận gió núi thổi qua, Lý Đại Tỷ không kìm được dùng mình một cái, mở cửa chiếc xe Audi rồi đi vào ngồi. Sau khi bị chồng mắng cho một trận Lý Đại Tỷ cũng không dám sinh sự nữa, cô tức giận trong lòng cũng phải nuốt lại đã, phải gặp lão thần tiên để nhìn xem bản lĩnh thật sự của lão đạo rồi nói sau. Nếu đúng thật là, thần tiên sống, lý đại tỷ chịu chút hủy khuất cũng không sao, nhưng nếu chỉ là giả thần giả quỷ kỳ thật dám cho cũng không bằng thì đừng trách lý đại tỷ nổi bão ngay tại chỗ. Lý đại tỷ đang ngồi trong xe bực tức lại chỉ nghe thấy một trận âm thanh, kéo kẹt kéo kẹt, vang lên. Mọi người vội vàng theo tiếng động nhìn lại thì ra là cửa lớn nặng nề màu đỏ son của vô trần quan chậm rãi mở ra, tiếng trục cửa và cối đá ma sát vào nhau nghe rất kinh người. Theo sau tiếng chuông, đương đương đương, cũng vang lên, không gian trên núi vắng vẻ, tiếng chuông xa xa lan truyền ra bên ngoài. Tinh thần mọi người đều chấn động. Hai gã bảo an giơ cổ tay lên xem đồng hồ vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không phải còn chưa đến giờ mở cửa sao? Tuy rằng chỉ sớm có 10 phút đồng hồ nhưng đã bao nhiêu năm rồi trong quan vẫn đúng giờ mới mở cửa lớn, dường như chưa từng có ngoại lệ. Quy củ của Vô Trần quan từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc, thậm chí so với một ít bộ đội còn quản lý nghiêm khắc hơn đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh cửa lớn đã mở ra, một đội đạo sĩ quần áo chỉnh tề từ phía sau cánh cửa nối đuôi nhau đi ra. Người đi đầu tiên là một vị khoảng 60 tuổi, dâu dài hoa dâm, tướng mạo uy nghiêm, đầu đội tử kim quan, thân mặc áo bát quái đan hạc lóng lánh kim quang, tay cầm phất trần, dưới chân đi giày thất tinh đăng vân, đúng là nhất phái đạo cốt tiên phong. Đó chính là chân nhân chủ trì vô trần quan thiên thanh tử, đại thiên sư theo sát phía sau có khoảng 10 đạo sĩ cũng là một đám ăn mặc chỉnh tề, tay cầm phất trần như ý. Hai gã bảo an không khỏi trợn mắt há miệng, bọn họ ở vô trần quan làm việc đã nhiều năm rồi nhưng đội hình lớn như thế này thì thật sự rất ít thấy được. Bình thường chỉ có một năm một lần đại hội hoặc là muốn đích thân lên đàn giảng kinh tổ sư ra mới ăn mặc long trọng như vậy. Mà nếu không phải là đại hội thì cho dù có lên đàn giảng kinh thì các thiên sư trong quan cũng sẽ không tập hợp đầy đủ như vậy. Tổ sư ra đem hơn 10 người, thiên sư chấp sự có thân phận địa vị cao nhất cùng đi ra. Tôn Chí Quan lại càng chấn động hơn khi nhìn thấy chân nhân vô trần quan bước nhanh đến bên này, từ xa đã khom lưng cúi chào, thần sắc vô cùng thành kính. Trong cuộc đời của Tôn Chí Quan đã trải qua hai kiếp nạn lớn đều nhờ đại thiên sư chỉ điểm chỗ sai lầm mới có thể biến nguy thành an. Lão thần tiên, danh bất hư truyền Tôn Chí Quang vui lòng thần phục, thành tâm quy y bái làm môn hạ của đại thiên sư trở thành tục gia đệ tử thậm chí Lý Đại Tỷ vừa ở trên xe xuống cũng bị khí thế này chấn trụ, sững sờ tại đấy. Vô Trần Quan làm như không thấy đám người tôn trí quang, không chút nào để ý tiến thẳng đến chỗ tiêu phàm, bước đi dồn dập nhìn qua vẻ mặt thậm chí còn có chút kích động. Tên đạo sĩ trẻ tuổi trở về thông báo lần này có được chỗ tốt đi theo bên cạnh tổ sư gia, chỉ cho tổ sư gia biết tiêu phàm là vị nào. Nếu như căn cứ theo bình thường thì với địa vị của gã muốn gặp mặt tổ sư gia một lần cũng rất khó, càng không nói là có thể vượt qua hơn 10 vị trưởng bối sư môn hầu hạ bên người tổ sư ra trong trường hợp lớn như vậy. Cái đó nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Tiêu phàm mặt mang mỉm cười, vóc người cao lớn càng thêm thẳng tắp, phong thái nhiễm nhiên. Vô trần chân nhân mang theo hơn 10 tên đệ tử chân truyền vội vàng bước nhanh đến trước mặt tiêu phàm, hai tay ôm quyền cung kính nói. Đệ tử, thiên thanh, bái kiến trưởng giáo sư thúc. Nói xong kho người bái hạ, Cơ khinh xa và phạm nhạc vốn đang đứng cùng một chỗ với tiêu phàm đã sớm tránh qua một bên. Thiên thanh tử, đã hơn 60 tuổi lại là cao nhân đắc đạo, lãnh tụ giới đạo giáo thành phương Nam, bái hạ bản môn trưởng giáo sư thúc là việc đương nhiên, bọn họ không thể chiếm tiện nghi, này. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống đất. Không phải chứ, người trẻ tuổi này nhìn qua nhiều nhất không quá 30 tuổi, cư nhiên lại là sư thúc của lão thần tiên cái này, cái này phải nói như thế nào? nhưng nhìn thái độ thành kính như vậy của lão thần tiên, thậm chí so với bọn họ khi bái kiến, lão thần tiên còn thành kính hơn, dường như không phải là nói đùa. thật sự bị làm cho hồ đồ rồi. không cần đa lễ. tiêu phàm cười cười, giờ tay nhẹ nhàng phất lên một cái. thiên thanh tử chỉ cảm thấy một cỗ nội lực dịu dàng từ dưới đất lên nhánh mắt liền bao trùm toàn thân thể của ông, tràn trề và không thể kháng cự được không kìm được thuận theo cỗ lực này thẳng người lên, sắc mặt không khỏi hoảng sợ. Chương 442 Kim Quang. Thiên Thanh Tử là đệ tử đời thứ 65 của Vô Cực môn, thuộc mạch Đạo môn. Sư tổ của Thiên Thanh Tử chính là đại sư huynh cô hồng tử của Chỉ Thủy Tổ sư. Thiên Thanh Tử từng đi qua Chỉ Thủy quan và nhận được chỉ điểm trực diện của Chỉ Thủy sư tổ. Tên được ghi vào Vô Cực tông phổ, là truyền nhân vô cực hết sức chính thống. Nhưng trong số truyền nhân đời thứ 65 của Vô Cực môn, Thiên Thanh Tử không phải là người lớn tuổi nhất, y còn có đến mấy sư huynh sư tỷ, tính ra đều là sư chất của Tiêu Phàm. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm là người trẻ tuổi nhất trong số truyền nhân của đời thứ 64. Đương nhiên, Chỉ thủy tổ sư cũng không phải là một vị trẻ tuổi nhất trong số các truyền nhân của đời thứ 63, có lẽ sư thúc của Tiêu Phàm còn thu nhận đệ tử còn trẻ tuổi hơn hắn cũng không biết chừng, chỉ có điều tạm thời không ghi chép vào trong tông phổ. Tuy nhiên giờ phút này, tiêu phàm thản nhiên nhận quà tặng, chẳng những làm cho đám người lý đại tỷ, tôn trí quang và bảo an viên phải giật mình, ngay cả hơn 10 đạo nhân chấp sự đi ra nghênh đón khác cũng phải kinh ngạc không hiểu. Vốn đang làm tảo khóa, sư phụ cũng vội vội vàng vàng áo mũ chỉnh tề, gọi mọi người lập tức ra cổng nghênh tiếp khách quý. Các đệ tử thì ngơ ngác nhìn nhau, không biết quý nhân nào đến. Nói ra thì mặt mũi của vô trần quan cũng thật lớn, đón tiếp qua không ít các đại nhân vật thật sự, trong đó bao gồm cả lão đại của tỉnh lĩnh Nam. Đối với những nhân vật có tiếng trên tầng cao nhất, sự đãi ngộ của sư phụ cũng rất bình thường, cùng lắm chỉ du ngoạn một vòng tự quan, nhấp chén trà, thảo luận giam câu, đạo đức kinh tuyệt đối không bày biện hoành tráng như hôm nay. Chủ trì chân nhân bỗng nhiên gấp gáp như thế, lẽ nào người đến là đại lão siêu cấp mà ngay cả tầng cao nhất cũng không sánh bằng. Ún ùn đi ra, ồn ào hồi lâu, không ngờ là một thanh niên trẻ gầy gò văn tĩnh như vậy. Hay là sư thúc của sư phụ? Thế chẳng phải là sư thúc tổ của mọi người Trong số hơn 10 vị đạo nhân chấp sự này Người lớn tuổi nhất cũng đã bốn người mấy rồi Lớn hơn tiêu phàm 10-20 tuổi Nếu thật phải gọi đúng ra Thì vị sư thúc tổ này không biết nên gọi như thế nào Có điều bọn họ không biết rằng cho dù bọn họ có muốn Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách gọi một tiếng Sư thúc tổ này Trừ phi là truyền nhân vô cực được thiên thanh tử thừa nhận mới có loại tư cách đó điều đó lại cần phải được vị trưởng giáo chân nhân tiêu phàm này tán thành đích thân ghi chép vào vô cực tông phổ mới có thể tự xưng là đệ tử vô cực với bên ngoài nhưng tổ sư gia thật tình như thế đại lễ tham viếng cẩn thận tỉ mỉ mọi người ai cũng không dám biểu lộ nghi ngờ này đi theo phía sau vô trần chân nhân khom người hạ bái sau đó một luồng lực lớn lặng lẽ lao qua nhẹ nhàng nâng từng người lên sư thúc thiên thanh tử một lần nữa kho người hạ bái, thoải mái tiếp thu. Nếu như nói lần hạ bái thứ nhất, thiên thanh tử làm vì thuộc môn quy, không thể không có, vậy thì lần hạ bái thứ hai, chính là xuất phát từ nội tâm. Bình tĩnh mà xét, sau khi thiên thanh tử nhìn thấy tấm, danh th yêu ta ép kia, thì cũng không có hoài nghi với thân phận trưởng giáo của tiêu phàm. Hắn không chỉ một lần bái ít qua chỉ thủy sư thúc tổ, Nhìn qua hỗn độn đồ án như thế, cũng biết chỉ thủy tổ sư có ý muốn truyền vị trí trưởng giáo cho Tiêu Phàm. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, Thiên Thanh tử chưa từng chứng kiến qua phong phạm của vị tân trưởng giáo này, càng chưa đê lĩnh giáo qua thủ đoạn của tân trưởng giáo. Mắt thấy Tiêu Phàm trẻ như vậy, Thiên Thanh tử khom người hạ bái, trong lòng cũng không phải không có chút do dự. Cho đến khi thần công của Tiêu Phàm vào tới, bao gồm cả mình trong đó, hơn 10 người không thể kháng cự, Thiên Thanh tử lúc này mới thực sự tin phục làm đệ tử đích truyền của vô cực môn, thiên thanh tử không chỉ là thuật sư có nhiều thành tựu, mệnh lý tướng thuật, địa lý phong thủy không gì không biết không gì không giỏi, võ thuật tu vi thượng cũng là một đại cao thủ. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, võ thuật chi đạo, còn có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm như vậy. Tâm động lực tới, thần Phật cũng chỉ như vậy mà thôi. Huống chi cái cảm giác mà, hạo nhiên chính khí, này mang lại cho y, nó quen thuộc như thế. Tuy cái mà y tu luyện không phải là hạo nhiên chính khí, nhưng tất cả nội công tâm pháp mà vô cực môn truyền thừa, phần lớn là như nhau. Thật không hổ là truyền nhân y bát của chỉ thủy sư thúc tổ, trưởng giáo vô cực, danh bất hư truyền. Thiên thanh đạo trưởng, lần này ta và hai người bạn cùng tới đây, là có việc muốn nhờ đạo trưởng giúp đỡ. Tiêu phàm lại một lần nữa đỡ thiên thanh tử dậy, khách khí nói. Thiên thanh tử đã qua tuổi 60, lớn hơn tiêu phàm nhiều, cho dù là sư điệt hàng thật đúng giá, tiêu phàm cũng không tiện lên mặt quá mức. Thiên thanh tử vội vàng nói. Sư thúc quá khách khí rồi, trực tiếp gọi pháp hiệu là được. Hai từ đạo trưởng, bất luận như thế nào đều không dám nhận. Tiêu phàm cười cười, nói. Đạo trưởng là cao nhân có đạo, đương nhiên là nhận được. Thiên thanh tử rốt cuộc cũng là người rất có quyết đoán, mắt thấy hiện trường còn có những người không phận sự khác có mặt, cũng không muốn vòng vo quá nhiều việc xưng hô, khom người nói sư thức ở đây không phải là nơi tự thoại mời sư thúc và hai vị bằng hiếu của ngài vào quan nội phụng trà trước đã nói xong ánh mắt của thiên thanh tử quét qua mặt phạm nhạc và cơ khinh xa rồi dừng lâu hơn một chút trên người phạm nhạc khóe mắt lập tức khẽ nhấp nháy hiện lên một chút vẻ kinh ngạc được làm phiền đạo trưởng không dám sư thúc mời hai vị cư sĩ mời cơ khinh xa và phạm nhạc cũng rất quy củ đáp lễ lại thiên thanh tử nói dăm ba câu khách khí. Ngay lập tức ba người chậm rãi đi về phía đại môn vô trần quan dưới sự đi cùng của hơn 10 người mang trang phục đạo sĩ. Hai hàng đạo sĩ đạo cô trẻ tuổi nối đuôi nhau mà ra, xếp thành hai hàng ở cửa. Tiếng trống kèn vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, một sơn môn vốn thanh tịnh vô cùng trở nên hết sức náo nhiệt. Vào thời điểm này, đã có không ít hương khách đi tới đỉnh núi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi chết lặng nhìn. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức tiếng nghị luận gì dầm vang lên bốn phía. mắt thấy đám người tiêu phàm đã tiến vào vô trần quan, từ đầu đến cuối không ai để ý tới chính mình. tinh khí tốt của lý đại tỷ cuối cùng cũng dùng xong rồi. hừ, lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng chui vào xe audi, phân phó lái xe lập tức xuống núi. đạo nhân ở vô trần quan này thật sự quá ghê tởm. các người không để ý tới ta, được thôi, dù sao ta cũng không biểu rõ thân phận, không biết không có tội nhưng các người sáo chống cờ hoa ẩm ý như vậy để nghinh tiếp một thằng nhóc vào, trực tiếp coi Lý Đại Tỷ này như không khí, thì tính là chuyện gì đây? Lý Đại Tỷ tuyệt đối không chịu uất ức này. Sau khi trở về, nhất định phải để cho các ban ngành liên qua điều tra cái điều đạo quan này, điều tra, đại thiên sư, giả thần giả quỷ kia. Nổ máy khởi động chiếc Audi xong, Tôn Trí Quang liên tục dậm chân, đuổi theo chiếc Mercedes-Benz rồi vội vã đi xuống. Hôm nay thực hên quá, phải nghĩ cách để chắp phá thêm chút quan hệ với Lý Đại Tỷ mới được. Về phần, kiếp nạn mà vô trần quan sắp gặp phải, Tôn Trí Quang cũng không chút lo lắng. Đại Thiên Sư kia là thần tiên thật, cái gọi là đại nhân vật giữa trần thế, vậy thì cũng có ảnh hưởng gì tới y. Nếu một chút rắc rối này cũng không hóa giải được, thì 30 năm anh danh, lão thần tiên, vứt đi đâu. Tuổi nhục của Lý Đại Tỷ, rõ ràng không có nhiều người để tới thiên thanh tử dẫn đám người tiêu phàm đi xuyên qua rất nhiều đình viện, những hành lang gấp khúc. Đất đai của vô trần quan rất rộng, quy mô lớn, cách trang hoàng trong quan nội cũng vô cùng tinh xảo, không có một chỗ nào là làm qua loa, thực sự là tốn không ít tiền. Nếu tính theo giá hàng hiện tại, thì toàn bộ vô trần quan, không tính đồ cổ, chỉ riêng các loại vật kiến trúc và đồ dùng gia đình bên trong quan nội, tổng giá trị hẳn cũng phải trên hai ba trăm triệu. Đối với một tòa đạo quan mà nói, quả nhiên là dầu nứt khố đổ vách. Tiêu phàm mỉm cười nói, vô trần quan quy mô lớn quá nhỉ. Thiên thanh tử lập tức có chút ái ngại, hơi có vẻ lúng túng nói. Phần lớn là sản nghiệp của các sư môn để lại, bây giờ thế đạo tốt lắm, dân chúng đều có tiền cả, cuộc sống rất ổn, đều muốn bỏ thêm chút tiền để kính thần. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có cách sống khác nhau, mạch đại sư bá vốn chính là người trong đạo môn, dân chúng tự nguyện dâng tiền kính thần, đương nhiên vẫn tốt hơn là bỏ tiền vào những nơi linh tinh. Chỉ cần vô trần quan không phải mượn quái lực loạn thần, để bắt nạt ngu phu ngu phụ, lòa bịp tiền dân là được. Với bản lĩnh của tiêu phàm hắn, nếu muốn xem tướng số cho người khác, tầm long điểm huyệt, trốn cướp tránh tai, thì ra tài trăm triệu có gì khó. Riêng phía bên từ Trấn Nam, chỉ cần tiêu phàm hắn có nhu cầu, thì nói một câu, 4 năm hay 10 triệu, còn không đủ hắn dùng sao chương 443, Gương Thiên Cương. Tuy nhiên hiện tại mà nói, các đồ cổ, đồ chơi mà tiêu phàm chỉ thủy quan nội siêu tầm, tổng giá trị chỉ, chỉ sợ cũng đã vượt xa con số trăm triệu. Tiêu phàm không thèm để ý đến sự hưởng thụ trên những vật chất này, nhưng cũng không cho rằng vô trần quan làm như vậy có gì không đúng. Vừa vào cửa chưa bao lâu, thiên thanh tử liền dựa theo sự chỉ bảo của tiêu phàm, giải tán một đám đạo nhân chấp sự theo phía sau. Theo ý của thiên thanh tử, là muốn mở rộng chính điện, sau khi bái Tam Thanh sư tổ thì mời Tiêu Phàm thượng tọa, triệu tập đến các đồ tử đồ tôn của môn hạ, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Tuy nhiên Tiêu Phàm lại không có ý này. Có thể nhìn ra được, vị trưởng giáo sư thúc này quả thực có đôi chút tâm sự. Lần đầu tiên tiếp xúc với Tiêu Phàm, Thiên Thanh tử không dám cãi trái ý của trưởng giáo sư thúc, tất cả đều dựa theo sự phân phó của hắn để làm. Rất nhanh, chỉ còn lại Thiên Thanh tử và hai đệ tử tâm phúc đi cùng ba người Tiêu Phàm vào trong hậu viện sau khi đi qua một nguyệt môn cảnh sắc trước mắt trở nên khác lạ không còn là giường cột trạm trổ xanh vàng rực rỡ mà đã biến thành phong cảnh lâm viên với dòng nước có cây cầu nhỏ bắc ngang hoa cỏ um tùm bước đi trong đó cảm thấy rất vui vẻ thoải mái thiên thanh tử giới thiệu với tiêu phàm đây là nơi ở của gã toàn bộ hậu viện đều là khu sinh sống của các đệ tử vô trần quan đạo trưởng rất biết cách cai quản quan nội hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp Vô trần quan danh động thiên nam, quả nhiên rất có đạo lý. Cơ khinh xa ở một bên cười tán dương hai câu. Thiên thanh tử liền mỉm cười đáp lễ với cô, cũng không một lời khiêm tốn nào. Vô trần quan vốn đã quản lý rất nghiêm, đó là sự thực. Sư thúc mời. Đoàn người rất nhanh đi tới trước một tòa tiểu viện có cửa sổ màu đen, thiên thanh tử không người mời. Mời. Tiêu phàm cũng hạ thấp người đáp lễ. Ngay tại lúc mọi người đi vào trong phòng chỉ nghe trên vách tường vang lên những tiếng vù vù, một đường kim quang trói mắt bỗng biên bắn tới, lao thẳng về phía Phạm Nhạc. Trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Phạm Nhạc chấn động, không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, bước chân khẽ trượt, bóng người nhoáng lên, trong nháy mắt đã lao ra ngoài phòng. Trước mắt mọi người lại tối sầm lại, đường kim quang sán lạn đó lại biến mất không thấy. Dường như rất có linh tính. Thiên thanh tử sắc mặt hơi đổi, hạ giọng nói. Sư thúc, vị bằng hữu kia của sư thúc có phải từng trải qua kỳ ngộ nào đó, đúng không? Trên người hình như có thứ gì đó không sạch sẽ. Vừa rồi, gương thiên cương đã chủ động triệt yêu. Tiêu phàm và cơ khinh sa liếc nhau một cái, cơ khinh sa than thở nói. Đạo trưởng thật là thần thông quảng đại, người bạn này của ta, nhiều năm trước bị người ta hạ hàng đầu, cho đến nay vẫn không trừ hết. Không ngờ vừa đi đến nơi đây, pháp khí của đạo trưởng đã chủ động xuất kích. Lợi hại, thiên thanh tử lập tức giật mình, gật gật đầu nói. Thì ra là thế, khó trách lúc trên quảng trường môn ngoại, ta đã phát giác có khí tức không bình thường trên người phạm cư sĩ, quả nhiên là đã bị chúng hàng đầu thuật. Cơ khinh xa giật mình kinh hãi, nói. Đạo trưởng có thể nhìn ra được, bằng hữu của ta là chúng hàng đầu thuật. Thiên thanh tử cười nhạt một tiếng nói. Cái đó hiển nhiên, lão đạo này dường như cũng không phải là người nhiều lời, nhưng với bốn từ đó đã bộc lộ hết ngạo khí của lão ra ngoài, dường như hết thảy đều là lẽ đương nhiên mấy thứ này, làm sao có thể giấu được ta. Đừng nói là cơ khinh xa giật mình, mà cho dù là tiêu phàm cũng có chút kinh ngạc. Thiên thanh tử là truyền nhân vô cực chính thống là điều không sai, nhưng đại sư bá cô hồng tử là người trong đạo môn, mạch mà ông ta truyền lại này, quả nhiên có chỗ khác với các mạch khác. Phù lục của đạo gia, luyện bảo, thuật trừ tà, vốn đã có bí mật độc đáo. Bản lĩnh như vậy, Vô cực môn cũng không cấm việc tiến hành truyền thừa giữa các đệ tử trong môn. Tổng thể mà nói, vô cực môn là môn phái rất thoáng, các đệ tử trong môn chỉ cần bước trên chính đạo là được, chủ công công pháp như thế nào, làm công việc gì, đều không liên quan. Gương Thiên Cương, ta có xem qua trong biển tích, đây là pháp bảo hộ thân của cô hồng tử sư bá. Không ngờ có thể thấy được hiện vật ở đây. Thiên Thanh Tử vội vàng chỉ về phía vách tường đối diện, nói: Sư thúc mời xem, đó chính là gương Thiên Cương. Mọi người thuận theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy trên vách tường đối diện có treo một chiếc gương đồng. Đường kính lớn chỉ khoảng 6 cm, thể tích còn nhỏ hơn nhiều so với các loại gương pháp khí của phần lớn đạo gia. Thông thường, gương bát quái của đạo gia đường kính đều lớn hơn 20 cm. Chiếc gương đồng này vừa nhìn là biết nó là đồ cổ, treo trên tường màu đồng đã loang lổ. Ngoại trừ mặt ngoài còn khá bóng loáng ra thì không có chỗ nào đặc thù. Thật khiến người ta không ngờ được rằng, một chiếc gương cổ như vậy lại có thể phóng ra kim quang sáng lạn như thế. Tuy nhiên cả Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa đều có thể cảm nhận được một luồng khí dương cương dày đặc từ Hương Thiên Cương. Loại cảm nhận này chỉ thuật sư mới có, đối với những người không biết gì về thuật pháp, tuyệt đối không thể cảm nhận được. Trừ phi giống như Phạm Nhạc, trên người dính thứ không sạch sẽ mới có thể cảm nhận. Thiên Thanh đạo trưởng, lần này chúng ta đến chính là muốn nhờ đạo trưởng giúp đỡ chọn một nơi thanh tính, tốt nhất là mật thất có pháp trận phòng hộ, giúp bạn ta loại trừ huyết độc trên người. Cơ khinh xa nhẹ giọng nói. Thiên thanh tử gật gật đầu. Không thành vấn đề, nếu là bạn của sư thúc, thì toàn thể trên dưới vô trần quan đều nghe theo. Nào, sư thúc, cơ cư sĩ, phạm cư sĩ, mời vào trong dùng trà. Nhưng chiếc gương thiên cương này, thiên thanh tử khẽ mỉm cười. Cơ cư sĩ yên tâm, gương thiên cương là vật thông linh, sẽ không tùy tiện làm hại bạn bè. Cơ khinh xa lúc này mới yên tâm, xem chừng lão đạo sĩ này hẳn là đã âm thầm thực hiện rồi. Quả nhiên Phạm Nhạc một lần nữa bước vào trong phòng, gương thiên cương vẫn âm u như trước, không chút phản ứng. Phạm Nhạc vốn hết sức đề phòng lúc này mới nhẹ nhàng thở vào một hơi, trên sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phạm Nhạc cũng không phải người nhát gan, nhưng dính phải huyết hàng đầu, đối với những cái khó hiểu này, trong lòng tự nhiên chất đầy ý sợ hãi. Cái gọi là, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, là vậy. Cả tòa vô trần quan quy mô rất lớn, xanh vàng rực rỡ, nhưng nơi ở của thiên thanh tử lại vô cùng đơn sơ, chỉ có hai gian phòng sơ sài, một gian làm phòng khách, một gian làm phòng ngủ. Dụng cụ bầy trong nhà đều hết sức bình thường, không chút xa hoa, cách biệt trời vực so với vẻ ngoài của vô trần quan. Đạo trưởng quả nhiên rất giản dị. Cơ khinh xa quan sát đồ đạc trong phòng, liên tiếp gật đầu và nói. Cô là người biết nhìn hàng thật, các dụng cụ trong nhà này nếu là đồ cổ, cô chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra. Thiên thanh tử cười nói, bên ngoài là để cho người ngoài nhìn thôi, thế đạo hiện giờ, lòng người sốc nổi, chỉ kính là y bất kính nhân. Nếu đạo quan quá rách nát, hương hỏa khẳng định là không dồi dào. Không dối gì sư thúc tổ và hai vị cư sĩ, thu nhập phần lớn hàng năm của vô trần quan, đều quyên góp cho các thôn dân nghèo khó ở vùng núi Tây Bắc sư phụ nói đây cũng xem như là thay trời hành đạo một vị đạo sĩ trung niên đi bên cạnh chen lời nói tiếng sư thúc tổ này nghe ra cũng đến là thuận miệng không chút ngượng nghịu nào ngay cả sư phụ lão nhân ra cũng luôn miệng gọi sư thúc không chút khó khăn nào thì y có gì mà phải ngại chứ đây quả thực xem như một loại cướp của người giàu chia cho người nghèo quả nhiên là thay trời hành đạo tiêu phàm lập tức liên tục gật đầu nói vẻ mặt rất là tán thưởng Bất kể là truyền thừa của chi mạch kia, thì môn quy giáo hối, làm nhiều việc thiện, mở rộng công đức của vô cực môn là không thể đánh mất. Có được sự khẳng định của trưởng giáo sư thúc, thiên thanh tử lão đạo hiển nhiên cũng hết sức vui mừng, mặt mày hồng hào, vừa cười vừa mời khách nhập tỏa. Sư thúc mời ngồi, hai vị cư sĩ mời ngồi, Quảng Đức, dân trà. Vâng, sư phụ. Đạo sĩ trung niên vừa rồi chen lời vào liên tiếp đáp lời, bày đồ uống trà lên mặt bàn, nơi này là thành phố nam phương thiên thanh tử cũng đã dưỡng thành thói quen nghệ thuật uống trà trên bàn trà trong phòng khách có một bộ trà cụ tạo hình phong cách cổ xưa rất nhanh hương trà nhẹ nhàng đã tràn ngập bốn xung quanh sư thúc tình hình của phạm cư sĩ là như thế nào vậy thiên thanh tử vừa rót trà cho khách vừa hỏi lập tức cơ khinh sa đại khái nói lại một lượt tiền căn hậu quả đủ loại ân oán giữa phạm nhạc và phạm anh cũng không chút giấu giếm nào nói hết thảy sự thật cho thiên thanh tử và hai vị đồ đệ biết. Hóa ra là như vậy, phạm cư sĩ, nếu không ngại, để lão đạo bắt mạch một chút xem như thế nào nhé. Thiên thanh tử nghe xong, vuốt vuốt tròm dâu hoa dâm, nhìn phía phạm nhạc, nói. chương 444, hàng mạc một, làm phiền đạo trưởng. Lần này, phạm nhạc không trần trừ do dự nữa, vội vàng đưa cánh tay ra. Pháp khí trong phòng của lão đạo này đều có thể nhận biết yêu ma, chủ động chấn áp tà ma quỷ vật, đạo hành bản thân thiên thanh tử càng cao hơn, xem ra hôm nay đến đúng chỗ rồi. Thiên thanh tử cũng không ngay lập tức bắt mạch cho phạm nhạc, đầu tiên là kho người với tiêu phàm. Có sư trưởng tại tỏa, thiên thanh tử đây cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Tiêu phàm cười ra hiệu lão không cần phải khách khí, chỉ lo thi triển thủ đoạn là được. Thời gian thiên thanh tử bắt mạch cho phạm nhạc cũng không ngắn, khoảng 15 phút đồng hồ, mới nhẹ nhàng thu tay về, rồi vuốt vuốt nhẹ tròm dâu trầm ngâm nói. Huyết hàng mà phạm cư sĩ chúng phải, vốn không đê xem là quá ghê gớm, chỉ là một trong những loại hàng đầu độc rất bình thường ở bên Nam Dương. Mấu chốt chính là thời gian kéo dài quá lâu, huyết độc đã ngấm sâu vào trong kinh mạch, quấn bệnh lấy căn nguyên tính mạng của ngày, khó giải khó phân. Cơ khinh xa vội vàng nói. Đạo trưởng, chẳng lẽ thực không có cách nào sao? Nghe thuyết pháp của lão đạo này, rõ ràng vô cùng hiểu biết đối với hàng đầu thuật ở nam dương cơ khinh xa càng thêm phấn khích thiên thanh tử liếc mắt nhìn cô một cái cũng không đáp câu hỏi của cô lập tức chuyển hướng sang tiêu phàm hạ thấp người nói mời sư thúc chỉ điểm tiêu phàm khoát tay áo nói đạo trưởng lời khách khí đừng nói nữa đối với hàng đầu thuật ở nam dương sự hiểu biết của ta cũng không quá sâu sắc tình trạng này của phạm nhạc ta vốn định mượn lực của đỉnh càn khôn để dụ dẫn huyết hàng ẩn trong người của cậu ấy ra, rồi làm pháp chân áp. Chủ yếu là suy xét thời gian huyết hàng ở trong cơ thể cậu ta quá dài, trải qua nhiều năm tẩm bổ như vậy, sớm đã không còn suy yếu như lúc ban đầu mới chúng phải, nó đã biến thành thứ gì đó giống như ác quỷ. Cho nên ta nghĩ muốn tìm một căn phòng bí mật, lấy pháp trận phòng hộ để gia cố, chính là lo lắng nếu chẳng may chân áp không được, huyết độc khuếch tán ra ngoài, tai họa ập đến những người khác. Sư thuốc mang theo đỉnh càn khôn. Thiên Thanh Tử lập tức vừa mừng vừa sợ. Ừ, chỉ cần có Đỉnh Càn Khôn ở đây, loại huyết hàng này sẽ không khó đối phó rồi. Hả? Tiêu Phàm cũng không khỏi thấy hứng thú, hai hàng lông dương mạnh lên. Sư thúc, lão đạo có nghe sư phụ nhắc qua, Đỉnh Càn Khôn là bảo vật trấn giáo của vô cực môn chúng ta, tác dụng vô cùng thần kỳ. Đỉnh Càn Khôn có ba công hiệu lớn, một trong số đó chính là an hồn sư thúc nói muốn dùng, đỉnh càn khôn, đem dấu trong cơ thể phạm cư sĩ dụ huyết hàng ra, là hoàn toàn khả thi. Với uy lực của đỉnh càn khôn, thì loại huyết hàng này, bất kể như thế nào đều kháng cự không nổi. Về phần sau khi huyết hàng này bị dụ dẫn ra ngoài, dưới sự trói buộc của đỉnh càn khôn, lão đạo phỏng trừng cũng chạy không thoát đi đâu được. Chỉ cần có tu du quang cảnh, cũng đã đủ để gương thiên cương tiêu diệt nó không còn vết tích. Thiên thanh tử hưng phấn mà nói, tròm dâu hoa dâm nhếch lên nhếch xuống. Cơ khinh xa vừa mừng vừa sợ, nói. Gương thiên cương có uy lực lớn như vậy sao? Thiên thanh tử liếc cô một cái, thần sắc ngạo nghế, nói. Cơ cư sĩ, gương thiên cương là pháp bảo hộ thân của sư tổ ta cô Hồng chân Nhân, chấn quỷ trừ tà, chưa bao giờ thất bại. Tuy rằng không dám nói có thể đối phó với tất cả hàng đầu thuật ở Nam Dương, nhưng chỉ với một thuật huyết hàng này, có tính là gì chứ? nếu không phải lo lắng sẽ thương tổn đến thân thể phạm cư sĩ, thậm chí cũng không cần vận dụng đỉnh càn khôn mà trực tiếp dùng, gương thiên cương cũng có thể diệt hết. Tiêu phàm mỉm cười nói, tôi nghe sư phụ nói qua, gương thiên cương là đạo môn trí bảo, chấn áp yêu tà, mọi việc đều thuận lợi. Đệ tử truyền nhân của vô cực môn, làm đủ loại chức nghiệp. Cô Hồng Tử là đạo môn đại đức, vô trần quan chính là một tay lão sáng lập nên, là vô trần chân nhân, đời thứ nhất, truyền đến tay thiên thanh tử, đã là đời thứ ba rồi. Thế hệ của đám người tiêu phàm, hắn là con cháu thế gia hào môn, cán bộ quốc gia, đàm hiên lại là đặc công vương bài, giang đạo minh lại thành vua sát thủ, mỗi người đi một con đường riêng. Kỳ thật rất nhiều môn phái cổ đại kế thừa, cũng là tình huống như vậy, môn phái đa số chỉ truyền nhận tài nghệ, rất ít truyền thừa chức nghiệp. Cơ khinh xa hưng phấn mà nói, đạo trưởng, vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi. Phạm Nhạc tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt cũng toát ra ý mong mỏi. Bất kể là ai, trong cơ thể tiềm tàng một quái vật, như vậy, bất cứ lúc nào cũng đều có thể phát tác ra, chỉ sợ cũng khó có thể mà bình thản chịu đựng gian khổ. Vô Trần Quan có một mật thất dưới đất rất lớn, thậm chí quy mô còn lớn hơn so với mật thất dưới đất ở chỉ thủy quan, giống nhau ở chỗ dùng gạch xanh thượng đẳng hỗn hợp với đá xanh để xây dựng, nền của mật thất lại được lát bằng đá cội ba màu đen trăng vàng bóng loáng tuyệt đẹp, tuổi của cô Hồng Tử đạo trưởng lớn hơn nhiều so với Triệu Chỉ Thủy, lúc cô Hồng Tử tung hoành thiên hạ, danh chấn giang, Triệu Chỉ Thủy khả năng vẫn còn chưa chào đời. Tình hình rông hết với Văn Thiên và Tiêu Phàm. Thời gian xây dựng vô trần quan cũng trước rất nhiều so với chỉ thủy quan. Tuy nhiên phong cách xây dựng này không có sai biệt, nói rõ đây cũng là kế thừa vô cực môn. Tiêu phàm nếu là có một ngày kiến tạo phủ đệ của mình, chỉ sợ cũng sẽ là mang phong cách tương tự như vậy. Thiên thanh tử dẫn hai gã đệ tử Quảng Đức, Minh Đức của mình đi trước dẫn đường, đưa đám người tiêu phàm đi vào trong mật thất dưới đất nơi trung tâm. Căn phòng bí mật có hình lục giác, cách bố trí cũng na ná mật thất trung tâm chỉ thủy quan, trên vách tường phía bắc, có nhiều điện thờ san sát nhau, bên trong thờ phụng bài vị của tổ sư trưởng giáo qua nhiều thế hệ vô cực môn, là điểm khác nhau duy nhất so với mật thất trung tâm chỉ thủy quan, nơi này không thờ phụng tượng đắp toàn thân của vô cực thiên tôn tổ sư sáng lập ra môn phái đời thứ nhất, mà chỉ thờ phụng linh vị của vô cực thiên tôn. Ngoài ra, cô Hồng Tử và sư phụ của Thiên Thanh Tử tuy rằng không phải trưởng giáo chân nhân của vô cực môn, nhưng bài vị của hai người cũng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Dù sao nơi này là mật thất của vô trần quan, hai người bọn họ là vô trần chân nhân, đời thứ nhất và đời thứ hai. Thiên Thanh Tử mang dẫn hai vị đạo sĩ Quảng Đức, Minh Đức, hai đầu gối quỳ xuống ở trước điện thờ, dập đầu bái lại. Tiêu phàm nghiêm túc áo mũ, chậm rãi tiến lên, cũng hành đại lễ với linh vị của sư bá, sư huynh và tổ sư trưởng giáo qua nhiều thế hệ cùng. Thiên Thanh Tử lại lệnh hai người Quảng Đức Minh Đức làm đại lễ với Tiêu Phạm Hành, thực hiện lễ tiết sư môn. Hai người này mới là truyền nhân thực sự của Thiên Thanh Tử, truyền thừa nhiều loại tuyệt học của Vô Cực môn. Lần này bái kiến qua trưởng giáo chân nhân, coi như là chính thức xếp vào hàng của Vô Cực môn, tên được ghi vào Vô Cực tông phổ. Chờ bọn họ làm xong lễ tiết sư môn, Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc vẻ mặt nghiêm nghị tiến lên không người hạ bái với tiền bối vô cực môn. Ở đây đạo trưởng bố trí vô cực đại ngũ hành âm dương trận. Thật vất vả, thuật lễ xong, tiêu phàm liếc mắt quan sát bố cục của mật thất, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, vô cực đại ngũ hành âm dương trận này là do sư tổ lão nhân ra tự mình bố trí, chúng ta làm vãn bối không dám tự tiện thay đổi, những năm gần đây chỉ làm một vài công tác gia cố. Thiên thanh tử kính cần đáp lời, trong giọng nói chất đầy ý khâm phục không hổ là trưởng giáo sư thúc chỉ liếc qua đã nhìn ra trận pháp bố trí ở đây tiêu phàm cười nói nhìn từ điển tịch ghi lại tinh thiện nhất của cô hồng sư bá chính là pháp ngũ hành sinh khắc theo sư phụ nói năm đó trong số sư huynh đệ họ cô hồng sư bá mài nghiền kiếp khổ tương những hiểu biết sâu sắc đối với âm dương ngũ hành thì không ai bì kịp đáng tiếc về sau sau một chuyến đi ở tây vực cô hồng tử đã không có tin tức lại không biết đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào Tuy nhiên khi đó đang là thời binh hoang mã loạn, khắp nơi đều đang giao tranh. Người người ăn bữa hôm lo bữa mai, bất kể ai phát sinh vấn đề, đều không có gì kỳ quái. Sư thúc nói đúng, vô cực đại ngũ hành âm dương trận mà sư tổ để lại này là đại trận trấn sơn của vô Trần quan chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là dạng yêu ma quỷ quái, vật dơ bẩn gì, đều khó tới gần nửa bước. Thiên Thanh Tử nói, giọng điệu có chút kiêu ngạo. Trên thực tế Vô Trần Quan sở dĩ tại địa phương thanh danh hiển hách như thế, ngoại trừ cái mà Thiên Thanh Tử học là vô cực truyền thừa chính tông, thuật pháp cao thâm, nói gì chúng đấy ra, thì vô cực đại ngũ hành âm dương trận mà cô Hồng Tử đại sư tự tay bố trí này cũng là một trong những nguyên nhân rất trọng yếu. Rất nhiều người đã nhiễm vật bẩn thỉu, chỉ cần đến quan ở một thời gian, dưới sự trấn áp của vô cực đại ngũ hành âm dương trận, vật bẩn thỉu trong cơ thể không bị tiêu diệt thì cũng bị tẩy đi, bệnh thể nhanh chóng khỏe lại chương 445, hàng ma 2. Nhưng người này truyền miệng nhau, một truyền 10 10 truyền 100, thanh danh vô trần quan liền trở nên đại trấn, thậm chí một số hương khách xa tận cảng đảo, Las Vegas thậm chí khu vực Đài Loan cũng mộ danh mà tới, ở lại đạo quan mấy ngày, trấn yêu trừ ma. Phạm Nhạc vừa đi vào mật thất dưới đất này, lập tức cũng cảm nhận được một loại cảm giác khó chịu. Dường như tà mị trong cơ thể cảm nhận được sự uy hát yêu ta ép nào đó, đang dục dịch lo sợ bất an phạm cư sĩ không cần khẩn trương, thuật huyết hàng mà cư sĩ chúng phải, cho dù ở Nam Dương cũng chỉ là hàng đầu thuật bình thường mà thôi, không có gì quá lợi hại. Có đại ngũ hành âm dương trấn áp, tuyệt đối không thể nổi quái, cứ buông lỏng tinh thần là được. Thiên thanh tử mỉm cười nói, thần thái vô cùng chắc chắn. Nếu như vừa mới trúng hàng đầu không bao lâu, Phạm Nhạc đã có cơ hội đi vào gian phòng mật thất này, chỉ sợ không cần phải thi pháp, huyết hàng sẽ chịu không nổi sự uy áp đại ngũ hành âm dương trận, dễ dàng bị tiêu diệt. Vâng, đa tạ đạo trưởng. Không khách khí, phạm cư sĩ, mời ngồi xuống giữa. Sư thúc, chúng ta ở đây vừa khéo có 5 người, có thể thúc giục ngũ hành trận. Nếu lão không nhìn lầm, cơ cư sĩ hẳn cũng là người trong đồng đạo. Thiên thanh tử nói xong, liền nhìn về phía cơ khinh xa. Cơ khinh xa cười cười, nói. Đạo trưởng thật sự là tuệ nhãn như đuốc, miễn cưỡng mà tính, ta cũng là đệ tử của phái Hà Lạc. Thiên Thanh Tử lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phái Hà Lạc là thuật pháp đại tông, thất kính rồi." Đạo trưởng khách khí, trước mặt đạo trưởng, kinh xa chỉ là vãn bối hậu học mà thôi. Hai người khách khí vài câu với nhau. Lập tức dưới sự sắp xếp của Thiên Thanh Tử, Phạm Nhạc ngồi ở giữa, năm người Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa, Thiên Thanh Tử, Quảng Đức, Minh Đức mỗi người giữ một vị trí ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thiên Thanh Tử vốn muốn mời Tiêu Phàm chủ trì đại ngũ hành âm dương trận này, nhưng tiêu phàm mỉm cười cự tuyệt. Hắn nhìn ra được, vô cực đại ngũ hành âm dương trận này so với trận pháp được ghi chép trong biển tích, đã có không ít những thay đổi rất nhỏ. Có một số nội dung mới đã được thêm vào, phỏng chừng là một số thuật pháp và pháp khí phù lục mà đạo gia đuổi quỷ chân yêu. Thiên thanh tử là, vô trần chân nhân, đời thứ ba, do ông ta chủ trì đại trận này, thì không còn gì thích hợp hơn. Thấy tiêu phàm khéo léo từ chối, thiên thanh tử cũng không cố nài thêm, ông ta đơn giản dặn dò mọi người mấy câu về phương thức thôi động đại trận, rồi khoanh chân ngồi xuống vị trí mậu thổ, bốn người còn lại cũng ngồi vào phương vị mà mình kiên thủ. Trước mặt mỗi người đều đốt một đàn hương, trong mật thất, mùi hương dần tràn ngập, xương khói lượn lờ. Thiên thanh tử miệng lẩm bẩm một luồng sức mạnh thiên địa không thể nhìn thấy được điều động. Phạm nhạc ngồi ở giữa, chỉ thấy cảm giác khó chịu trong người mỗi lúc một nhiều hơn, đầu óc dần có chút đau đớn, da mặt căng lên, trong mắt đám người tiêu phàm sắc mặt vốn bình thường của cậu ta đã trở nên xanh ngắt. tuy nhiên một lát sau màu xanh ngắt ấy lại nhạt dần cảm giác khó chịu trong người cũng giảm bớt phạm nhạc không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái nhưng không bao lâu cảm giác khó chịu đó lại lần nữa tăng thêm sắc mặt rất nhanh lại biến thành màu xanh biếc thời gian chuyển rời từng chút từng chút một ước chừng một canh giờ qua đi loại thay đổi này trên cơ thể phạm nhạc lặp đi lặp lại hơn ba lần, mỗi lần càng khó chịu hơn. Đám người tiêu phàm vẫn chưa gì, thì phạm nhạc toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Đợi đến thời điểm thay đổi lần thứ ba, phạm nhạc chỉ cảm thấy đầu óc ong ong đầu đau muốn nứt, da mặt trương lên giống như một sợi dây thun bị kéo đến cực hạn, gần như chỉ cần khẽ dùng lực thì sẽ bị đứt làm hai đoạn. Phạm nhạc rõ ràng cảm giác được, huyết độc trong cơ thể đang kiệt lực kháng cự với lực hấp dẫn nào đó bên ngoài, muốn tiếp tục chiếm cứ lấy cơ thể cậu ta, không muốn rời khỏi cái ổ yên vui đã ở nhiều năm này. Cả khuôn mặt đều trở nên xanh mượt, dường như máu trong cơ thể cậu ta bỗng nhiên biến thành màu lục, muốn chảy ra từ da mặt. Sư thúc mời đỉnh Càn Khôn. Liền vào lúc này, Thiên Thanh Tử thấp giọng quát nói. Tiêu Phàm không nói hai lời, cổ tay khẽ lật, đỉnh Càn Khôn xuất hiện từ từ bay lên, giống như có một bàn tay vô hình đang nâng bên dưới, chậm chậm bay đến trước mặt Thiên Thanh Tử, rồi vững vàng hạ xuống mặt đất thiên thanh tử miệng lầm dầm niệm một câu chú ngữ, tay phải vẽ một đường vào khoảng không, trên cổ tay trái mở ra một lỗ nhỏ, một giọt huyết châu bắn ra, vẩy vào trong đỉnh càn khôn. Trong mắt cơ khinh xa léo lên một chút ý tán thưởng. Một tay, tụ khí làm đao, này của lão đạo sĩ, thực sự rất đẹp. Nếu không phải nội công đã đạt đến cảnh rơi cực cao, tuyệt đối không thể thi triển nổi. Vô cực môn không hổ là lãnh tụ giới thuật pháp, môn hạ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lấp lấp thiên thanh tử quát khẽ một tiếng, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đường pháp lực đánh vào trong đỉnh càn khôn, hỗn độn đồ án màu đỏ trên thân đỉnh bắt đầu bay nhanh, một mùi máu tươi tanh tử nhanh chóng tràn ngập mật thất, rất nhanh đánh tan mùi hương nồng đậm. May mà cơ khinh xa không phải nữ tử tầm thường, bằng không chỉ với mùi máu tanh này thôi, cũng đã chịu không nổi, ói lên ói xuống rồi. Chỉ nghe Phạm Nhạc ngồi ở giữa phát ra một tiếng, hư, rất nặng nề, thân mình run lên bần bật, không chỉ trên mặt, mà ngay cả những phần da hở khác trên cơ thể, cũng biến thành màu xanh lét. Hơn nữa màu xanh này là, sống, đe những không ngừng nhúc nhích, từ tứ chi dồn hết lên đầu. Rất nhanh, phần đầu của Phạm Nhạc hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu xanh lét, nhất là vùng trán càng phát ra màu xanh sáng bóng. Bật, thiên thanh tử lại hét lớn một tiếng, tay phải chỉ như kích, một đường pháp lực tinh thuần một lần nữa rót vào trong đỉnh càn khôn hỗn độn đồ án màu đỏ như máu lớn hơn một xích hình thành trên miệng đỉnh, không ngừng xoay tròn. Thiên thanh tử sắc mặt đỏ sẫm như máu. Đám người tiêu phàm cũng lần lượt thi pháp, vô cực đại ngũ hành âm dương trận ra tốc vận chuyển, một luồng sức mạnh thiên địa khổng lồ, mạnh mẽ chân áp xuống người phạm nhạc đang ngồi ở giữa. Một tiếng thét chói tai không cam chịu vang lên, điểm sáng màu xanh trên trán phạm nhạc lập tức phát sáng, một đường màu xanh lét rất dài bay ra từ phần trán của phạm nhạc, như giải lụa vọt về phía đỉnh càn khôn, lập tức trên không trung hóa thành một cái đầu ác quỷ, dư tợn vặn vẹo, miệng há to, hầm hừ lao lại đỉnh càn khôn và cắn một miếng. Nghiệp chướng còn dám làm càn. Thiên thanh tử gầm lên một tiếng, tay phải dơ cao, gương thiên cương đậm nét cổ xưa phóng lên cao, một đường kim quang trói mắt chiếu nghiêng xuống, rất nhanh đã bao trùm lấy chiếc đầu ác quỷ màu xanh lét kia. Kim quang đúng là khắc tinh của ác quỷ, dưới sự bao phủ của kim quang, đầu ác quỷ không chút lực kháng cự, lại một lần nữa rú thảm lên một tiếng, rồi vỡ vụn ra từng khúc, rất nhanh đã tiêu tan vô hình. Audio điện tử võ tấn bền chương 446, Bảo vật thông linh Phạm nhạc lúc đó như thể đột nhiên bị rút đi khí lực toàn thân vậy, thân mình nghiêng sang bên cạnh một cái, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, không ngừng giơ tay khẽ trống, mới miễn cưỡng ngồi thẳng. Cả người mồ hôi đầm đìa, cứ như mới đi ra từ trong nước vậy trên mặt thiên thanh tử hiện ra một nếp nhăn cười, vẫy tay, thu hồi, gương thiên cương, giữa không chung, mỉm cười nói. Chúc mừng Phạm cư sĩ, quỷ vật này đã bị tiêu diệt. Đa tạ đạo trưởng, Phạm nhạc thờ hồn hền, uể oải nói. Cơ khinh xa thu công pháp, nhìn bốn phía, vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, nói. Đạo trưởng, quỷ vật cái này đã bị tiêu diệt rồi. Cũng khó trách cơ khinh xa lo lắng. Huyết hàng chi thuật quấy phá ở trong cơ thể Phạm Nhạc đã nhiều năm rồi, cơ khinh sa dùng tất cả biện pháp cũng không thể loại trừ nó, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn, không để nó tạo thành trở ngại đối với Phạm Nhạc. Hiện giờ chỉ trong một canh giờ, Thiên Thanh Tử liền tuyên bố quỷ vật đã bị tiêu diệt, sao lại không thể khiến người ta vui sướng, mà vẫn có chút thấp thỏm bất an chứ? Thiên Thanh Tử cười nói: "Chúng ta bày ra trận trường lớn như vậy, lại có trưởng giáo sư thúc đích thân chủ trì, chỉ là huyết hàng, nếu như còn có thể tác quái" mới thật khiến người ta chê cười. Tiêu phàm khoát tay áo, nói. Đạo trưởng, người cũng không cần rát vàng trên mặt ta. Chân yêu thuật mà cô Hồng Sư bá truyền xuống, quả nhiên không thể so sánh tầm thường. Hơn nữa, gương thiên cương, này lại càng là khắc tinh của tất cả yêu ma quỷ quái. Trong lòng cơ khinh xa vừa động, đột nhiên hỏi. Đạo trưởng, không biết, gương thiên cương, này khi sử dụng, có gì cấm kỵ? Thiên thanh tử hai hàng lông mày hơi hơi nhấc lên, nhìn về phía cơ khinh xa, hỏi. Cơ cư sĩ, đây là ý gì? Tiêu phàm liếc mắt nhìn cơ khinh xa một cái, nhìn sang phía thiên thanh tử nói. Đạo trưởng, ta sắp tới phải đi bang lạc già ở Nam Dương một chuyến. Có khả năng sẽ giao thủ với đại quốc sư ma cư của nước Đan Mạn. Khinh xa cùng đi với tôi, đại quốc sư ma cư. Thiên thanh tử không khỏi chấn động, thần sắc vẫn luôn điềm tĩnh ung dung tức khắc trở nên hết sức khó coi đến hai người Quảng Đức Minh Đức cũng ngơ ngác nhìn nhau, quá sợ hãi. Sư Thúc, phải giao thủ với Đại Quốc Sư Ma Cưu sao? Có khả năng, tiêu phàm cũng không giấu giếm, gật gật đầu. Thanh thiên tử dung sắc nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói. Sư Thúc, xin thứ cho ta nói thẳng, Đại Quốc Sư Ma Cưu được xưng là đệ nhất đại hàng đầu sư của Đan Mạn Quốc, thành danh đã 30 năm, chưa từng có thất bại. Sư Thúc cũng nhìn thấy rồi, một huyết hàng bình thường như vậy, Phỏng chừng người thi thuật nhiều nhất chỉ có thể coi là là hàng đầu sư hạng ba mà cũng đã khó đối phó như vậy. Bản lãnh của Đại quốc sư Ma Cưu liền có thể biết rồi. Sư thúc là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn chúng ta, thân phận quý giá như thế nào chứ? Ta không đồng ý để sư thúc đi Nam Dương mạo hiểm như vậy. Tiêu Phạm lắc đầu nói: Ta làm sao không biết bản lãnh của Ma Cưu Đại quốc sư lợi hại như thế nào chứ? Chỉ có điều lúc này ta cũng không có lựa chọn khác trong vòng một tháng ta nhất định phải lấy được xích viêm thảo trước mắt theo chúng ta biết chỉ có trong trang viên của đại quốc sư ma cư có sinh trưởng xích viêm thảo xích viêm thảo thiên thanh tử hít một hơi khí lạnh rất hiển nhiên thiên thanh tử cũng biết tầm quan trọng của xích viêm thảo đối với hàng đầu sư tiêu phàm muốn lấy xích viêm thảo của đại quốc sư ma cư có thể nói đã là sinh tử đối đầu với ma cư chỉ cần tiêu phàm không từ bỏ trận chiến này bất kể như thế nào đều không thể tránh né rồi. Cơ khinh Sa nói, Ma Cưu là đại quốc sư của nước Đan Mạn, bình thường đều ở Hoàng Cung. Chỉ cần ông ta không có đích thân chấn thủ ở trang viên, cơ hội của chúng ta vẫn là rất lớn. Hàng đầu sư bình thường cũng không là gì trong mắt của tiêu phàm. Đương nhiên, nếu đạo trưởng có thể cho chúng tôi mượn, gương thiên cương, dùng một chút, chúng tôi càng thêm mấy phần nắm chắc. Nhìn tình hình, gương thiên cương, dễ dàng diệt trừ quỷ vật để xem, bảo vật này thật đúng là lợi khí vô thượng để đối phó với hàng đầu thuật. Thiên thanh tử trầm ngâm nói. Gương thiên cương, mặc dù là chấn sơn chi bảo của vô trần quan, nhưng sư thúc cần dùng, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ có điều pháp bảo này mặc dù tốt, tuy nhiên cấm kỵ cũng là không ít. Vừa nghe lão đạo có ý cho mượn, cơ khinh xa không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng hỏi. Có gì cấm kỵ? Bảo vật thông linh. Thiên thanh tử vô cùng đơn giản, nói ra bốn chữ. Người bình thường nghe tới, bảo vật thông linh, liền cho là chuyện tốt, bảo vật càng linh tính, uy lực càng lớn, làm sao có thể biến thành cấm kỵ chứ. Nhưng tiêu phàm và cơ khinh xa lại đồng thời cao mày. Quả nhiên, thiên thanh tử nói tiếp. Gương thiên cương là bảo vật do cô hồng sư tổ năm đó tự mình tế luyện, sư tổ mang theo bên người hơn 40 năm, bảo vật sớm đã quen thuộc khí thức của ông. Sau đó sư tổ lại truyền cho sư phụ của ta, là chính dương chân nhân. Sư phụ của ta lại mất 10 năm, mới thành công khiến bảo vật một lần nữa nhận chủ. Thời điểm rơi vào trong tay của ta, cũng phải mất khoảng 10 năm để hoàn hợp với bảo vật. Trưởng giáo sư Thúc Cố Nhiên là cao nhân nhất đẳng của vô cực môn chúng ta, nhưng trong vòng một tháng, muốn tương thông khí tức với bảo vật, khó khăn chỉ sợ không nhỏ. Tiêu phàm không khỏi khẽ lắc đầu. Thiên thanh tử lời này nói khách khí như vậy, trên thực tế chính là tuyệt đối không thể làm được. Tiêu Phàm chưa từng gặp đại sư bá cô Hồng Tử và cũng chưa từng gặp sư phụ của Thiên Thanh Tử, nhưng chắc chắn đều là kỳ tài ngút trời. Trình độ thuật pháp của Thiên Thanh Tử cực cao, không dưới tứ sư tỷ Đàm Hiên. Chính Dương Chân Nhân và Thiên Thanh Tử đều phải mất khoảng 10 năm trời để kết nối với bảo vật, Tiêu Phàm cho dù tài giỏi hơn nữa, cũng tuyệt đối khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành được sự tình mà người ta mất 10 năm mới làm được. Huống chi, gương Thiên Cương là tương truyền sư đồ, loại quan hệ thân duyên này cũng là tiêu phàm chưa từng có. Thiên thanh tử nói, một tháng, kỳ thật tiêu phàm làm gì có thời gian một tháng để kết nối với bảo vật. Một tháng này, là cực hạn mà lâm thanh loan cho hắn. Cơ khinh xa lại không đặc biệt thất vọng, ngược lại hỏi. Đạo trưởng, nếu không thể tâm ý thông nhau với bảo vật, thì hoàn toàn không thể sử dụng bảo vật sao? Hay là nói, uy năng của bảo vật sẽ chịu ảnh hưởng? Thiên thanh tử trầm ngâm nói. Nếu như là truyền nhân của môn phái khác, muốn sử dụng, gương thiên cương, căn bản là không có khả năng. Nhưng sư thúc là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn chúng ta, bảo vật là do cô hồng sư tổ luyện chế, huyết mạch liên kết. Nếu nhất định phải do sư thúc đến sử dụng, trái lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là rất khó phát huy 10 phần uy lực của bảo vật. Có thể phát huy được 7-8 phần uy lực, cũng đã rất khó lường rồi. Cơ khinh xa không khỏi mừng rỡ có thể phát huy bảy tám phần uy lực, như vậy là đủ rồi. Thời khắc mấu chốt, loại bảo vật chuyên khắc chế hàng đầu thuật này sẽ là đại sát khí. Phạm Nhạc lại đột nhiên hỏi. Đạo trưởng, vì sao vừa rồi tôi vừa tiến vào phương trượng cầu ngài, bảo vật liền chủ động phát huy? Không phải nói người bình thường rất khó sử dụng sao? Bảo vật này không cần người điều khiển, tự mình phát huy. Thiên Thanh Tử cười cười, nói. Đó là bởi vì nguyên nhân của vô trần quan, phương trượng của ta đang ở phía trên của gian mật thế này. Gương thiên cương và vô cực đại ngũ hành âm dương trận đều là trấn sơn chi bảo do tổ sư ra để lại, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, uy lực có thể tăng gấp bội. Một khi rời khỏi vô trần quan, không có người điều khiển, bảo vật sẽ không tự chủ đả thương địch thủ. Thì ra là thế, khó trách thứ quỷ kia ở trong cơ thể ta đã nhiều năm, đến nơi này liền không có nửa lực chống đỡ, lập tức bị tiêu diệt. Phạm Nhạc không khỏi than thở ra tiếng. Anh ta vốn không phải là người nói nhiều, đi theo cơ khinh xa mấy năm này, càng là vô cùng kiệm lời. Hôm nay họa lớn trong lòng đã được loại trừ, lập tức thoải mái vui sướng, vô tình, lời nói liền nhiều hơn. Về phần cảm tạ, lại không cần nói nhiều. Dựa vào tính cách trọng nghĩa khí cực độ của anh ta, sau này vô trần quan phàm là những chuyện có thể dùng tới anh ta. Thiên thanh chân nhân chỉ cần một câu, dù có đi vào trong lửa hay xuống nước, tuyệt không do dự thiên thanh đạo trưởng, thời gian cấp bách, xin mời đạo trưởng truyền thụ cho tiêu trưởng giáo cách điều khiển bảo vật. Biết tiêu phàm ra mặt mỏng, ngại cầu xin người, cơ khinh xa liền cầu thay hắn. Kỳ thật, Ngọc Quan Âm, là người tâm cao khí ngạo bực nào. Ngay cả chuyện của bản thân cô, cũng rất ít mở miệng cầu xin người. Nhưng cầu xin vì tiêu phàm, cơ khinh xa lại không cảm thấy có bất kỳ ngại ngùng gì, tự nhiên nói ra miệng, dường như tất cả đều là đương nhiên vậy thiên thanh tử chuyển hướng sang tiêu phàm, thần sắc trịnh trọng, nói. Sư thúc, hàng đầu thuật là quốc thuật của nước Đan Mạn, truyền thừa đã lâu. Không ít hàng đầu thuật vô cùng quỷ dị, làm người ta khó lòng phòng bị. Sư thúc cần phải thận trọng suy xét, có lẽ, có dược liệu khác có thể thay thế, xích viêm thảo. Thiên thanh tử không có hỏi, tiêu phàm cần, xích viêm thảo, làm gì? Tuy nhiên theo mức độ quen thuộc của y đối với hàng đầu thuật mà nói, vô cùng hiểu rõ công hiệu của xích viêm thảo những lời này chỉ là ôm ấp một tia hy vọng mà thôi xích viêm thảo nếu có thể dễ dàng dùng dược liệu khác thay thế như vậy thì làm sao lại quý hiếm như thế được đại hàng đầu sư cung phụng như bảo vật tiêu phàm thở dài nói chỉ cần có một tia hy vọng có thể dùng thứ khác thay thế ta đều không muốn đi đan mạn quốc một đại quốc sư quốc gia dễ đối phó lắm sao thiên thanh tử trầm mặc một lát rốt cục hạ quyết tâm, chậm rãi nói. Vậy được rồi, nếu sư thúc tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn cản. Quảng Đức, Minh Đức, các ngươi trước tiên dẫn cơ cư sĩ và phạm cư sĩ đi ra ngoài nghỉ ngơi. Hai gã đạo sĩ lập tức đứng dậy, không người đồng ý. Cơ khinh xa phạm nhạc biết thiên thanh tử muốn truyền thụ phương pháp sử dụng bảo vật cho tiêu phàm, đây là bí mật của vô cực môn, hai người đương nhiên sẽ không dự thính, theo lời rời khỏi mật thất. Trước khi ra cửa, Phạm Nhạc lại hướng về phía thiên thanh tử, cúi người bái sâu. Sư thúc, phương pháp sử dụng, gương thiên cương, cũng không phức tạp, ta ở chỗ này có một bộ khẩu quyết, mời sư thúc nhớ kỹ. Trong vòng ba ngày, sư thúc dùng khẩu quyết để kết nối với bảo vật, hẳn là có thể tạm thời điều khiển, gương thiên cương, rồi. Thiên thanh tử lập tức truyền khẩu quyết điều khiển, gương thiên cương, cho tiêu phàm. Bảo vật là do cô hồng tử tự mình tế luyện, khẩu quyết đương nhiên cũng là nhất mạch tương thừa với công pháp của vô cực môn. Thiên thanh tử chỉ nói một lần, tiêu phàm liền nhớ kỹ. Sư thúc, gương thiên cương, là pháp bảo hậu thiên tế luyện, pháp lực đều bắt nguồn từ chủ nhân. Sư thúc và bảo vật không thể kết nối, liền không thể đem pháp lực tự thân liên tục rót vào gương thiên cương. Vì vậy sau khi bảo hương này rời khỏi vô trần quan, pháp lực tự thân chứa đựng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ba lượt. Nếu như là đối phó với địch nhân cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ một lần sẽ hao hết uy năng. Xin sư thúc nhất định phải nhớ kỹ điểm này, thiên thanh tử dặn dò, thần sắc hết sức trịnh trọng. Tiêu phàm khẽ gật đầu. Đại sát khí uy lực lớn như vậy, chỉ cần thời cơ sử dụng thích đáng, không cần nói ba lượt, một lượt cũng đủ rồi. chương 447, Thành Lạc Già. Phi cơ chậm rãi đáp xuống sân bay Thành Lạc Già. Hạ tuần tháng 8, quốc nội đang là mùa oi bức. Thành Lạc Già lại tọa lạc bên cạnh xích đạo, càng là một năm bốn mùa nóng bức không chịu nổi. Ba người tiêu phàm, cơ khinh xa, phạm nhạc vừa đi ra khỏi cabin, lập tức liền cảm thấy một cỗ hơi nóng đập vào mặt. Phạm nhạc lại làm ngơ đối với cổ nóng bức này, đứng ở đó, chố mắt vài giây đồng hồ, mới cất bước về phía trước. Mặc dù anh ta không thích nói chuyện, nhưng giờ khắc này, tâm tình kích động trong nội tâm lại không thể che giấu. Vốn tưởng rằng cả đời này phải lưu lạc tha hương, ai biết còn có ngày có thể trở về nhà. Tuy nhiên phạm nhạc của giờ phút này và phạm nhạc mấy năm trước rời khỏi thành lạc già, bề ngoài đã có sự thay đổi hết sức rõ ràng. Loại thay đổi này không phải tự nhiên, mà là cơ khinh xa đã dịch dung cho anh ta. Thuật dịch dung của cơ khinh xa có lẽ vẫn không thuần thục bằng tân lâm, nhưng muốn thay đổi bên ngoài của một người trên phạm vi lớn cũng không khó khăn. Đỉnh cao thực sự của thuật dịch dung là giả dạng thành một người khác, thật giống như song bào thai vậy, khiến người thân cận nhất đều không phân biệt được. Loại tài nghệ như thần này, cơ khinh xa cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thực sự thấy ai thi triển qua. Trước khi rời khỏi thành lạc già, phạm nhạc tuy rằng không phải người thích chơi nổi, nên tương đối là ít nổi danh. Nhưng mà là người thừa kế pháp định của làm phạm gia, tỷ lệ hấp thụ ánh sáng của phạm nhạc trong xã hội người Hoa ở thành lạc già vẫn là rất cao. Sau mấy năm rời đi, ai cũng không thể bảo đảm anh ta không bị người quen nhận ra. Cho dù huyết hàng thuật trong cơ thể phạm nhạc đã được loại trừ sạch sẽ. Cơ Khinh Sa vẫn không đồng ý cho Phạm Nhạc trở về Thành Lạc Gia, bởi vì việc mục tiêu của này là hái xích viêm thảo. Thời gian quá gấp, Tiêu Phàm căn bản cũng sẽ không muốn nhìn thấy phát sinh chuyện phức tạp. Nhưng mà Phạm Nhạc một khi trở lại Thành Lạc Gia, Cơ Khinh Sa rất khó bảo đảm anh ta không đi gây sự với Phạm Anh. Đổi lại là bất cứ người nào chỉ sợ đều sẽ xúc động như vậy. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ phó công của Phạm Anh Mạch không kém Phạm Nhạc vừa học được hàng đầu thuật, lại như hổ thêm cánh. Hơn nữa gã hiện tại mới là gia trưởng của Phạm gia, là nhân vật phong vân trong xã hội thượng tầng ở thành Lạc già, có thế lực rất lớn. Phạm Nhạc Thế đơn lực cô, tùy tiện tìm tới cửa đi tìm thù, khả năng không xong là vô cùng lớn. Xã hội này hiện thực như vậy, không cần nói đến người của Phạm gia, mà ngay cả tộc người Hoa khác cũng sớm đã công nhận thân phận của Phạm anh rồi, sẽ không vì một Phạm Nhạc lưu lạc tha hương, không có căn cơ đi phát sinh xung đột với Phạm anh cho dù là những lão nhân kia của Phạm gia, mấy năm qua, chỉ sợ từ lâu đã bị Phạm Anh thu thập cho ngoan ngoãn nghe lời rồi. Ai cũng không nhớ rõ còn có Phạm Nhạc, một vị tiên thiếu chủ, như vậy tồn tại. Ân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, từ xưa đã như thế. Phạm Nhạc chỉ dùng hai câu nói, liền thuyết phục được cơ khinh xa. Cô ngăn không được tôi đâu, tôi nhất định phải đi. Tôi cam đoan lần này đây tuyệt sẽ không đi gây sự với Phạm Anh. Cơ khinh xa hiểu rất rõ tính cách của Phạm Nhạc, đây là một lời nói gói vàng rồi. Người đàn ông lời nói chắc như núi, tuyệt không đổi ý này, cơ khinh xa năm đó mạo hiểm thật lớn để cứu anh ta một mạng. Hiện giờ cơ khinh xa muốn về thành lạc già đi đối mặt với, đệ nhất hàng đầu sư, đáng sợ nhất đan mạn quốc, Phạm Nhạc làm sao có thể không đếm xỉa đến chứ. Cũng may Phạm Nhạc cam đoan với cô lần này không đi gây sự với Phạm Anh, cơ khinh xa cũng liền yên lòng. Phạm Nhạc sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Tiêu Phạm thật ra không có nhiều băn khoăn như vậy, dù sao bất kể con đường phía trước gian nan như thế nào, xích viêm thảo, hắn nhất định phải có, cho dù phải trực tiếp đối mặt với đại quốc sư Ma Cưu và giao thủ với, đệ nhất hàng đầu sư cũng sẽ không tiếc. Hạ được loại quyết tâm trước nay chưa từng có này, rất nhiều băn khoăn cũng liền không trở thành lo ngại. Tơ khinh xa và tiêu phàm đi ở phía trước, đóng vai một đôi tình nhân người Hoa đến thành lạc giả du lịch. Cơ khinh xa cũng có chút hóa trang, đem nét mặt tuyệt thế của mình hoặc nhiều hoặc ít che lấp một ít. Những nữ nhân khác hóa trang là vì làm cho mình trở nên càng thêm xinh đẹp. Duy chỉ có cơ khinh xa hóa trang là vì làm cho mình nhìn lên không làm cho người ta chảy nước miếng. Dù là như thế, cơ khinh xa nhẹ nhàng kéo cánh tay của tiêu phàm tựa như chim nhỏ nếp vào người vẫn thu hút không ít nam nhân chú ý. Cái loại ánh mắt nóng lửa này đủ để khiến những nữ nhân khác ghen tị như điên thậm chí có một đôi vợ chồng trẻ của nước Đan Mạn, bởi vì chồng luôn nhìn chằm chằm cơ khinh xa, người vợ trẻ hung hăng nhéo chồng một cái, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, bỏ người chồng đang vô cùng xấu hổ ở lại đó, tiến thoái không được. Cơ khinh xa hé miệng cười, phong tình vô hạn. Chỉ khổ cho tiêu trưởng giáo, uổng công một thân thần công tuyệt đỉnh, chưa đi ra khỏi sân bay, cánh tay cũng đã có chút tê liệt. Thật sự luôn duy trì cùng một tư thế, thật quá khó chịu tiêu chân nhân vốn cũng không phải là người thông thái dởm như vậy, nhất là sau khi hòa hợp với Tân Lâm, tiêu chân nhân đã không phải là người đàn ông không có bất kỳ kinh nghiệm nào nữa rồi. Nhưng hai ngọn núi cao ngất của cơ khinh xa đã trở thành đầu sỏ khiến cánh tay của tiêu chân nhân tê liệt. Bị cơ khinh xa kéo cánh tay trái lại không có gì, nếu giả trang tình nhân, loại thân mật mức độ cơ bản nhất này, thế nào cũng phải có. Mấu chốt không ngờ là, hai ngọn núi của cơ khinh xa lại sát vào cánh tay, quá gây sức ép cho tiêu chân nhân. Giả trang tình nhân là một chuyện, thừa cơ hội này chấm mút, đó lại là một chuyện khác. Tiêu chân nhân cho dù chưa trưởng thành, cũng không thể yên tâm thoải mái làm ra chuyện như vậy. Cơ khinh xa thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười duyên nhẹ nhàng, lại khiến tiêu chân nhân giống như đang vác nặng trên lưng, trên chóp mũi đều không kìm nổi chảy ra nhiều giọt mồ hôi, đi lại đều có chút cứng ngắc. Cũng may sân bay thành lạc già cũng không lớn, cho dù là đi một bước nghỉ một bước, cũng rất nhanh đã ra đến cửa, ngồi lên taxi tiêu chân nhân hở phào một hơi thật giống như vừa mới qua một hồi đại chiến cả người đều buông lỏng cơ khinh xa liếc nhìn hắn một cái khóe miệng hiện lên một tia như cười như không dường như cảm thấy tiêu nhất thiếu của giờ khắc này đặc biệt thú vị xem ra sâu trong nội tâm của cô gái đều là tinh nghịch đến cơ tổng nhất quán đại khí cũng rất thích xem bộ dạng như mắc nghẹn của tiêu chân nhân phạm nhạc ngồi ở ghế lái phụ mặt không thay đổi dùng tiếng anh nói với tài xế taxi tên một khách sạn khách sạn Kim Hải Ngạn. Đây là một trong những khách sạn cảnh biển vượt cấp 5 sao xa hoa nhất ở đây. Du khách ngoại quốc, chỉ có kẻ giàu có đặc biệt có tiền mới có thể vào ở. Du khách bình thường đều do cơ quan du lịch sắp xếp ở trong khách sạn cấp bậc hơi thấp. Lái xe không nói hai lời, lái xe đi, lại âm thầm bĩu môi, tựa hồ đối với Phạm Nhạc tên, giả quỷ dương, này, có chút không cho là đúng. Coi làn da ngăm đen và cái mũi cực đại của ông anh kia, người không phải là người bản địa lạc giả sao? Nói cái gì mà tiếng Anh chứ? Phạm nhạc mới không để ý tới oán thầm của lái xe này đối với anh ta. Tơ khinh xa chính là muốn cải trang anh ta thành người lạc giả địa phương. Thành lạc giả mặc dù là thành phố người Hoa tụ cư, nhưng bởi vì có cuộc cải cực lớn, người Hoa ở đó luôn tài trí hơn người, rất khiến cho người ta chú ý. Tơ khinh xa vẫn là lo lắng phạm nhạc bị người ta nhận ra. Bề ngoài có thể thay đổi, nhưng một ít khí chất độc đáo cùng với động tác thói quen nhỏ, thường thường trong lúc vô ý sẽ bán đứng thân phận thật. Bang Lạc Già là một trong mười mấy liên bang của nước Đan Mạn. Bởi vì dân bản địa đông đúc, Bang Lạc Già có quyền tự trị cao độ. Quyền uy của chính phủ trung ương nước Đan Mạn ở Bang Lạc Già không phải hữu hiệu như vậy. Đa số thời điểm, chính phủ liên bang nước Đan Mạn đối với Bang Lạc Già và hai bang tự trị khác áp dụng chính sách dụ dỗ. Giáp Lục Đảo mà Bang Lạc Già tọa lạc, diện tích rất lớn. Bang Lạc Già và hai bang tự trị khác chiếm khu vực tương đối nhỏ ở phía bắc Giáp Lục Đảo. Đại bộ phận khu vực của nam bộ Giáp Lục Đảo thuộc một quốc gia khác. Khu vực của ba bang tự trị này, có thể nói, đây là một hành lang nhỏ hẹp. Đông tây dài tới hơn mấy trăm ngàn cây em, nam bắc độ rộng chỉ hơn trăm dặm, chỗ nhỏ hẹp nhất chỉ có mấy chục cây em. Nhưng đường ranh giới này thật ra lại rất không chuẩn xác thành lạc già đi về phía nam, không đến 10 cây em chính là rừng rậm nhiệt đới, rất nhiều nơi đã nhiều năm ít ai lui tới, lại làm gì có danh giới rõ ràng chứ. Thành lạc già là thủ phủ của bang lạc già, dựa vào quy mô và nhân khẩu của thành phố mà nói, được cho là thành phố lớn nhất giáp lục đảo. Tuy nhiên kiến thiết thành phố lại không chắc được tiên tiến như thế. Trên đường taxi đi, chứng kiến đều là nhà cửa rách dưới, đường phố chật trội không chịu nổi. May mà taxi đi là đường cao tốc, nên mới không có bị trở ngại. Thời điểm taxi dần dần chạy tới khu vực khách sạn gần biển, hơi thở phồn hoa của thành phố lớn mới rốt cục hiển thị ra. Cơ khinh xa liền thấp giọng giải thích với tiêu phàm, địa khu cách vùng biển khá xa, là khu dân nghèo của thành lạc già, đa số người thổ dân và người chủng tộc khác đều ở tại khu vực đó. Còn một số khu vực ven biển, lại là khu quần cư của người giàu có, đại bộ phận người hoa đều sống ở nơi này cơ quan chính phủ của bang Lạc Già và thành Lạc Già cũng tập trung ở khu vực này. Cơ khinh xa trước kia đi du học, đã học tại trường Đại học Hoa Nhân, cũng tọa lạc tại khu ven biển. Ở thành Lạc Già du học 2-3 năm, cơ khinh xa cũng rất ít đi qua khu dân nghèo, đa số thời điểm là sống ở khu nhà giàu. Bình thường mà nói, tình hình trị an của khu dân nghèo đều không quá tốt. Với thân thủ của cơ khinh xa, đương nhiên không sẽ để ý tới bọn đạo tặc nhỏ này. Chỉ có điều nếu thân đụng phải, lại cũng đủ ghê tởm vô duyên vô cớ cơ khinh sa tại sao phải làm mình ghê tởm chứ tiêu phàm có chút kinh ngạc hỏi chẳng lẽ những thổ dân đó trước kia đều không ở ven biển sao theo lý thuyết vì thu hoạch thức ăn phong phú người thổ dân hẳn là phải tụ cư ở vùng ven biển mới đúng cơ khinh sa cười cười nói rất lâu trước đây là như thế nhưng từ sau khi người hoa di cư tới loại tình huống này mà bắt đầu thay đổi người hoa càng có tiền thay đổi lại càng nhanh, hiện tại trên cơ bản đoạn bãi biển tốt nhất đều biến thành tư nhân rồi. Khách sạn Kim Hải Ngạn mà chúng ta vào ở, được xây dựng ở bờ biển, thuộc bãi biển tư gia. Anh nếu như thích bơi, tôi cùng anh đi. Ai, ta nói với anh, kỹ thuật bơi lội của tôi tốt lắm đấy, có muốn tôi dạy anh hay không? Nói xong, liền nhẹ nhàng thọt vào xương Sườn Tiêu Phàm, khẽ nhăn mày cười, mặt đầy ẩn tình. Thiếu nữ tơ tưởng yêu đương xa vào tình yêu cuồng nhiệt làm gì còn chút bóng dáng của người phụ nữ thủ đoạn cứng rắn chứ tiêu phàm không khỏi cười nói việc này thì không cần rồi kỹ thuật tốt hay không dù sao cũng phải đích thân chứng kiến mới biết được chỉ dựa vào bốc phét cũng không đáng tin cậy vậy sao vậy lát nữa chúng ta liền tỉ thí một chút tôi cũng không tin tiêu chân nhân mọi thứ đều lợi hại hơn người cơ khinh xa lập tức còn có chút không phục liếc nhìn tiêu phàm một cái một bộ dạng nóng lòng muốn thử Tiêu Phàm chỉ cười, không hề tiếp lời. Đấu khí với phụ nữ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cơ Khinh sa bĩu môi, lại đưa tay khoác lên cánh tay của hắn, đầu nhích lại gần. Chương 448: Trang viên của Ma Cưu. Khách sạn Kim Hải Ngạn là khách sạn vượt qua cấp 5 sao xa hoa nhất thành Lạc Già, các loại phương tiện và phục vụ đều vô cùng đầy đủ. Lần này hành trình đến thành Lạc Già đều do Cơ Khinh xa sắp xếp. Cơ khinh xa đặt một biệt thự bãi biển độc lập. Biệt thự bãi biển này thuộc sản nghiệp của khách sạn Kim Hải Ngạn, nhưng không lẫn một chỗ với các khách sạn khác, mà là một biệt thự nhỏ độc lập được kiến tạo trên bờ biển, một cửa ra vào duy nhất, phòng ngủ, phòng khách, bể bơi đầy đủ mọi thứ, bên ngoài cách mười mấy thước là biển xanh. Trời nước một màu, hải âu bay lượn, phong cảnh rất đẹp, giống trong mơ. Tuy nhiên vào giờ phút này Tiêu Phàm đương nhiên không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Cơ khinh xa hiển nhiên cũng hiểu rõ tâm tình của tiêu phàm, lúc này phân phó phía khách sạn đưa một tấm bản đồ du lịch chi tiết đến. Loại biệt thự bãi biển độc lập này là phòng khách có giá phòng cao nhất của khách sạn Kim Hải Ngạn, nên đương nhiên phục vụ cũng chu đáo nhất. Mỗi một ngôi biệt thự đều có nhân viên phục vụ, xe, du thuyền nhỏ chuyên môn. Anh xem, nơi này chính là trang viên ma cư. Cơ khinh xa bảo nhân viên phục vụ ra ngoài hết, kéo tiêu phàm trốn trong phòng ngủ liền trải tấm bản đồ du lịch lớn lên trên nệm giường màu hồng phấn, thật lớn giống như trong cung đình, vươn ngón út trắng nõn nhỏ nhắn và dài chỉ đến nơi nào đó trên bản đồ. Trang viên ma cư ở phía đông nam thành lạc giả, khoảng cách thẳng tắp trên bản đồ ước chừng không đến 30 km. Nhưng ở đó lại bị ghi chú bằng màu xanh đậm, ở trên bản đồ du lịch, ký hiệu màu xanh đậm này chính là biểu hiện chỗ sâu trong rừng rậm nguyên thủy. Hơn nữa, bản đồ du lịch đối với trang viên ma cư không có bất kỳ biểu thị gì trên bản đồ nơi đó chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy nếu không phải có cơ khinh xa cùng đến đây mà chỉ có một mình tiêu phàm đến chỉ sợ sẽ mất không ít thời gian để xác định vị trí của trang viên ma cư cơ khinh xa không chút do dự liền chỉ hướng của vị trí kia có thể thấy mức độ quen thuộc của cô đối với trang viên của ma cư đoán chừng mấy năm cô du học ở thành lạc già đã nghiên cứu qua không ít về trang viên ma cư Trang viên này đã được xây dựng từ rất lâu trước kia. Lúc ban đầu quy mô rất nhỏ, cũng không có chút danh tiếng nào. Bởi vì khi đó Ma Cư chỉ là người trẻ tuổi vừa mới bắt đầu tu luyện hàng đầu thuật, là một tế sư trẻ tuổi người bộ lạc lạc già, đương nhiên cũng không ai biết. Người trẻ tuổi tên Ma Cư này có thiên phú kiệt xuất không người nào sánh bằng. Theo việc Ma Cư ngày càng tinh thông hàng đầu thuật, địa vị của ông ta trong bộ lạc người lạc già cũng càng ngày càng cao. Không đến 30 tuổi liền trở thành đại tế ti của bộ lạc lạc già, cũng chính là đệ nhất hàng đầu sư, cậu bộ lạc, quy mô của trang viên ma cư cũng càng ngày càng lớn. Cơ khinh xa thuận miệng giới thiệu với tiêu phàm lịch sử phát triển của trang viên ma cư vô cùng lưu loát, không hề chậm chạp. Trở thành người đại tế ti đứng đầu của bộ lạc cần có điều kiện gì? Mọi người đề cử sao? Đề cử. Hai tròng mắt cơ khinh xa lập tức liền trừng lớn nhìn tiêu phàm, giống như nhìn quái vật. Tiêu đại ca tiêu chân nhân nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy là thế giới của sự dã man chứ không phải xã hội văn minh nơi này chỉ thích dùng luật rừng kẻ mạnh sống sót không có sự ôn hòa hiền lương cung kính tiết kiệm và khiêm nhường bất kể là ai muốn trở thành đại tế thi người đứng đầu của bộ lạc chỉ có một điều kiện đó chính là thắng tất cả các tế thi khác ai không phục đánh cho kẻ đó phải phục tiêu phàm liền buồn bực một chút quả nhiên là thế giới dã man giờ đã là thời đại nào rồi đại tế ti tiền nhiệm đâu cũng đánh cho phục mới thôi ư tình huống này có thể nói như vậy muốn nhậm chức đại tế ti đều phải cạnh tranh với đại tế ti tiền nhiệm hoặc là sau khi người tiền nhiệm thoái vị mới có thể thực hiện nhưng ma cưu không phải như vậy ma cưu là trực tiếp đưa ra khiêu chế với đại tế ti đương nhiệm trực tiếp xử lý đại tế ti đương nhiệm chính mình đi lên vị trí đại tế ti nghiêm túc mà nói vị đại tế ti tiền nhiệm có thể xem như là sư phụ của ông ta máu lạnh như vậy tiêu phàm không khỏi nhân mày, rất không hài lòng. Không có chút luân lý nào đáng nói. Loại kẻ mạnh tuân theo luật rừng này, tiêu chân nhân thật sự rất khó tán thành. Không tôn sư trọng đạo, đoạt vị trí của sư phụ đã khiến tiêu phàm khó có thể chấp nhận về việc trực tiếp gợi yêu ta chết sư phụ, đặt địa vị là hắn càng hoàn toàn vượt ra khỏi danh giới đạo đức cuối cùng của tiêu phàm. Ban đầu, tiêu phàm đối với đại quốc sư ma cư còn có mấy phần kính trọng, bởi bất kể như thế nào thì việc có thể trở thành đại quốc sư một quốc gia, dù sao cũng đáng được tôn kính. Nhưng mà vừa nghe chuyện này, cảm nhận trong lòng tiêu phàm về ma cưu lập tức chuyển biến đột ngột. Tiêu phàm, ở đây nói đạo đức với những người thổ dân, tôi nên khinh bỉ anh, hay là khinh bỉ anh đây? Cơ khinh xa nhìn tiêu phàm, hé miệng cười, chớp đôi mắt to xinh đẹp nói. Nhìn ra được, cơ khinh xa kỳ thật rất hưởng thụ loại trêu chọc thỉnh thoảng bấn cơ tiêu phàm tê, Thật sự cô bình thường rất thủ đoạn, rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị đoàn cơ thị, chủ tịch tập đoàn dân doanh lớn nhất tỉnh Yến Bắc, trên người còn lóng lánh không ít phần hào quang của chính phủ, bất cứ lúc nào, chỗ nào đều phải thể hiện là một nữ cường nhân chứng trạc đàng hoàng. Dường như chỉ có như thế mới hợp với thân phận hiền hách của cô. Giống như bây giờ, một mình ở cùng bằng hiếu, cô nam quả nữ đứng ở trong phòng ngủ của biệt thự bãi biển trên một đất nước khác, loại sự việc này rất hiếm thấy vì thế cho nên cơ khinh sa cũng đổi tính không còn là người cao quý lạnh lùng diễm lệ mà lộ ra tướng mạo vốn có của cô gái trẻ tiêu phàm lắc đầu đối với loại hành vi khi sư diệt tổ này của ma cưu rất không đồng ý cơ khinh sa không hề nói dẫn với hắn nghiêm nghị nói kỳ thật loại sự việc này cũng không thể hoàn toàn trách cứ một mình ma cưu đây là truyền thống của bọn họ mấy trăm năm qua đều là như thế này tôi nghe nói ma cư cũng là bất đắc dĩ bởi vì ông ta thiên phú rất cao, ở trong hàng đầu thuật tiến bộ quá nhanh, Uyhat ta ép nghiêm trọng tới địa vị đại tế ti tiền nhiệm, đại tế ti tiền nhiệm đã chuẩn bị ra tay đối phó với ông ta. ma Maku liền ra tay trước chiếm lợi thế, chẳng qua là vì sinh tồn mà chiến đấu thôi, cũng chưa nói tới ai đúng ai sai. Tiêu phàm khẽ gật đầu. Cơ khinh xa cũng nói rất có đạo lý, bất kể là ai đều rất khó thoải mái khi vị trí của bản thân rơi vào hoàn cảnh cực nguy hiểm nhất là sống chết trước mắt càng không cần nghĩ đến đạo đức. Khổng mạnh giảng nhân nghĩa, cũng không yêu cầu mọi người khoanh tay chịu chết. Tuy nhiên tiêu phàm lập tức cũng nhớ tới một vấn đề mới. Zino thì thế nào? Giữa Zino và Ma Cư cũng tồn tại loại quan hệ cạnh tranh này. Zino là đệ tử Ma Cư ưng ý nhất, cũng là sư phụ của Phạm Anh. Nếu Ma Cư có thể gờ yêu S chết sư phụ của mình, như vậy quan hệ Zino và Ma Cư liền rất đáng được nghiên cứu ít nhất so với tưởng tượng trước kia của tiêu phàm, hoàn toàn khác nhau. Không tồn tại, cơ khinh xa lại quả quyết lắc đầu. Vì sao? Bởi vì Zino tự biết mình bất kể như thế nào đều không theo kịp trình độ của ma cưu. Hàng đầu sư thật sự rất chú trọng đến thiên phú. Thiên phú của Zino cũng coi như rất tốt, nhưng so sánh với ma cưu kia thì còn kém xa. Ma cưu chính là thiên tài bất thế gia mà cổ nhân nói. Mạnh tử nói, 500 năm mới có vương giả xuất hiện. Những lời này dùng trên người ma cư có lẽ có chút khoa trương, nhưng chính là ý tứ như vậy. Trên thực tế, nước đan mạn bất kỳ một vị nào được phong là đại quốc sư, đều là kỳ tài. Không có bản lãnh thật sự, căn bản không ngồi được vị trí kia, làm không tốt không cần một tháng sẽ bị mất mạng. Hoàng thất đan mạn tuyệt đối sẽ không báo thù khô đại quốc sư thất bại, mà là trước tiên sẽ phong người thắng làm đại quốc sư mới. Bởi vì hoàng thất vĩnh viễn đều cần hàng đầu sư mạnh nhất bảo vệ biết rõ bản thân mình không thể đuổi kịp Ma Cưu, Zino liền ngoan ngoãn, quy củ ở dưới chân của Ma Cưu, xử lý tốt sự việc ngày thường của phái bất cổ. Đợi sau khi Ma Cưu già rồi chết đi, hoặc là thoái vị, vị trí giáo chủ phái bất cổ và đại tế ti bộ lạc nhất định là của ông ta. Tương đối mà nói, mưu cầu phú quý như vậy an toàn hơn. Ừ, biết mình biết người. Là như thế này. Tiêu phàm hai mắt nhìn chằm chằm bản đồ, chậm rãi dò xét lại hỏi. Trong lịch sử nước Đan Mạn có hai hoặc là ba người đảm nhiệm vị trí đại quốc sư, đều xuất thân từ cùng một môn phái hàng đầu. Có, tuy nhiên rất hiếm thấy. Phái hàng đầu thuật nước Đan Mạn thật sự rất nhiều, không phái nào có thể uy chấn thiên hạ, nhất thống giang hồ. Trước đây ít năm tôi đã từng nghiên cứu tỉ mỉ về phái hàng đầu thuật bọn họ, phát hiện các phương pháp tu luyện mà các phái truyền lại cơ bản là giống nhau. Sau khi luyện đến cảnh giới cao thâm, muốn phân cao thấp thắng bại nhân tố quyết định chính là thiên phú và lĩnh ngộ đối với hàng đầu thuật của cá nhân người tu luyện và. Cho nên, trừ phi cùng một môn phái liên tiếp xuất hiện hai hoặc là ba hàng đầu sư thiên phú mạnh nhất, nếu không bình thường là không thể nào do cùng một môn phái hàng đầu sư đảm nhiệm đại quốc sư. Hơn nữa ma cưu cho dù ở bên trong đại quốc sư, cũng coi như là ngoại tộc. Lời này là thế nào? Ma Cưu là đại quốc sư trẻ tuổi nhất của nước Đan Mạn hàng trăm năm qua, cũng có thời gian tại vị dài nhất. Thời điểm được Hoàng Thất Phong làm đại quốc sư, vẫn chưa tới 40 tuổi, ổn định ở vị trí của đại quốc sư đã 30 năm. Hàng đầu sư trước khi ông ta trở thành đại quốc sư, trên 50, 60 tuổi cũng không hiếm thấy. Bình thường cũng ở trên vị trí đại quốc sư khoảng 5 năm, nhiều nhất 10 năm, liền chủ động yêu cầu thoái vị, đem vị trí tặng cho người mới. Bò bò giữ mình. Đúng, cho dù hàng đầu sư thật lợi hại cũng chạy không thoát quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử. Tuổi già sức yếu, qua thời kỳ đỉnh cao còn muốn chiếm cứ vị trí của đại quốc sư làm không tốt cũng sẽ bị người khác trực tiếp đuổi xuống chẳng những rất mất mặt đa số thời điểm ngay cả tính mạng cũng khó bảo đảm ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bất kể người nào địa vị cao cũng không phải ngồi tốt như vậy ma cưu không sợ sao tơ khinh sa liền cười nhẹ nhàng lắc đầu nói cho nên nói ma cưu là một ngoại lệ mấy năm trước thời điểm tôi vội vàng rời khỏi thành lạc già về nước căn bản thì không nghe thấy Ma Cưu có ý định thoái vị. Ma Cưu dường như rất tự tin sắp tới trong nước đan mạn không có người có thể uy hát yêu ta ép được ông ta. Dù sao chỉ cần đứng ở vị trí của đại quốc sư, lợi ích thực sự không ít, có toàn bộ lực lượng hoàng thất trợ giúp, có thể điều động rất nhiều tài nguyên, đối với tu luyện cá nhân rất có lợi, đối với toàn bộ bộ lạc cũng rất có lợi. Mặc dù nói ngoại trừ ông ta, phái bất cổ, không có đệ tử thiên phú kiệt xuất. Nhưng nếu số lượng của đại hàng đầu sư đủ nhiều, như vậy cho dù ma cưu sống thọ và sau khi chết tại nhà, địa vị hàng đầu của phái bất cổ cũng có thể tiếp tục duy trì. Tiêu phàm chậm rãi gật đầu, lâm vào trong trầm tư. Tiêu phàm mơ hồ cảm thấy tuổi tác ma cưu đã cao, lại trước sau không chịu thoái vị, trong chuyện này khẳng định còn có nguyên nhân đặc biệt không muốn người khác biết, hẳn là không chỉ đơn giản như cơ khinh xa phân tích. chương 449, Cô gái múa cột. Ban đêm, đại sảnh khách sạn Kim Hải ngạn biểu diễn nghệ thuật, Tiếng nhạc du dương vang lên, dưới ánh đèn rực rỡ, khách khứa đông dần khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Là thành phố du lịch, tất cả khách sạn ở thành Lạc Già đều trang hoàng đại sảnh biểu diễn nghệ thuật vô cùng xa hoa, mỗi khi trời tối đều tiến hành biểu diễn ca múa ở đại sảnh, làm du khách vui vẻ. Dù sao trên thế giới dễ lừa nhất cũng chính là khách du lịch. Nhưng đến xem biểu diễn lại không chỉ là khách du lịch, thậm chí có thể nói, đại đa số người xem là dân bản xứ dân bản xứ cũng không phải thích đến xem biểu diễn, mà chủ yếu là muốn tìm cơ hội buôn bán. Bởi du khách có thể vào ở trong khách sạn xa hoa này, có ai không phải phú quý, nên đều là đối tượng thật tốt để kinh doanh. Nếu may mắn, buổi biểu diễn nghệ thuật ở đại sảnh có thể kéo đến nhiều du khách lắm tiền. Ngoài dân bản xứ thích đến buổi biểu diễn nghệ thuật ở đại sảnh ra, còn có những cậu ấm trẻ tuổi tới nơi này uống rượu tìm người đẹp. Một loại khách cuối cùng, cũng là người làm ăn chỉ có điều là kiểu làm ăn kinh doanh không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng số lượng khách loại này lại cũng không ít. Nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn xã hội văn minh để đánh giá, thì thành lạc già thực ra chỉ có thể coi là vùng thiếu văn minh. Nếu không phải khách du lịch hứng thú, chỉ sợ số người nghe nói qua thành phố này rất ít, chứ không cần phải nói tới việc đến nơi đây tiêu tiền. Bu ổ, khi biểu diễn bắt đầu chưa lâu, tiêu phàm và cơ khinh xa đã mặc trang phục tiêu chuẩn cho du khách vào đại sảnh đang biểu diễn nghệ thuật, Phạm Nhạc vẫn theo sát phía sau. Nếu để người quen của Tiêu Phạm nhìn thấy bộ dạng đang cải trang của hắn lúc này, sẽ ngay tức khắc rơi kính mắt xuống đất. Áo hoa quần cộc, chân đi giày lười. Đúng vậy, trang phục của Tiêu chân Nhân lúc này là như vậy. Cơ khinh xa trong chiếc áo phông ngắn cộc tay màu đen nhét trong chiếc váy hoa màu đỏ làm toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi thanh xuân. Chỉ có điều cho dù là thiếu nữ trong truyện tranh, cũng có rất ít người da thịt trắng hơn tuyết, yểu điệu như cơ khinh xa cơ khinh xa hoàn toàn đem tâm tình, thiếu nữ xinh đẹp, ẩn sâu trong tâm hồn phóng thích ra ngoài. Nếu huyền thiên thiên ở chỗ này, sẽ nhảy đến phía cơ khinh xa đưa ra kháng nghị nghiêm chỉnh lão đại, làm gì có chuyện tranh giành làm ăn như cô chứ? Thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng lẽ không phải là độc quyền của đệ nhất nữ ma đầu ta sao? Nói thực, cơ khinh xa phải mất đến khoảng nửa giờ trong phòng ngủ để cọ sát với tiêu phàm, cuối cùng tiêu chân nhân với vẻ mặt không tình nguyện vô cùng bất đắc dĩ mặc áo hoa trong quần cộc. May mà cơ tổng coi như có chừng mực, tha không bắt tiêu chân nhân phối hợp một cách lập dị hơn. Anh phải làm cho mình không bị người khác chú ý mới được, anh chàng đẹp trai. Nhập ra tùy tục, đây là lý do cuối cùng của cơ khinh xa thuyết phục tiêu phàm. Ở một thế giới chú trọng bị thịt, đàn ông và phụ nữ đều giống nhau. Cơ khinh xa cũng rất không tình nguyện đem dáng điệu tuyệt thế của mình che đậy hơn phân nửa về phần màu da cơ tổng liền không có ý định thay đổi đại sảnh biểu diễn nghệ thuật thật ra vẫn là một nơi để đi hỏi thăm tin tức ở trong các loại người làm ăn còn có loại mật thám chuyên dựa vào bán đứng tin tức để kiếm ăn những thứ cơ khinh xa biết cũng là tin tức của mấy năm trước rồi trong mấy năm sau khi cô rời khỏi thành lạc già nơi này xảy ra chuyện trọng đại gì cô cũng không rõ ràng tình hình đại quốc sư ma cư gần đây như thế nào trong mười mấy môn phái hàng đầu sư lớn nhỏ trong bang lạc già có xuất hiện đại hàng đầu sư nào lợi hại hay không vi vi đều cần nghe ngóng rõ ràng mặc dù tân lâm chỉ đợi tiêu phàm được thời gian một tháng hiện giờ đã qua mấy ngày nhưng phải nắm rõ ràng mọi việc mới có thể quyết định bước tiếp theo hành động như thế nào bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi cơ khinh xa chọn một vị trí ở góc cùng tiêu phàm ngồi xuống gọi một ít đặc sản địa phương và nước hoa quả ép Phạm Nhạc ngồi chỗ cuối bàn. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu đã có người đến mời chào kinh doanh, liền bị Phạm Nhạc đuổi đi. Hiện tại đại sảnh biểu diễn nghệ thuật vẫn rất náo nhiệt, cơ khinh xa không vội tìm, mật thám, hỏi tin tức. Theo thời gian, khách khứa xem biểu diễn nghệ thuật trong đại sảnh dần dần nhiều hơn, biểu diễn trên sân khấu cũng bắt đầu bốc lửa. Một nhóm cô gái trẻ tuổi mặc quần áo bó sát đi lên sân khấu, bắt đầu trình diễn những động tác múa cột tiêu chuẩn. Thêm chút mờ mờ của ánh đèn, trong đại sảnh biểu diễn vang lên một trận vỗ tay, tiếng huyết sáo và hò hét. Nhất là những tiếng hô, hào hay, đặc biệt vang dội. Tiêu phàm không khỏi khẽ nhân mày. Trong đại sảnh biểu diễn nghệ thuật ở nơi đất khách quê người, cư nhiên chữ, hảo, đã lấn át được thanh âm khác. Bởi vậy có thể thấy được trong đại sảnh biểu diễn này, ít nhất có hơn một nửa khách là đồng bào Hoa Hạ Quốc. Khách du lịch từng truyền đi một câu nói như vậy, chỉ cần kinh tế Hoa Hạ Quốc khởi sắc, thì cũng có nghĩa ngành du lịch của toàn bộ thế giới đều khởi sắc. Thật ra chúng tôi cũng không thực sự giàu có đến mức độ như vậy, có thể gánh trách nhiệm của toàn bộ thế giới. Lại vào lúc này, Phạm Nhạc vẫn ngồi yên lặng không nói một tiếng bỗng nhiên đứng thẳng lên, hai mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn thẳng về chỗ sân khấu ở phía xa, dường như nhìn thấy sự tình gì khiến anh ta cực kỳ giật mình. Phạm Linh, làm sao vậy? Nhiều năm cơ khinh xa ở cùng Phạm Nhạc như vậy, ngoại trừ không có mối quan hệ nam nữ riêng tư còn có thể được coi như bạn thân nhất giống như mỗi một bước di chuyển của cô phạm nhạc đều rõ như lòng bàn tay và mỗi cử chỉ của phạm nhạc cô đều rõ ràng bạn bè nhiều năm rất ít khi cô nhìn thấy phạm nhạc thất thố như thế lúc này theo ánh mắt của phạm nhạc nhìn lên trên sân khấu trên sân khấu có tất cả sáu vũ công nữ trẻ tuổi đang múa cột ban đầu cơ khinh xa cũng không để ý với nhan sắc tuyệt mỹ của cơ khinh xa Sao phải đi chú ý mấy cô gái múa cột biểu diễn trong vũ trường chứ? Bây giờ xem xét cẩn thận lại phát hiện ra cả đám vũ công nữ trẻ tuổi này đều có vóc dáng rất đẹp. Hơn nữa liếc mắt một cái có thể nhìn ra họ đều là con gái Hoa Kiều, chứ không phải nữ thổ dân. Nữ thổ dân Bang Lạc già có vóc dáng thấp bé, làn da ngăm đen, thật sự không thể nghĩ được họ có thể đến loại khách sạn xa hoa này múa cột kiếm tiền. Cô gái trưởng nhóm múa cột kia, bộ dạng xinh đẹp, hai chân thon dài, eo thon nhỏ duyên dáng, là một mỹ nữ hiếm thấy. Hơn nữa làm cho người ta tim đập thình thịch chính là trên mặt cô bé này toát ra vẻ thản nhiên u buồn và ẩn núp sự tuổi thân. Loại biểu lộ ra nét u buồn và ủy khuất vô ý này là vũ khí siêu cấp, đôi khi sẽ có tác dụng vượt qua dáng người và diện mạo, đối với hầu hết nam giới mà nói có lực sát thương cực kỳ lớn. Ví dụ như cô vũ công trưởng nhóm này mặc dù mặc trang phục vô cùng hở hang, lại làm cho người ta có một loại cảm giác không phải cô cam tâm tình nguyện, mà là bất đắc dĩ bị ép buộc ánh mắt của Phạm Nhạc liền một mực ở trên người của cô ta. Phạm Nhạc, cơ khinh xa đè thấp giọng nói một tiếng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Rất nhanh, Phạm Nhạc lại chấn định lại, khôi phục dáng vẻ tự nhiên, mí mắt rủ xuống thản nhiên nói. Cô bé trưởng nhóm kia tên là Phạm Linh, là em họ của tôi. Nói về quan hệ tộc họ, thân cỡ ngống như Phạm Anh. Cơ khinh xa giật mình kinh hãi. Đây là có duyên, Phạm Linh làm sao lại xuất hiện ở một nơi chuyên chứa mại như nơi đây vào lúc này? Cần phải biết là Phạm gia ở thành Lạc Gia là nhà giàu quyền quý xếp thứ hai, một trong bốn đại gia tộc người Hoa. Đại tiểu thư dòng chính Phạm gia tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Từ ánh mắt hết sức kinh hoàng của Phạm Nhạc có thể thấy, mối quan hệ của anh ta và Phạm Linh không chỉ là huynh muội bình thường đơn giản như vậy. Quả nhiên, Phạm Nhạc kế tiếp nói, "Phạm Linh cùng tôi lớn lên giống như anh em ruột thịt vậy." Nhiều năm trước, Cơ Khinh Sa du học ở thành Lạc Già, vì luận bàn võ thuật mà kết giao với Phạm Nhạc. Nhưng Cơ Khinh Sa tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, không xâm nhập đến cuộc sống hàng ngày của Phạm Nhạc, đối với tình hình gia đình của Phạm Nhạc hiểu biết thật sự rất ít. Quan hệ huynh đệ thân thiết này, trước kia Cơ Khinh Sa cũng chưa từng nghe Phạm Nhạc nhắc tới. Tuy nhiên Cơ Khinh Sa biết Phạm Nhạc là độc đinh của Phạm gia không có huynh muội ruột thịt. Trong tình huống này, tình cảm của Phạm Nhạc đối với Phạm Linh có lẽ thắm thiết hơn mức đó. Tam Thúc ở công ty có cổ phần đấy, so với cổ phần của Phạm Anh còn nhiều hơn. Hơn nữa, Tam Thúc là thành viên hội đồng quản trị công ty. Phạm Nhạc lại giải thích vài câu. Không hề nghi ngờ, Tam Thúc trong miệng anh ta chính là cha của Phạm Linh. Không cần nói đến cổ đông tập đoàn Phạm Thị hay thành viên hội đồng quản trị, cho dù chỉ là cấp quản lý bình thường, thu nhập cũng đủ để cuộc sống đầy đủ, quyết không đến mức để cho con gái lưu lạc đến nơi này múa cột kiếm sống nhưng Phạm Nhạc cũng chỉ giải thích vẻn vẹn hai câu như vậy, liền ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Thậm chí nghiêng đầu đi, ngay cả hướng sân khấu cũng không nhìn lại nữa. Phạm Nhạc, tơ khinh xa thấp giọng kêu lên với vẻ mặt có lỗi. Phạm Nhạc khẽ gật đầu, ra hiệu mình rất rõ việc cấp bách trước mắt là gì. Trước mắt chưa có, xích viêm thảo, trong tay, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì đều là tuyệt đối không thể thực hiện. Tha hương đất khách quê người ba người bọn họ sẽ phải đối mặt với đại quốc sư ma cưu đối mặt với toàn bộ phái bất cổ thậm chí là đối mặt toàn bộ thổ dân bộ lạc bang lạc già tranh lệch mạnh yếu rất lớn hành động nhất định phải đặc biệt để ý một bước đi sai sẽ rất có thể dẫn đến kết quả thua cuộc đến lúc đó có lẽ không chỉ đơn giản là không cứu được tân lâm chỉ sợ ba người bọn họ cũng không còn sống sót trở về nước tiêu phàm bưng cốc nước trái cây trước mặt lên uống một ngụm sắc mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối hắn đều không nói một câu. Hay, lại là tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Thời điểm tất cả mọi người ngậm miệng, tiếng trầm trồ khen ngợi lần này liền có vẻ đặc biệt đột ngột, lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy cách đó không xa, có một người đàn ông đứng lên. Mặc dù đèn sảnh biểu diễn vô cùng mờ tối, nhưng ánh mắt của đám người tiêu phàm, cơ khinh xa, phạm nhạc đương nhiên cũng nhìn thấy rõ. Người đàn ông này không lớn tuổi lắm, ước chừng ba mươi mấy tuổi, ăn mặc lòe loẹt trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cực lớn sáng lấp lánh, vóc dáng thấp bé, hình dáng thô tục, làn da ngăm đen. Nếu không phải tiếng trầm trồ khen ngợi biểu lộ thân phận của anh ta, cho dù là ai cũng đều biết anh ta là đàn ông thổ dân địa phương. Người đàn ông thô tục hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bưng cốc bia lớn lảo đảo đi về phía sân khấu, ánh mắt nhìn thẳng vào bắp đùi thon dài và bộ ngực tuyệt đẹp của Phạm Linh, không che giấu chút nào sự tham lam háo sắc của mình chương 450, xúc quỷ. Chứng kiến hành động thô tục đáng khinh của người đàn ông kia, sắc mặt của Phạm Nhạc biến đổi, hai mắt hơi khẽ híp mắt lại. Quen ư, cơ khinh xa khẽ hỏi một câu. Quen, Lâm Thành Đạc, trước kia là hoa vương trong nhà tôi. Phạm Nhạc nói vô cùng đơn giản. Cái gọi là hoa vương, thực ra chính là kẻ đầy tớ của Phạm Gia, là người chuyên chăm sóc cây cối, làm vườn cắt tỉa cây nhưng hiện giờ người này lại xuất hiện trong đại sảnh biểu diễn của khách sạn Kim Hải Ngạn, chẳng những đeo đồng hồ sáng loáng, trên cổ còn đeo một dây xích vàng lớn, diễu võ dương oai. Đeo dây xích vàng dường như là sự yêu thích đặc biệt của người Hoa. Cho dù là nam hay nữ, chỉ cần có tiền, đều thích đeo một dây như vậy. Giáng điệu Lâm Thành Đạc bây giờ không giống với bộ dạng của người làm vườn. Người làm vườn của Phạm Gia cho dù có hoành tráng đến mấy, đến nơi như thế này vẫn là không chịu nổi tiêu phí lâm thành đặc hiển nhiên không ngờ chủ nhân đã về đến thành lạc già và ngồi cách đó không xa nhìn gã ta hiện tại gã ta hoàn toàn bị cồn đốt đỏ hai tròng mắt cầm cốc bia lớn lảo đảo đi về phía sân khấu sau đó liền đứng gần ngay trước mặt phạm linh ngẩng đầu lên cười đùa nói tam tiểu thư lại đây tôi mời cô một ly nói xong liền giơ tay đưa cốc bia tới vóc sáng của gã ta vốn thấp nên dù đứng cùng một bậc thang với phạm linh cũng không cao bằng cuống chi hiện tại gã ta đang đứng ở dưới sân khấu càng lộ ra chiều cao cách biệt thật giống như một tên hề trông thật buồn cười phạm linh từ cao nhìn xuống rất khó khăn vừa liếc nhìn thấy lâm thành đạt ngay lập tức thấy kinh ngạc trần trừ một chút thiếu chút nữa theo ngã xuống ống thép tay chân luống cuống có vài phần bối rối lạc thành đạt cười cạc cạc thanh âm khàn khàn như cú vọ kêu to vô cùng khó nghe tam tiểu thư đừng sợ lâm ca ta ở đây có gì uất ức cứ nói với Lâm ca ta, ta bảo kê cho cô. Sắc mặt đắc chí tràn đầy vẻ tiểu nhân vinh váo tự đắc. Vang lên một tiếng, bịch nhỏ. Ly thủy tinh dày đựng nước ép hoa quả trong tay bị vỡ nát, may mà nước trái cây đã uống hết nên nước không bị văng ra xung quanh. Cánh tay của Phạm Nhạc khẽ run rẩy, sắc mặt xanh mét, gắt gao nhìn thẳng Lâm Thành Đạt, trong mắt như sắp bốc hỏa. Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà. Nhớ ngày đó, Phạm Linh là cô gái được mọi người trong phạm gia quý mến chiều chuộng. Thiên kim tiểu thư như cô, thì những kẻ làm như Lâm Thành Đạt cũng chỉ dám nhìn từ xa, liếc trộm một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống sợ bị người khác phát hiện. Từ khi nào mà đến lượt Lâm Thành Đạt nói những lời như vậy trước mặt Phạm Linh chứ? Trong mắt cơ khinh xa lóe lên một chút lo lắng. Cô quả thật có chút lo, nếu chẳng may Phạm Nhạc nhịn không được, làm không tốt sẽ phá hỏng chuyện lớn đúng vào lúc này đã có không ít người bất mãn đứng lên lớn tiếng thét to với hành vi của lâm thành đạt buộc gã ta đi nhanh ra chỗ khác tránh làm ảnh hưởng tới các cô gái biểu diễn vũ đạo đây là biểu diễn cho tất cả mọi người xem chứ không phải chỉ biểu diễn cho một người xem hơn nữa nhiều vị khách ở đây đều là nhân vật lớn đã quen mặt bộ dạng nhà giàu mới nổi của lâm thành đạt chỉ cần người ta chỉ cần liếc nhìn là thấy khí chất thô tục cả đời cũng sẽ không thay đổi được thật không có ai coi gã ta ra gì Nhân viên an ninh của đại sảnh biểu diễn lập tức ra mặt can thiệp. Ai ngờ bảo vệ ra mặt, thái độ của Lâm Thành Đạt lập tức thay đổi, hai tay dùng sức dương lên, bắt lấy cánh tay của người bảo vệ đang túm lấy gã ta, quăng qua một bên, gầm hét lên: Bỏ ta ra! Mẹ nó! Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là tổng quản của Phạm Phủ. Dám kéo ta, có tin không? Lão tử ngày mai sẽ bảo cảnh sát Trần đem bắt hết các ngươi lại, rút roi ra đánh chết các ngươi. Thanh âm cực lớn đến mức ngay cả âm nhạc điếc tai nhức óc cũng không lấn át được, trên trăm người xem biểu diễn ở đại sảnh về cơ bản đều nghe rõ ràng. Bảo vệ vừa nghe gã ta nói là tổng quản của Phạm Phủ, đều giật mình kinh hãi, ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không dám giơ tay tiếp tục kéo gã. Việc thế này thà tin rằng có còn hơn không, tuy nhìn qua người này mười phần đáng khinh, không có một chút nào giống như nhân vật lớn. Nhưng nếu chẳng may điều gã ta nói là đúng, Tổng quản Phạm Phủ tuyệt đối không phải là người mà bọn bảo vệ bé nhỏ như họ có thể đắc tội. Mấy năm nay Phạm gia dưới sự quản lý của Phạm hội trưởng Phạm Anh đã vượt qua cả Hoàng gia, trở thành gia tộc đệ nhất người Hoa ở thành Lạc Gia. Phạm Anh lại càng nổi bật, năm trước được tuyển làm hội trưởng thương hội người Hoa thay thế người của Hoàng gia. Chuyên của tôi A còng A còng nét. Nếu thật sự người này là tổng quản của Phạm Phủ, thì gã ta chính là người thân tín nhất của Phạm hội trưởng. Rất nhanh, một gã đàn ông trung niên đi giày tây ra vẻ bộ dạng của người phụ trách vội vã đi tới, giữ chặt Lâm Thành Đạc, cúi đầu khom lưng không ngừng nói lời tốt, khuyên can mãi, nhìn chung cũng có ý khuyên Lâm Thành Đạc đang say đi về. Tam tiểu thư, cô nhớ kỹ, ta là Lâm Thành Đạc, Lâm ca. Ta sẽ lại tới tìm cô đấy. Lâm Thành Đạc nhìn Phạm Linh trên sân khấu, kêu lên đến mức sát cổ họng, sau đó cầm cốc bia trong tay uống cạn sạch, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hai tay để sau lưng sải bước đi ra ngoài cửa mấy gã đàn ông ngồi cùng bàn với gã ta cũng đều đứng dậy miệng kêu lâm ca rồi cùng theo rời đi nghe ra hẳn đều là hoa kiều tiếng hán của người thổ dân không nói lưu loát được như vậy thật ra dù là hoa kiều người nói tiếng hán lưu loát cũng không nhiều còn viết thì lại là dâu ông nọ cắm cầm bạc kia tiêu phàm vẫn giữ im lặng bỗng nhiên nói phạm nhạc người như thế không đáng để tức giận phạm nhạc ừ một tiếng, rồi không nói gì. Biểu diễn múa cột xong, Phạm Linh và đám vũ công rất nhanh đi ra phía hậu trường, một gã ca sĩ lên sân khấu bắt đầu ra sức biểu diễn một ca khúc tiếng hoa mà tiêu phàm dù thế nào cũng không nghe rõ được một từ. May là tiêu chân nhân có lòng tin tuyệt đối với trình độ quốc văn của mình, nếu không thật đúng là phải hoài nghi ngữ văn của mình không học tốt, đến mức ngay cả một từ trong bài hát cũng không hiểu. Một người đàn ông người hoa chừng 30 tuổi chậm rãi cúi lưng về phía tiêu phàm, không người, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Phạm Nhạc khẽ gật đầu. Người đàn ông người Hoa này lập tức mừng rỡ, kéo theo một đám người chạy về phía Phạm Nhạc, hạ thấp người, sau đó tiếp tục cúi đầu làm lễ với Tiêu Phạm và cơ khinh sa, lộ ra hàm răng không hề có trật tự. Hình dung về sự đáng khinh thì đỡ hơn so với Lâm Thành Đạc một chút. Phạm Nhạc dùng tiếng Anh nói với ông ta: Hai vị bằng hữu này là đến từ quốc nội, muốn nghe ngóng chút tin tức mới người đàn ông người hoa kia vừa nghe lập tức gật đầu nói không thành vấn đề không thành vấn đề bất kể hai vị muốn nghe chuyện gì ta đều có thể khẳng định sẽ khiến hai vị hài lòng xem ra gã này chính là mật thám chuyên dò la tin tức trong số những người làm ăn ở đại sảnh biểu diễn cũng là hạ đẳng nhất hầu hết thời gian bọn họ là tìm kiếm đối tượng khách ngoại quốc có thể bị lừa đương nhiên cũng sẽ không lừa dối quá ác luôn tuân theo pháp luật tận dụng mọi khả năng lừa tiền và vàng của du khách, nhưng cố gắng không để bản thân bị bắt đến đồn cảnh sát. Tiên sinh họ gì? Tiêu Phàm cũng dùng tiếng Anh để hỏi một cách lưu loát. "Không dám, không dám, ta họ Trần, gọi ta là Trần A Tam." Ba chữ Trần A Tam kia cũng là tiếng Hán, chỉ có điều tăng thêm một chút giọng điệu nước ngoài, nghe vào hết sức chẳng ra cái gì. Thật sự Trần A Tam cũng không biết nên dịch hai chữ A Tam sang tiếng Anh như thế nào chẳng lẽ lại dịch thành Ấn Độ? Trần Tiên Sinh, bạn trai ta ở trong nước là chuyên gia nghiên cứu tôn giáo và sự kiện linh dị. Anh ấy đối với hàng đầu thuật Nam Dương cảm thấy rất hứng thú. Trần Tiên Sinh có thể cùng anh ấy hàn huyên một chút chuyện liên quan về hàng đầu thuật không? Anh ấy nhất định sẽ vô cùng hứng thú. Cơ khinh xa mỉm cười nói với Trần A Tam, trực tiếp gọi tiêu phàm là bạn trai. Một phiếu tiền mặt trị giá 20 đô la Mỹ được đặt trước mặt Trần A Tam trần a tam vừa thấy vậy liền mặt mày hớn hở khẽ vươn tay lấy tiền trước hướng về phía tiêu phạm liên tục cúi đầu nói xin tiên sinh cứ yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng ngay sau đó vị mật thám này liền thao thao bất tuyệt như một cái máy hát đúng như trong dự liệu của cơ khinh xa chẳng qua sau khi nói mấy câu trần a tam liền nhắc đến đại quốc sư ma cưu trong thành lạc già này muốn tán gẫu về hàng đầu thuật không nói về đại quốc sư ma cưu thì còn có thể bàn luận về ai chứ? Trong miệng của Trần A Tam, vị đại quốc sư Ma Cư quả thực chính là thánh nhân Hạ Phàm, với đủ loại thủ đoạn, giống như thần tích. Lấy đầu người ở xa ngàn dặm, không phải trường hợp cá biệt. Ba vị có biết đại quốc sư Ma Cư nuôi bao nhiêu đôi quỷ không? Bàn bạc một hồi, Trần A Tam nhìn hai bên một chút, hạ thấp giọng hỏi, giọng điệu và thần thái đều vô cùng thần bí. Xúc quỷ gần như là một loại công pháp mà hầu như mỗi người Nam Dương tu luyện hàng đầu sư thành công đều nhất định phải tu luyện. Ở bên trong hàng đầu thuật, xúc quỷ có tác dụng rất lớn. Tất cả mật báo, quan sát tình hình của địch thủ, hay hạ hàng đầu đều có thể điều khiển xúc quỷ đi hoàn thành. Đối phương trong lúc thần không biết quỷ không hay, liền chúng hàng đầu. Mà, xúc quỷ, nhiều hay ít, cùng với trình độ tế luyện quỷ vật, thường sẽ thể hiện trình độ cao thấp của một vị hàng đầu sư. Bao nhiêu? Sáu đôi. Trần A Tam đưa ngón cái và ngón út tay phải ra, khoa tay múa chân một chút, vẻ mặt tràn đầy sự sùng bái. Hơn nữa không phải tiểu quỷ, mà là ác quỷ. Không thể nào, người nói đùa sao? Làm gì có hàng đầu sư nào có thể nuôi dưỡng được sáu đôi quỷ chứ? Phạm Nhạc lập tức nói phản đối. Mặc dù Phạm Nhạc không tu luyện qua hàng đầu thuật, đối với việc tu luyện của hàng đầu thuật vẫn hiểu biết không ít, xúc quỷ của hàng đầu thuật là nuôi dưỡng từng đôi từng đôi một gồm một đực một cái để tránh quỷ bị cô đơn không nuôi dưỡng được sẽ dần dần héo rũ bình thường hàng đầu sư có thể nuôi dưỡng một đôi quỷ cũng đã rất khó khăn phải hao phí tinh lực suốt đời để tế luyện quỷ vật bởi vì theo thời gian trôi đi làm cho năng lực của quỷ sẽ từng bước mạnh mẽ nếu bản lĩnh của hàng đầu sư theo không kịp sẽ khống chế không nổi quỷ bị cắn trả biến thành thức ăn của quỷ bao năm qua cũng không ít hàng đầu sư bị chính quỷ vật mà mình nuôi cắn trả. Một số đại hàng đầu sư thiên phú cao, bản lĩnh cao cường, nuôi dưỡng tiểu quỷ có thể nhiều hơn chút, có thể tới hai đôi, thậm chí nhiều hơn. Nhiều nhất sẽ không vượt qua bốn đôi quỷ, đây cũng là giới hạn xúc quỷ được công nhận. Mấy chục năm trước đã từng có một vị đại quốc sư kỳ tài ngút trời, ý đồ nuôi dưỡng năm đôi quỷ, cuối cùng thất bại, bản thân bị quỷ vật cắn trả, không khống chế được năm đôi quỷ vật kia, thiếu chút nữa gây thành đại họa. May mà mấy vị đại hàng đầu sư đồng loạt ra tay, cuối cùng mới chân áp được năm đôi ác quỷ. Sau chuyện này, hàng đầu sư nuôi quỷ cũng không dám vượt qua 4. Hơn nữa hàng đầu sư có thể nuôi được 4 đôi quỷ cũng là hiếm có. Có đôi khi thậm chí là đệ nhất hàng đầu sư của đại quốc sư cũng không nhất định có thể nuôi dưỡng nhiều quỷ vật như vậy. Hiện tại Trần A Tam lại nói đại quốc sư Ma Cưu nuôi 6 đôi quỷ, Phạm Nhạc đương nhiên tuyệt đối không tin audio điện tử võ tấn bền hết chương 450